Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 59. Chỉ là ngũ quỷ phệ thần chú mà thôi, lúc trước hắn cần tập hợp đủ một số nguyên liệu hiếm có mới giải trừ được. Hiện giờ chỉ là chuyện cần hao phí chút thời gian. Dùng thứ này tới uy hiếp hắn, Long Tuyệt nghĩ đơn giản quá rồi. Hơn nữa cho dù hắn trúng ngũ quỷ phệ thần chú, hắn cũng không phá giải. Long Ngạo Thiên diệt Mạc ra hắn, móc mắt Tiểu Vũ, còn đoạt Tiểu Tuyết. Hắn muốn dùng nguyền rủa này hấp dẫn người của Ngạo Nhật Sơn Tông xuất hiện, dùng máu của Ngạo Nhật Sơn Tông trả nợ Mạc gia. Chú này, cũng là một trong những mục đích hắn giết Long Tuyệt. Còn nữa, anh đang định dùng trục nhật toa rời đi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái tay ẩn trong tay áo của Long Tuyệt. Ấp á vẻ mặt Long Tuyệt ngẩn ra, sau đó anh ta nhíu mày, mắt đảo liên tục. Quả thật thực lực của Mạc Phàm mạnh hơn anh ta nhiều. Mạc Phàm lại muốn giết anh ta liều mạng với Mạc Phàm chỉ có đường chết. Nếu anh ta có thể chạy khỏi nơi này quay về Ngạo Nhật Sơn Tông, lần sau gặp Mạc Phàm sẽ là cảnh cậu ta bị giết, mà không phải anh ta bị Mạc Phàm giết. Tuy Mạc Phàm rất mạnh, nhưng không là gì trước mặt Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, cho dù là Long Ngạo Thiên cũng có thể giết Mạc Phàm dễ dàng. Chỉ là anh ta không ngờ, vậy mà Mạc Phàm phát hiện anh ta đang khu động trục nhật toa. Mạc Phàm, nhãn lực của cậu không tệ, nhưng đã muộn quá rồi, cậu không bắt được tôi đâu. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, linh khí không hề giữ lại chút vào trong pháp bảo hình thoi. Pháp bảo này trở nên sáng lên, ánh sáng bao phủ anh ta ở bên trong. Trục nhật. Anh ta khẽ quát một câu, hào quang trên pháp bảo đại phóng, mang theo một cái đuôi bay về phía xa. Trục nhật toa là pháp khí nổi tiếng của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, được xưng là trục nhật chóc nguyệt. Tốc độ cũng có tiếng ở tu chân giới, dựa vào bản thân tu sĩ và tốc độ phi kiếm, căn bản không thể đuổi theo trục nhật toa. Cho dù là pháp bảo tốc độ, cũng ít có thể đuổi theo trục nhật toa. Chỉ trong chớp mắt anh ta đã tới chân trời sát mặt trời. Vậy sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Một tay hắn duỗi về phía Long Tuyệt, nheo mắt lại. Chóc nhật thủ. Ba chữ vang lên, bỗng nhiên mặt trời trên bầu trời thay đổi. Từ một vòng tròn biến lớn gấp trăm lần, giống như một mặt trời siêu cấp treo trên bầu trời, gần như che khuất cả bầu trời, chắn phía trước Long Tuyệt. Ngay sau đó mặt trời này thay đổi, từ vòng tròn thành một bàn tay to chộp lấy Long Tuyệt. Long Tuyệt nhìn thấy mặt trời biến thành đại thủ, sắc mặt anh ta thay đổi. Chóc nhật thủ, sao anh ta có thể không biết? Khắc tinh của trục nhật toa của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, nhưng gia tộc dùng chóc nhật thủ này đã bị Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ tiêu diệt. Công pháp đã thất truyền. Anh ta gần như không do dự, sử dụng trục nhật toa bay về một phía. Khắc tinh là khắc tinh, anh cảm thấy trốn có tác dụng à, nếu có tác dụng, sao còn gọi là khắc tinh, quay lại cho tôi. Mạc Phàm cười lạnh lùng, năm ngón tay nắm chặt, dùng lực kéo về sau. Không đợi Long Tuyệt thoát đi, cự nhật biến thành đại thủ chộp lấy Long Tuyệt. Âm thanh như trên vạn tấn thuốc nổ nổ tung trong không trung. Đại thủ như sao chổi tiến tới Thái Sơn. Rầm, âm thanh kinh thiên động địa bùng nổ, bàn tay khổng lồ đụng vào trong Thái Sơn. Sơn thể lắc lư, tảng đá to lớn rơi xuống, rất lâu sau mới yên bình lại. Gương mặt Mạc Phàm lạnh lùng, cái tay kia kéo về sau. Long Tuyệt được kéo ra khỏi sơn động sâu không thấy đáy, chiến giáp bị tàn phá không chịu nổi, trên người tràn đầy vết thương, máu tươi chảy từ bên trong ra, dáng vẻ vô cùng chật vật. Mạc Phàm ném Long Tuyệt sang một bên như ném chó chết. Vẫn còn chạy sao? Mạc Phàm hỏi với vẻ hờ hững. Long Tuyệt nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, một tay ôm ngực chậm rãi đứng dậy. Mạc Phàm, cậu đừng giết tôi có thể trở thành nô lệ của cậu, báo thù Ngạo Nhật Sơn Tông giúp cậu, như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn cậu dùng ngũ quỷ phệ thần chú hấp dẫn đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông, hơn nữa người cậu muốn giết là Long Ngạo Thiên. Tôi là tôi tớ của anh ta cho nên hiểu rất rõ về anh ta, cậu muốn giết anh ta, có tôi sẽ giết được anh ta dễ dàng hơn. Long Tuyệt nói, thực lực của anh ta không phải là đối thủ của Mạc Phàm, dùng trục nhật toa chẳng những không chạy thoát được, còn bị chóc nhật thủ của Mạc Phàm bóp mạnh. Anh ta muốn sống sót, chỉ có thể hợp tác với Mạc Phàm. Chỉ cần có thể sống sót, sẽ có cơ hội lật bàn. Vậy sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. Không sai. Ở Ngạo Nhật Sơn Tông không ai hiểu biết Long Ngạo Thiên hơn tôi. Long Tuyệt nói rất chắc chắn.
Vậy anh biết chín động phủ của Long Ngạo Thiên ở đâu không? Mạc Phàm hỏi. Chín động phủ sao? Long Tuyệt nhíu chặt mày. Động phủ ở tu chân giới là một trong những tài nguyên vô cùng quan trọng, động phủ cũng bày tỏ càng nhiều tài nguyên linh khí. Quả thật Long Ngạo Thiên có chín động phủ, nhưng chín nơi này ở đâu, bên trong có thứ gì anh ta không biết, Long Ngạo Thiên cấm anh ta bước vào chín động phủ này. Nhưng đổi lại là người khác, ngay cả Long Ngạo Thiên có mấy động phủ cũng không biết, vậy mà Mạc Phàm biết Long Ngạo Thiên có chín động phủ. Xem ra anh không biết chút gì về chín động phủ này, vậy anh có biết vì sao Long Ngạo Thiên có thể thành thiên tài không, cơ thể anh ta có điểm nào khác với mọi người? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ngạo Nhật Sơn Tông có nhiều đệ tử như vậy, nhưng Long Ngạo Thiên lại nằm trong số ít thiên tài, trên người tất phải có điểm đặc biệt, giống như huyết mạch hồng liên của hắn. Bí mật của Long Ngạo Thiên sao? Sắc mặt Long Ngạo Thiên khó coi, mồ hôi như hạt đậu chảy từ trán anh ta xuống. Bí mật liên quan tới thiên phú của tu sĩ còn quan trọng hơn động phủ, có rất ít người nói cho người khác. Nhòm ngó bí mật này, thậm chí sẽ gây ra họa sát thân. Chắc chắn Long Ngạo Thiên có điểm gì khác biệt, nhưng chắc chắn sẽ không nói cho anh ta biết chuyện này, anh ta cũng không dám hỏi. Chuyện này, sắc mặt Long Tuyệt xanh mét, nói quanh co hồi lâu cũng không nói ra được gì. Xem ra anh vẫn chưa biết, chỉ sợ anh chỉ biết Long Ngạo Thiên thích ăn gì, thích phụ nữ kiểu gì đúng không, tôi nói cho anh biết, Long Ngạo Thiên là Thái Dương chi thể, rất thích hợp tu luyện võ công của Ngạo Nhật Sơn Tông các anh. Chín động phủ của anh ta trong đó có 8 cái ở trên Ngạo Nhật Sơn Bát Quái, thuộc tính tương ứng với 8 quẻ tượng, cái cuối cùng ở trên Ngạo Nhật Phong. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếp trước hắn phái người đi giết Long Ngạo Thiên, cho nên biết rõ thông tin về Long Ngạo Thiên trong lòng bàn tay, một tôi tớ như Long Tuyệt, cũng dám nói không ai hiểu rõ về Long Ngạo Thiên hơn anh ta. Sốt cuộc cậu là ai, vì sao cậu biết nhiều chuyện không nên biết như thế? Mặt Long Tuyệt đỏ bừng nói. Trên mặt như bị người ta tát mạnh. Chuyện này thì anh không cần biết, anh chỉ cần biết không ai có thể giết người nhà tôi mà không chết, Long Ngạo Thiên muốn chết, anh cũng phải chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Khi nói chuyện một tay hắn kéo Long Tuyệt lại, Long Tuyệt bị kéo tới trước người hắn, tay còn lại của hắn nắm chặt, hào quang màu đen sáng lên, đánh mạnh về phía Long Tuyệt. Một quyền này là dành cho anh thay Chu Trường Hoàng. Bùm một tiếng thật to, Long Tuyệt kêu thảm một tiếng. Trong chớp mắt cơ thể anh ta nứt vụn, chỉ lưu lại nguyên anh được Mạc Phàm chộp trong tay. Một quyền này cũng dành cho anh thay Chu Trường Hoàng. Mạc Phàm lại đánh một quyền về phía nguyên anh của Long Tuyệt. Nguyên anh của Long Tuyệt vỡ nát giống như đồ sứ. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền từ nguyên anh của Long Tuyệt ra. Không đợi nguyên anh của Long Tuyệt và cơ thể tán đi, Mạc Phàm cười lạnh lùng, tay bóp pháp ấn hình cây cỏ. Pháp ấn này vừa bay ra, nguyên anh của Long Tuyệt và cơ thể còn chưa tán đi liền thu về, giống như màn ảnh nổ tung tua ngược lại, cơ thể Long Tuyệt khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Long Tuyệt chịu đựng đau đớn, kêu lên. Tuy cơ thể của anh ta và nguyên anh nguyên vẹn, nhưng đau đớn không chỉ không giảm bớt trái lại còn tăng hơn nhiều. Mạc Phàm không trả lời, tay còn lại vươn ra, lửa mạnh hừng hực xuất hiện, ngưng tụ thành một hỏa kiếm. Khí tức hỏa diễm sẽ nổ tung bất cứ lúc nào tỏa từ trường kiếm ra bốn phía. Đây là trả lại anh thay quỷ Mị Nhi. Hắn cầm lấy hỏa kiếm, cắm vào trong miệng Long Tuyệt. Quỷ Mị Nhi bị Long Tuyệt giết như vậy, vậy hắn cũng dùng phương pháp như thế để Long Tuyệt nếm thử. Long Tuyệt phát ra âm thanh hu hu, liều mạng lắc đầu. Vừa rồi cơ thể và nguyên anh của anh ta bị Mạc Phàm đánh nát, anh ta còn có thể chịu được, Mạc Phàm nhét hỏa kiếm như vậy vào trong miệng anh ta. Bùm, hỏa kiếm ngưng tới mức tận cùng bùng nổ trong cơ thể Long Tuyệt. Giống như lần trước, cơ thể Long Tuyệt bùng cháy ngọn lửa, mới bùng nổ ra lại bị Mạc Phàm dùng pháp thuật ngưng tụ lại, hỏa diễm giấy lên trên vết thương của anh ta. A a a, Mạc Phàm, cậu là ma quỷ, có bản lĩnh thì cậu giết tôi đi. Long Tuyệt như bị bệnh tâm thần kêu lên. Đây đều là thủ đoạn anh ta giết người Mạc gia lúc trước, rõ ràng là Mạc Phàm đang trả lại tất cả cho anh ta. Giết anh. Anh nghĩ đơn giản quá rồi. Đây là trả lại anh thay Titan và Băng Ma. Đây là trả lại anh thay Ác Linh Vương. Đây là trả lại anh thay hai vị lão gia tử. Mạc Phàm lại ra tay, cơ thể Long Tuyệt lại nứt toác ra. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm trả lại tất cả thủ đoạn mà Long Tuyệt từng dùng. Trên mặt Long Tuyệt đều là máu, mái tóc tán loạn ở trước người, anh ta thở hổn hển liên tục,
cả người vô cùng suy yếu. Nhưng chuyện này còn chưa xong. Đây là trả lại anh thay em gái tôi. Một tay Mạc Phàm đặt lên vị trí mắt Long Tuyệt, tay hơi động. A, à, tiếng kêu thảm thiết truyền từ miệng Long Tuyệt ra, hai lỗ máu xuất hiện trong mắt anh ta, đôi mắt đã ở trong tay Mạc Phàm. Xung quanh, không ít người thấy Long Tuyệt mất đi hai mắt, cả đám không phải đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thì hai chân không ngừng phát run. Long Tuyệt dùng phương pháp tàn nhẫn giết người Mạc gia, Mạc Phàm trả lại tất cả những thủ đoạn này cho Long Tuyệt. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạc Phàm kỳ lạ hơn nhiều, giống như nhìn thấy ma quỷ. Nhất là những người đứng trước màn hình lớn, nhìn tình cảnh ở Thái Sơn. Bọn họ thấy từng thấy không ít tình cảnh, nhưng lúc này cũng không ngừng lau mồ hôi trên trán. Tử vong có thể là chuyện khủng bố nhất, nhưng đắc tội Mạc Phàm mà chết tuyệt đối không phải đã kết thúc. Ở trên tay Mạc Phàm sinh tử không do người, đều do Mạc Phàm. Có loại trừng phạt tên là sống không bằng chết. Người cho dù có dũng khí cũng không thể trêu chọc là Mạc Phàm. Buông tay Mạc Phàm dùng lực, hai mắt của Long Tuyệt bị hắn bóp nát, ném sang một bên. Mạc Phàm, cho dù Long Tuyệt tôi thành quỷ cũng không tha cho cậu. Long Tuyệt kêu lên. Thành quỷ sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, lắc đầu. Ở chỗ tôi, ngay cả cơ hội thành quỷ anh cũng không có, lực lượng còn sống của anh sẽ thành nguồn sinh lực khôi phục thực lực cho mấy đồ đệ của tôi. Anh chết, anh sẽ trở thành thứ để tôi ngưng kết kim đan. Hồi thiên. Mạc Phàm dẫm chân. Một trận pháp lập tức xuất hiện dưới chân hắn, lan tràn ra xung quanh. Trận pháp lấy Long Tuyệt làm trung tâm, ở giữa là một tiểu viên phức tạp. Năm trận pháp hình tròn nhỏ xuất hiện dưới chân đám tiểu vũ, Chu Hiệt, Tần Kiệt. Năm tiểu viên này mang đám tiểu vũ di chuyển xung quanh. Anh, đây là gì thế? Dưới chân tiểu vũ bất ổn. Trên mặt cô lộ vẻ bối rối kêu lên. Đừng sợ, trận pháp này sẽ khiến mọi người khôi phục thực lực nhanh thôi. Trong mắt Mạc Phàm lộ ra nhu hòa, nói. A, tiểu vũ gật đầu, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút. Chỉ trong phút chốc, đám tiểu vũ phân bố xung quanh trận pháp hồi thiên. Đúng lúc này Mạc Phàm nắm lấy tay Long Tuyệt, một chữ ngưng bằng triện cổ xuất hiện. Bây giờ tôi muốn lực lượng còn sống của anh, ngưng nguyên. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm chữ ngưng kia, một vòng xoáy lập tức xuất hiện, xé rách Long Tuyệt tụ tập vào trong lòng bàn tay của hắn. A, à, Mạc Phàm, tôi phải giết. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, Long Tuyệt còn chưa nói hết câu, cơ thể liền biến mất hết vào vòng xoáy trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Năm ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, vòng xoáy biến mất, lúc tay hắn mở ra, một viên hạt châu màu vàng đầy ma văn xuất hiện trong tay hắn. Mạc Phàm đặt hạt châu ở giữa trận pháp lấy hạt châu làm trung tâm, lập tức phát sáng lên, một gốc liên hoa duyên dáng yêu kiều chui từ trong trận pháp ra. Liên hoa này cao cỡ một người, phân chia ra thành năm nhánh, lá cây to lớn duỗi về phía đám tiểu vũ, kéo bọn họ ra. Lá sen lóe lên thanh quang, nhanh chóng biến mất vào trong cơ thể đám tiểu vũ. Theo những thanh quang tiến vào cơ thể đám tiểu vũ, tu vi của bọn họ nhanh chóng tăng lại. Từ người bình thường đến tôi thể tầng 10, trúc cơ tầng 10, cảnh giới tiên thiên trung kỳ, mãi đến tiên thiên đỉnh phong mới dừng lại. Trận pháp biến mất, viên hạt châu màu vàng kia cũng biến thành bột phấn. Khí tức cường đại tỏa từ người đám tiểu vũ ra. Đám tiểu vũ nhìn hai tay mình, trên gương mặt tràn đầy vẻ khó mà tin. Thực lực của bọn họ bị Long Ngạo Thiên phế bỏ, không ngờ lực lượng quay về như vậy. Tuy không bằng trước đây. Nhưng giảm bớt không ít thời gian để bọn họ tu luyện lại. Anh, thực lực của em khôi phục rồi. Tiểu vũ hơi kích động nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Sát sinh. Văn tự của yêu tộc màu xanh xung quanh hắn tự sáng lên. Ở chỗ hạt châu màu vàng cắt hóa, một vùng tinh vân lập tức xuất hiện. Trong tinh vân có một đạo quang bắn ra, bắn lên trên người Mạc Phàm. 99 hắc cầu cũng xuất hiện trên người Mạc Phàm. Theo ánh sáng biến mất vào trong cơ thể Mạc Phàm, hắc cầu giống như ngôi sao xoay tròn, một vòng xoáy màu đen chậm rãi thành hình. Ken két, âm thanh bị nghiền nát vang lên. Từng viên hắc cầu vỡ nát, biến mất vào trong vòng xoáy. Nhưng mà, dưới đáy vòng xoáy, một viên kim đan màu vàng xuất hiện. Mới đầu chỉ to bằng hạt gạo, sau đó to dần bằng hạt đậu. Từng đạo ma văn càng ngày càng rõ trên kim đan. Quang mang trong tinh vân biến mất toàn bộ vào trong cơ thể Mạc Phàm,
99 viên hắc cầu bị nghiền nát, biến mất trên hắc cầu màu vàng dưới đáy vòng xoáy. Kim đan to bằng nắm tay đứa bé, có tổng cộng 9 đạo ma văn, khí tức khủng bố tới mức khiến thần hồn người ta đều sợ hãi xuất hiện. Đan thành. Trước Thái Sơn, ở chỗ cách Mạc Phàm không xa, đám trúc thiên cực cảm nhận được uy lực của viên kim đan kia, trên mặt đều là tuyệt vọng. Mạc Phàm chết mà sống lại, thực lực vốn đã mạnh hơn rất nhiều, hiện giờ tam nguyên trong người còn ngưng tụ thành kim đan, tiến vào kim đan chân chính. Lúc trước Mạc Phàm đã hiếm có đối thủ, hiện giờ ai có thể là đối thủ của Mạc Phàm? Trước màn hình lớn, có một số người nhìn viên kim đan trước người Mạc Phàm, ngầm thấy may mắn. Vũ khí tiên tiến là thứ cấm sử dụng, lúc trước có người liên lạc với bọn họ cùng sử dụng vũ khí tiên tiến tiêu diệt Mạc Phàm, bị bọn họ từ chối. Hiện giờ xem ra, đây tuyệt đối là quyết định sáng suốt nhất. May mà bọn họ không ra tay với Mạc Phàm, nếu không không biết lúc này có tâm tình gì. Ngoài ra có mấy người không thể bình tĩnh như vậy, sắc mặt cả đám trắng bệch. Vũ khí tiên tiến không thể giết Mạc Phàm, Mạc Phàm trọng sinh còn mạnh hơn một tầng so với lúc bọn họ ra tay với Mạc Phàm, chắc chắn hiện giờ Mạc Phàm mạnh hơn một tầng. Mấy người xem kia là thứ gì? Có người nâng tay run rẩy lên, chỉ trên không Thái Sơn hỏi. Mọi người nhíu mày, lập tức nhìn về phía Mạc Phàm. Viên kim đan trên tay Mạc Phàm vừa thành, ở trên bầu trời cách đỉnh đầu hắn 20-30 mét, đám mây màu đỏ sậm vĩ đại che lấp mặt trời xoay tròn đột nhiên xuất hiện. Giữa đám mây, một hắc động sâu không thấy đáy đối diện đỉnh đầu Mạc Phàm. Trong hắc động, lôi điện nhanh chóng ngưng tụ lại, khí tức khủng bố chôn vùi tất cả, khiến tất cả mọi người ở đây có cảm giác như có bàn tay to đang ấn bọn họ vào trong đất, linh hồn bọn họ run rẩy. Là thiên kiếp, cẩn thận, Mạc Phàm. Long Nhược Tuyết nhìn thấy đám mây này, vội vàng nhắc nhở. Cô chưa từng thấy thiên kiếp, nhưng từng thấy trong sách cổ, chắc chắn đám mây trên đỉnh đầu Mạc Phàm là thiên kiếp. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám mây, khẽ nâng mí mắt lên lộ ra bất ngờ, nhưng không có chút bối rối. Ngay sau đó hắn nhìn về phía trúc thiên cực. Đám mây trên bầu trời là kiếp vân, nhưng kiếp vân chỉ xuất hiện khi đột phá tới Nguyên Anh kỳ và sau đó. Cho dù là ngưng tụ cửu chuyển kim đan, cũng sẽ không kéo tới kiếp vân, đưa tới hình lôi. Nhưng có một tình huống thì khác, nếu lúc tu sĩ kim đan đột phá, nếu xung quanh có lượng lớn vực ngoại thiên ma, sẽ dẫn tới thiên kiếp. Vừa rồi xung quanh chỉ có một số vực ngoại thiên ma, nhưng lúc này, có không dưới 1000 vực ngoại thiên ma ở xung quanh hắn. Dẫn ma hương đúng không? Mạc Phàm hít sâu một hơi, hỏi Trúc Thiên Cực. Dẫn ma hương vốn rất nhạt, Trúc Thiên Cực lại dùng những thứ khác che giấu, gần như không ngửi được mùi gì. Nhưng thứ liên quan tới dược vật, muốn thoát khỏi khứu giác của hắn thì rất khó, khó tới mức gần như là không thể. Bên cạnh Trúc Thiên Cực, vẻ mặt huyết nô kia thay đổi. Trúc Thiên Cực hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Đúng thì thế nào, Mạc Phàm, cậu sống sót trước thiên kiếp hôm nay rồi nói sau. Anh ta thả vực ngoại thiên ma vốn chuẩn bị đối phó Mạc Phàm bị người ta dùng vũ khí tiên tiến giết chết. Anh ta tính thả tới Mạc gia, kết quả dẫn được mấy thiên ma tới Mạc gia đã bị tiêu diệt, vực ngoại thiên ma lại không có đất dụng võ. Nhưng cuối cùng những vực ngoại thiên ma này cũng có tác dụng. Vực ngoại thiên ma có thể dẫn tới thiên kiếp khi tu sĩ tấn cấp, đây là chuyện thường thấy, tất nhiên anh ta có biết. Mạc Phàm tấn thăng cảnh giới kim đan trước mặt anh ta, sao anh ta có thể bỏ qua cơ hội này? Ở yên đây đợi chắc chắn sẽ bị Mạc Phàm giết chết, dùng thứ này liều mạng, có khả năng anh ta còn sống. Dưới thiên kiếp, cho dù là tu sĩ có thực lực rất mạnh, cũng cửu tử nhất sinh, Mạc Phàm không ngoại lệ. Thiên kiếp này hơi nhỏ một chút, để tôi thêm chút lửa cho cậu. Trúc Thiên Cực nói tiếp. Khí tức trong cơ thể hắn phóng thích mà ra không giữ lại chút nào, hỏa diễm lập tức xuất hiện bên ngoài cơ thể anh ta. Khí tức của anh ta ngoại phóng, trong chớp mắt kiếp vân trên bầu trời lại to hơn nhiều, khí tức chôn vùi tất cả cũng mạnh hơn nhiều. Sắc mặt đám Giang Thành, Long Nhược Tuyết khó coi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Dựa theo ghi chép trên sách cổ, trong phạm vi thiên kiếp, nếu có tu sĩ khác ở đây, uy lực của thiên kiếp sẽ tăng lên gấp bội theo số lượng và thực lực của tu sĩ. Cho nên trong tình huống chung, người độ kiếp sẽ lựa chọn nơi không người, bày trận pháp phòng ngừa những người khác tiến vào. Cho dù là tìm người hộ pháp, cũng là một hai người có tu vi rất cao, có thể cứu nguy trong lúc thiên kiếp đánh xuống. Trúc Thiên Cực lại phóng thích thực lực của mình dưới thiên kiếp,
lần này Mạc Phàm gặp nguy rồi. Tiểu Vũ, Tiểu Kiệt, mấy đứa nhanh đến chỗ này, đừng phóng thích khí tức. Giang Thành nói với vẻ nghiêm trọng. Đám Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng, bóng dáng nhoáng lên một cái, tiến đến phía trước đại môn bằng tảng đá ở phong thiên chi địa. Những người khác cảm thấy kiếp vân thay đổi, trước mắt cùng sáng lên. Bọn họ thân là người của tông môn ẩn thế, biết rất nhiều về thiên kiếp, trong chớp mắt liền hiểu rõ đây là tình huống gì. Mạc Phàm, cậu thả chúng tôi rời đi, sau này không truy cứu chuyện này nữa, nếu không chúng tôi đành phải cá chết lưới rách với cậu. Một lão giả trong đó cũng nói. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, kim đan bay vào trong cơ thể hắn. Làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới nhìn về phía đám trúc thiên cực, vẻ mặt hắn lạnh nhạt giống như thiên kiếp không tồn tại. Ông, tôi tha cho ông một mạng, sau này thành nô bộc của Mạc gia tôi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời lão giả kia nói, một tay vươn về phía huyết nô ở bên cạnh trúc thiên cực, nói. Kỳ lân ngọc kiệt của kỳ lân huyết gia không chỉ có tác dụng chữa thương rất tốt, gia nhập vào trong tạo hóa trì, hiệu quả đúc lại cơ thể sẽ càng tốt hơn. Nếu trúc thiên cực không đưa huyết nô cho hắn, hắn chỉ có thể cướp đoạt. Trúc thiên cực hơi sửng sốt, ý niệm anh ta vừa động. Một ấn chú sáng lên trong mi tâm. Tử. Mạc Phàm muốn huyết nô, cho dù giết chết huyết nô này cũng không cho. Chữ tử vừa vang lên, ấn ký huyết sắc như đầu lâu ở giữa lông mày huyết nô xuất hiện theo, càng lúc càng sáng rộng. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ngón tay khẽ búng một cái, một quang điểm màu trắng bay đến chỗ mi tâm huyết nô. Quang điểm bay rất chậm, nhưng biến mất vào trong mi tâm huyết nô trước khi ấn ký huyết sắc sáng tới mức tận cùng. Quang điểm tiến vào bên trong, ấn ký chỗ mi tâm huyết nô nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một vệt mờ. Đồng thời một số tin tức xuất hiện trong thần hải của huyết nô. Tay Mạc Phàm hơi kéo, cơ thể huyết nô không thể khống chế bay lên, bay đến chỗ đám Giang Thành. Huyết nô sờ cái trán hơi nóng lên, do dự một lát thì quỳ một gối với bóng lưng của Mạc Phàm. Đa tạ chủ nhân, sau này huyết nô nhất định sẽ vì Mạc gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bình thường huyết nô ghét nhất chủ phó sinh tử chú, thứ này như dấu vết nô lệ trên người một nô lệ. Mạc Phàm xóa chủ phó sinh tử chú của ông ta, nhưng không định ra cái mới, chuyện này chỉ là một ý niệm trong đầu của Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm không làm. Hơn nữa Mạc Phàm còn trả lại ông ta phương pháp luyện chế kỳ lân ngọc kiệt mới. Phương pháp này khiến ông ta luyện chế kỳ lân ngọc kiệt sẽ không tổn thương khí huyết của ông ta. Mạc Phàm không thèm để ý, rời mắt nhìn đám người còn lại. Cá chết lưới rách, ông cảm thấy các ông có cơ hội này à, nếu các ông cảm thấy có cơ hội, vậy thử thì biết. Đám người này vốn bất mãn Mạc Phàm khinh thường bọn họ, nhưng nghe những lời Mạc Phàm nói, sắc mặt cả đám âm tình bất định. Thiên kiếp ở trên đỉnh đầu, vậy mà Mạc Phàm còn bình tĩnh như vậy, không sợ bọn họ phóng thích khí tức của mình chút nào, dẫn tới thiên kiếp càng đáng sợ hơn. Đừng nói nhiều với cậu ta như vậy, cậu ta chỉ làm chúng ta sợ mà thôi, tôi liều mạng với cậu. Trúc Thiên Cực tức giận nói. Nếu không liều mạng, bọn họ sẽ không có một chút cơ hội nào, thử một lần, nói không chừng sẽ có khả năng sống sót. Nói xong, khí tức trên người anh ta phóng lên trời. Những người khác do dự một lát, cũng nhao nhao phóng thực lực của mình. Quả thật dù làm thế nào bọn họ cũng bị giết, không bằng liều mạng một phen. Trên bầu trời, trong chớp mắt kiếp vân to hơn nhiều, màu sắc cũng từ màu đen biến thành màu đỏ sậm. Trong đại động giữa tầng mây, lôi điện màu đỏ như thùng nước phát ra âm thanh tí tách, có thể hạ xuống bất cứ lúc nào. Trúc Thiên Cực nhìn thoáng qua kiếp vân, trong mắt hiện lên điên cuồng. Mạc Phàm, cậu đã không sợ, vậy tôi cho cậu thêm chút lửa nữa. Anh ta lấy một pháp bảo như gương ra, tay hơi dùng lực. Chủ nhân, đó là truyền tống môn thông tới phong ma cốc, mau ngăn cản cậu ta. Gương vỡ, truyền tống môn xuất hiện trước mặt anh ta. Cùng lúc đó ở sâu trong sơn ngoại sơn, nơi nối giữa thiên địa. Theo chiếc gương bị bóp nát, từng đạo khe hở xuất hiện trên hàng rào thiên địa. Răng rắc, hàng rào nát ra một cánh cửa, một quang môn xuất hiện trên hàng rào. Chỉ trong phút chốc, một đám bóng dáng trong suốt xuất hiện trong hàng rào, biến mất trong quang môn. Ngay sau đó, bóng dáng ùn ùn kéo tới, biến mất toàn bộ vào trong quang môn. Trên Thái Sơn chỗ Mạc Phàm. Vô số bóng dáng chui từ trong quang môn ra, xuất hiện trên Thái Sơn. Những quang ảnh này mới xuất hiện, thì giống như những quang ảnh lúc trước, vần quanh Mạc Phàm,
có khả năng động bất cứ lúc nào. Chỉ trong phút chốc, xung quanh Mạc Phàm che kín bóng dáng thiên ma. Mấy thiên ma này vừa xuất hiện, trong chớp mắt kiếp vân và lôi điện trên bầu trời từ màu đỏ thành màu tím. Kiếp vân nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như nước biển hồi chiều, chỉ trong chớp mắt từ phương viên hơn 10 dặm thành 100 mét, cuối cùng biến thành 3 thước vuông, lôi diện ở giữa cũng ngưng tụ tới cực hạn. Lực lôi điện khủng bố khiến cơ thể và linh hồn người ta đều run rẩy. Nhìn thấy lôi kiếp này, đèn đỏ trước không ít màn hình lại sáng lên. Tính năng lượng dao động ở chỗ này, nhanh lên. Một người trong đó vội nói, nếu có người bọn họ không muốn sống sót nhất, đó chính là Mạc Phàm. Bọn họ có biết chút ít về lôi kiếp này, thứ này đạt tới trình độ này rồi, không phải không có khả năng diệt được Mạc Phàm. Người bên cạnh vội vàng tính toán, âm thanh gõ bàn phím vang lên. Cấp bậc của lôi điện này tương đương với uy lực của 6 vũ khí tiên tiến, nhưng trình độ ngưng tụ gấp 3 lần đạn quỹ đạo, có khả năng giết được Mạc Phàm. Năng lượng lôi điện gấp 3 lần đạn quỹ đạo, chắc chắn uy lực không chỉ gấp 3 lần được. Rất tốt! Trên mặt đám người hiện lên vui mừng, nhìn về phía màn hình ở trước mặt. Trên Thái Sơn, Mạc Phàm nhìn thoáng qua lôi vân trên đỉnh đầu, sau đó rời mắt nhìn đám Trúc Thiên Cực. Chỉ có những thứ này sao, còn nữa không? Trúc Thiên Cực nhíu mày, sắc mặt anh ta thay đổi. Cậu! Thôi! Mạc Phàm lắc đầu thất vọng, mắt hơi nheo lại ngẩng đầu. Tới đây! Hắn khẽ quát một tiếng. Giọng nói của hắn mới vang lên. Bùm một tiếng, tiếng sấm vang vọng cả bầu trời bị chấn ra một lỗ thủng, một đạo tia chớp hình rồng dung thân từ trong hắc động mà ra, rơi xuống phía Mạc Phàm. Lôi kiếp còn chưa hạ xuống, cuồng phong như thác nước từ cửu thiên rơi xuống, khiến tóc và quần áo Mạc Phàm bay phấp phới. Chỉ trong chớp mắt, lôi điện đã tới đỉnh đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn lôi điện này, hắn giơ tay ra nắm lấy. Lôi điện hình rồng vùng vẫy trong tay Mạc Phàm, rồi biến thành một viên lôi châu ở trong tay hắn. Miệng hắn há to, nuốt viên lôi châu này xuống. Lôi quang chớp lóe trên người hắn một lát, liền biến mất không thấy. Trong mắt hắn xuất hiện lôi điện, cuối cùng nhập vào sâu trong đồng tử của hắn. Đôi mắt hắn lập tức sắc bén hơn trước nhiều, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lôi kiếp này bị Mạc Phàm nuốt vào, thiên ma vờn quanh Mạc Phàm bay lượn trên bầu trời đều bay về phía truyền tống môn kia, giống như gặp phải thiên địch. Chỉ trong chớp mắt xung quanh không còn bóng dáng của thiên ma, thay vào đó là một vùng như chết lặng. Cho dù là ở trước màn hình, hay đám Trúc Thiên Cực, thậm chí là đám Giang Thành, Long Nhược Tuyết, Tiểu Vũ đều ngây ngẩn cả người. Lôi điện đáng sợ như vậy, không chỉ không thương tổn được Mạc Phàm, trái lại còn bị Mạc Phàm nuốt vào. Mạc Phàm làm như vậy không khác gì nuốt quả bom nguyên tử, vậy mà không xảy ra chuyện gì. Rất lâu sau, đám người này mới chậm rãi phản ứng kịp, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy kỳ lạ, giống như nhìn thấy ma quỷ. Chuyện này, nuốt sống thiên kiếp, Mạc Phàm còn là người sao? Trúc Thiên Cực lại càng bị dọa ngốc, anh ta từ tu chân giới tới, từng thấy không ít người độ kiếp, nhưng có khi nào nhìn thấy người nuốt lôi kiếp. Mạc Phàm làm như không thấy biểu cảm của mọi người, rời mắt nhìn một góc trong đó. Người còn không qua đây. Trong góc, một ấn ký như tiểu xà màu đen xuất hiện giữa không trung. Tiểu xà màu đen này thấy Mạc Phàm phát hiện ra, không do dự xông tới mi tâm Mạc Phàm. Vừa tới trước người Mạc Phàm, đã bị Mạc Phàm dùng hai ngón tay kẹp dễ dàng. Người vốn không có cơ hội tiến vào trong cơ thể ta. Ta sẽ không có lúc suy yếu như ngươi nghĩ, nhưng ta cho ngươi tiến vào mi tâm của ta, cho ngươi hạ chú. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững, ngón tay chớp lóe kim sắc, bao phủ một tầng lên tiểu xà. Hai ngón tay hắn buông ra, tiểu xà biến mất vào trong mi tâm hắn, một ấn ký hình xà chớp lóe trên mi tâm hắn rồi biến mất. Làm xong chuyện này, lúc này hắn mới nhìn về phía đám Trúc Thiên Cực. Thiên Viên Vô Kỳ, mang Tần Vô Nhai và Ngao Thiên tới cho tôi. Mạc Phàm nhỏ giọng nói. Hắn vừa nói xong không lâu, một cơn gió nổi lên, vài đạo quang rơi xuống cách hắn không xa. Hào quang thu lại, đám Hiên Viên Vô Kỳ và Âu Dương Phi Long mang Tần Vô Nhai và Ngao Thiên xuất hiện. Lúc này Tần Vô Nhai mặc trường bào màu xanh, Long Vương Ngao Thiên thì mặc áo gió màu đen, trang phục của hai người không khác gì lúc trước, nhưng hai người như lão nhân gầy yếu, già nua nằm lâu ngày trên giường bệnh, khi hô hấp đều mang theo tiếng thở dốc nặng nề. Mạc tiên sinh. Ngao Thiên nhìn thấy Mạc Phàm thì vẻ mặt ngẩn ra,
không thể tin vào hai mắt mình. Tần Vô Nhai cũng sửng sốt, sau đó hừ lạnh một tiếng. Mạc Phàm, lần trước cậu tha cho tôi một mạng, tôi nói sẽ bảo vệ người Mạc gia cậu, tôi nói được thì làm được, ân tình của cậu tôi trả xong rồi, sau này chúng ta không ai nợ ai nữa. Tần Vô Nhai không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tần Vô Nhai một cái, không trả lời cũng không cảm ơn, rời mắt nhìn về phía đám Trúc Thiên Cực. Sắc mặt đám Trúc Thiên Cực khó coi, vẻ mặt lập tức ảm đạm, khí tức chậm rãi thu vào trong cơ thể. Cộp cộp, Trúc Thiên Cực không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Anh ta muốn dựa vào lôi kiếp giết chết Mạc Phàm, tranh thủ một đường sống. Trái lại Mạc Phàm không chết, thiên ma bị đuổi đi, chính bọn họ cũng sắp xong rồi. Mạc Phàm, chắc chắn Long Ngạo Thiên sẽ không tha cho cậu. Trúc Thiên Cực nghiến răng kêu lên. Anh ta sẽ không tha cho tôi, anh cảm thấy tôi sẽ tha cho anh ta à? Mạc Phàm cười lạnh lùng nói. Long Ngạo Thiên sẽ không tha cho hắn, giống như hắn sẽ không tha cho Long Ngạo Thiên. Long Tuyệt chỉ như một con chó mà thôi, Long Ngạo Thiên diệt Mạc ra hắn, còn mang Tiểu Tuyết và Long Bác đi, hiện giờ thực lực của hắn đã tới Kim Đan Kỳ, đợi hắn làm xong những chuyện khác, sẽ là lúc tới tu chân giới giết Long Ngạo Thiên. Còn đám Trúc Thiên Cực này, đi chết đi. Hồi Thiên, Ngưng Nguyên, bốn chữ truyền từ miệng hắn ra, trận pháp giống trước xuất hiện, chẳng qua lúc trước Hồi Thiên trận là 5 tiểu viên, hiện giờ chỉ có 2, xuất hiện dưới chân Tần Vô Nhai và Ngao Thiên. Ngay sau đó Trúc Thiên Cực thét lên một tiếng, cơ thể đám Trúc Thiên Cực nhanh chóng cắt hóa, chỉ để lại một hạt châu. Liên hoa dâng lên, trên mặt Tần Vô Nhai và Ngao Thiên tràn đầy khó tin, nhìn thực lực của mình nước lên thì thuyền lên. Một viên kim đang nhanh chóng ngưng tụ lại ở đan điền bọn họ, năng lượng dao động càng ngày càng mạnh. Chuyện này, bọn họ một người bị xóa sạch tu vi, một người thì bị khoét long châu, có thể biến thành hình người là dựa vào hóa hình đan mà Ngũ lão cho, bọn họ đã không có hy vọng gì chữa trị tu vi. Mạc Phàm chỉ nói bốn chữ, liền khôi phục thực lực của bọn họ. Thủ đoạn kinh thiên địa khấp quỷ thần như vậy, đừng nói là từng thấy, bọn họ còn chưa từng nghe nói tới. Hiện giờ lại xảy ra trên người bọn họ. Hơn nữa bọn họ không chỉ khôi phục tu vi đơn giản như vậy. Chỉ trong phút chốc, hai người đã hấp thu mấy viên hạt châu kia, thực lực cả hai đều tới cảnh giới kim đan đỉnh phong, còn mạnh hơn trước một chút. Không chỉ tu vi của hai người tăng lên không ít, cơ thể cũng biến từ một người tuổi già sức yếu thành một người đàn ông trung niên tráng niên chính trực. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, tam thư và tam thánh bút xuất hiện trong tay hắn. Hắn cầm tam thánh bút, văn tự ba màu bay từ trong tam thánh bút ra, biến mất vào trong tam thư. Hắn khẽ ném, tam thư và tam thánh bút trôi nổi xung quanh Tần Vô Nhai. Tần Vô Nhai nhìn thấy tam thư và tam thánh bút, lông mày ông ta hơi nhíu lại. Mạc Phàm, cậu đây là... Trong đó có ghi lại những tâm đắc của tôi đối với thánh đạo, có đệ tử của thánh môn thông qua thứ này tu đến hợp thể kỳ, ông có thể tu đến mức nào, đều phải dựa vào tạo hóa của ông. Lần này ông không nợ Mạc gia tôi cũng không nợ ông. Mạc Phàm nói, Tần Vô Nhai có thể thực hiện lời hứa, bảo hộ người Mạc gia hắn, tất nhiên hắn cũng không keo kiệt. Tần Vô Nhai thân là trưởng môn của Nho Môn, ông ta đạt được công pháp thánh đạo, có thể đến Nguyên Anh Kỳ đã không tệ rồi. Tâm đắc của hắn đối với thánh đạo, kiếp trước có thể khiến một người tới cảnh giới hợp thể. Thể hợp thể kỳ sao? Vẻ mặt Tần Vô Nhai ngẩn ra. Lập tức sửng sốt. Tu luyện thánh đạo khó hơn tu sĩ bình thường nhiều, không ai giáo hóa, chỉ điểm, giải thích nghi ngờ, còn khó hơn lên trời, cả đời này có thể tới Nguyên Anh ông ta đã thỏa mãn rồi, tâm đắc của Mạc Phàm có thể khiến người ta đạt tới cảnh giới hợp thể sao? Ông ta có biết cảnh giới này, cao hơn Nguyên Anh 2 cấp bậc, chưa một ai từng dám nghĩ tới. Nếu lúc trước Mạc Phàm nói vậy, chắc chắn ông ta sẽ không tin, nhưng bây giờ sao, ông ta sẽ tin chuyện này. Nếu có thể khiến tôi tới Nguyên Anh, tôi sẽ bảo vệ Mạc gia cậu ngàn năm. Tần Vô Nhai nghiến răng nói. Nguyên Anh sao, Nguyên Anh không bảo vệ được Mạc gia tôi, sau này Mạc gia chúng tôi sẽ do Mạc gia bảo vệ, đi thôi, chúng ta đi cứu sống bọn họ. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, kéo Tiểu Vũ đi vào trong đại môn tiến vào phong thiên chi địa. Đám người bao gồm Ngũ Lão, Tần Vô Nhai, Ngao Thiên cũng ở trong, tất cả đều đi vào trong đại môn, biến mất trước màn hình lớn. Trước màn hình lớn là một vùng yên lặng, chỉ có thể nghe thấy mơ hồ tiếng tim đập. Bọn họ không biết Mạc Phàm muốn làm gì,
nhưng bọn họ vô cùng chắc chắn, ít ngày nữa Mạc Phàm sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. Nếu không có gì có thể chế ngự Mạc Phàm, cả đám bọn họ sẽ thành vong hồn dưới tay Mạc Phàm. Làm sao bây giờ? Không ít sĩ quan phụ tá hoặc thư ký lo lắng hỏi. Không lâu sau, đám người thảo luận vệ tinh bị hủy tụ tập lại chỗ hình chiếu tin tức thế giới. Lúc này trên mặt đám người tràn đầy âm u, không phải đang hút thuốc, thì dầu dĩ không vui uống rượu, không có ai mở miệng. Mạc Phàm nuốt sống thần lôi còn đáng sợ hơn vũ khí tiên tiến, khả năng bọn họ giết được Mạc Phàm sẽ nhỏ hơn nhiều. Rất lâu sau, người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm mở miệng nói bằng tiếng Anh. Các ông chuẩn bị đối phó Mạc Phàm thế nào? Còn có thể làm gì nữa, nếu Mạc Phàm dám rời khỏi Hoa Hạ, vũ khí tiên tiến của chúng ta sẽ lập tức nhắm về phía Hoa Hạ hết, xem ai diệt ai trước. Một người đàn ông râu bạc trầm giọng nói. Bọn họ không đối phó được Mạc Phàm, thì đối phó Hoa Hạ. Mạc Phàm thân là người Hoa Hạ, ông ta không tin Mạc Phàm không sợ gì cả. Người đàn ông râu bạc này mới mở miệng, trước mắt không ít người sáng lên. Tôi đồng ý với đề nghị của Lép, nếu Mạc Phàm trả thù, chúng ta sẽ dùng thủ đoạn tương tự. Một người đàn ông da đen ánh mắt dữ dằn tiếp lời. Mạc Phàm có thể sống sót dưới vũ khí tiên tiến, nhưng những người khác không có bản lĩnh này. Nếu bọn họ cùng ra tay, chắc chắn Hoa Hạ sẽ không ngăn được tất cả vũ khí tiên tiến tấn công. Phàm là có một vũ khí tiên tiến nổ tung ở Hoa Hạ, Mạc Phàm đều thành tội nhân của Hoa Hạ. Đây là một chủ ý không tệ. Trước mắt những người khác sáng lên, phụ họa. Nếu Mạc Phàm dám tới trả thù, vậy cộng thêm cả chúng tôi nữa. Những người khác nói theo. Bọn họ đã bó tay chịu trói với Mạc Phàm, tuy biện pháp như vậy rất bỉ ổi, nhưng chỉ cần sống sót sẽ là người thắng. Ori, ông thấy thế nào? Mọi người nhìn về phía người đàn ông ngồi giữa, hỏi. Không thể nghi ngờ sử dụng vũ khí tiên tiến với Hoa Hạ là lựa chọn tốt nhất, nhưng vẫn chưa đủ tốt. Trong mắt Ori hiện lên thông minh, chậm rãi nói. Không tốt chỗ nào. Những người khác nhíu mày nói. Mấy ông đều bị Mạc Phàm dọa sợ, chỉ nghĩ tới đe dọa, đã quên dụ dỗ rồi. Ori giải thích. Dùng vũ khí tiên tiến uy hiếp Hoa Hạ, quả thật là một biện pháp, nhưng uy hiếp này sẽ có khả năng dẫn tới Mạc Phàm trả thù điên cuồng. Ý của ông là, chúng ta có thể nói cho Hoa Hạ, hệ thống vũ khí tiên tiến của chúng ta bị người ta xâm nhập, dẫn tới vũ khí tiên tiến được phóng ra, chúng ta có thể bồi thường cho Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm tiếp nhận, chuyện này xóa bỏ, Mạc Phàm không đồng ý, chúng ta chỉ có thể cùng phóng vũ khí về phía Hoa Hạ. Ori nói với vẻ bình tĩnh, làm như vậy cũng là uy hiếp, nhưng cho Mạc Phàm một bậc thang, sẽ dễ tiếp nhận hơn nhiều. Vậy bồi thường cái gì? Có người khẽ nhíu mày nói. Nếu Mạc Phàm công phu sư tử ngoạm, bọn họ không dễ giao ra đâu. Mạc gia có nơi như phong thiên chi địa, chúng ta bồi thường cái gì, cậu ta cũng không thèm nhìn một cái, bồi thường ít tiền là được rồi. Ori hơi nhếch miệng nói. Bồi thường chỉ là một cách nói mà thôi, cho dù bồi thường một đô la cũng được. Ông ta vừa nói câu này xong, những người khác đều gật đầu cười, u ám ở trên trán biến mất. Vậy tôi đi đàm phán với hội ngũ lão chuyện này. Lép đập bàn đứng dậy, cười nói. Mọi người tản đi. Bên trong phong thiên chi địa, Mạc Phàm mang theo một đám người đi vào không gặp khó khăn gì, một đường đi tới tế đàn cao nhất trong Thái Sơn. Tế đàn to như vậy có thể chứa trên vạn người, mỗi một nơi đều khắc đủ loại văn tự, từ giáp cốt văn nguyên thủy nhất tới cận đại, khắp nơi đều lộ ra khí tức cổ xưa và trang nghiêm. Anh, linh khí ở đây nồng đậm thật. Còn nồng đậm hơn trang viên của chúng ta trước đây. Tiểu Vũ nắm tay Mạc Phàm nói. Rõ ràng là cô không hấp thu linh khí, nhưng linh khí xuyên nhập cơ thể cô qua lỗ chân lông, còn là linh khí vô cùng tinh thuần, không có một chút tạp chất. Ở trang viên Mạc gia, gần linh chỉ cũng không tới mức này. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn trên không tế đàn, gật đầu nói. Phong thiên chi địa hẳn là nơi có linh khí nồng đậm nhất trên địa cầu mà hắn từng thấy. Nhưng chuyện này cũng không kỳ lạ. Hẳn là nơi này cách tu chân giới rất gần, hơn nữa không gian rất không ổn định, bên trong có rất nhiều khe hở, linh khí tiến vào Hoa Hạ theo những khe hở này. Trừ phi có trường sinh linh thụ tồn tại, tất cả linh mạch ở Hoa Hạ đều đến từ nơi này, nếu có nơi có linh khí nồng đậm hơn nơi này, vậy mới là kỳ lạ. Nhưng nhờ có nơi này, mới có thể khiến người Mạc gia bị giết chết sống lại.
Người nên giết đã giết gần hết rồi, cũng đã tới lúc cứu sống bọn họ. Hắn không quan tâm đám Ngũ Lão và Long Nhược Tuyết vẫn còn ở đây, thân thể nhoáng lên một cái, vài bóng người đi từ phía sau hắn ra. Những bóng dáng này có người khắc họa trận pháp trên tế đàn, có người tạo pháp ấn, trên mặt đất có một đám trận pháp sáng lên. Chỉ trong phút chốc, giữa tế đàn xuất hiện ma pháp trận như có nhiều tam giác và hình tròn khảm vào nhau. Mọi người dịch sang một chút. Mạc Phàm sắp xếp. Đám Tiểu Vũ gật đầu, rời xa trận pháp này. Lên. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Một cơn gió thổi lên, linh khí dưới lực không hiểu như nước biển hồi chiều tụ tập về phía tế đàn, hình thành một vùng lớn linh vân xung quanh tế đàn. Lúc trước mắt thường còn không dễ nhìn thấy trên bầu trời, hiện giờ linh khí như tinh hà nhật hạ, chảy từ giữa không gian rơi vào trong trận pháp trên tế đàn. Theo linh khí nhập vào, trận pháp nhanh chóng sáng lên, đồ án ở bên trong giống như máy móc đang chậm rãi chuyển động, nước màu vàng xuất hiện ở giữa trận pháp. Mạc Phàm nhìn chất lỏng màu vàng trong trận pháp, hơi thở phào nhẹ nhõm. Linh khí trong tạo hóa chỉ đã bị hắn dùng hết. Cho dù phong thiên chi địa này có linh khí kinh người, nhưng linh khí tạo hóa chỉ cần ở hoa hạ không giống với linh khí ở tu chân giới. Giống như cùng là một đồ án, nhưng hữu viên hữu phương. Nếu dùng linh khí hoa hạ rót vào trong tạo hóa chỉ không có chút phản ứng nào. Ở tu chân giới, có một số tông phái chiếm được tạo hóa chỉ, nhưng chỉ có thể cất giữ đi, không có một chút tác dụng. Cho nên linh khí ở phong thiên chi địa phải trải qua trận pháp chuyển hóa mới dùng được. Trận pháp này là trận pháp đặc biệt để chuyển hóa linh khí, nhưng hắn vẫn chưa từng dùng, nên không biết có thể thành công hay không. May mà trí nhớ của hắn cũng không tệ lắm, trận pháp này có thể chuyển hóa linh khí. Mạc Phàm vươn một tay ra, kim tự tháp bằng nước huyền ảo xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung tay, kim tự tháp huyền ảo rơi vào giữa trận pháp. Không đợi Mạc Phàm sử dụng tạo hóa chỉ, kim tự tháp bằng nước bên ngoài tạo hóa chỉ đã tỏa ra kim quang, trong tạo hóa chỉ sáng lên lam quang, hấp thu điên cuồng chất lỏng màu vàng được chuyển hóa ra. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, hồn ấn, tinh huyết ở trong bình, cùng với ngũ thải thạch trôi nổi xung quanh hắn. Ngoại trừ những thứ này ra, hắn nghĩ một lát, lại lấy mấy thứ khác ra. Đưa tất cả kỳ lân ngọc kiệt của ông cho tôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn huyết nô một cái, nói. Huyết nô không do dự lấy kỳ lân ngọc kiệt ra, có khoảng chừng mấy chục khối, đưa cho Mạc Phàm. Chủ nhân, có cần tôi luyện chế thêm bây giờ không? Huyết nô hỏi. Những thứ này đủ rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đi về phía tạo hóa trì. Đám Tiểu Vũ đều nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ nghiêm túc. Quả thật đám quỷ mị nhi, Titan đã sống lại, nhưng dù sao bọn họ cũng có sinh mệnh đặc biệt, thậm chí Titan, Ác Linh Vương và quỷ mị nhi là sinh vật bất tử. Những người mà Mạc Phàm muốn cứu hiện giờ thì khác. Mạc Phàm, cậu thật sự có thể cứu sống bọn họ sao? Long Nhược Tuyết lo lắng hỏi. Cô cũng từng đọc về phục hoạt chi thuật trong sách cổ, từ xưa đã có, nhưng chưa có ví dụ thành công. Thất bại thì càng nhiều, bình thường thất bại là người sống lại sẽ hồn phi phách tán, cho nên thành công thất bại chỉ có một cơ hội. So với dùng phục hoạt chi thuật sinh tử nhân nhục bạch cốt, phương pháp chiêu hồn tu luyện quỷ tu sẽ bớt nguy hiểm hơn nhiều. Có khả năng các cô không cứu sống được bọn họ, nhưng tôi thì không thành vấn đề. Mạc Phàm không thèm nhìn Long Nhược Tuyết, nói. Sống lại ở trình độ này, cho dù hắn không cứu sống được hơn vạn người, cũng phải ngàn người. Loại chuyện này không có độ khó đối với hắn. Hắn cũng không nhiều lời với Long Nhược Tuyết, ném một kỳ lân ngọc kiệt một ngũ thải thạch cùng với một số thứ vào trong tạo hóa chỉ màu lam lập tức sáng lên ánh sáng bảy màu. Một tay hắn vươn ra, hồn ấn và tinh huyết của Chu Trường Hoàng bay vào trong tay hắn. Hồn vi thần, huyết vi thể. Sáu chữ này vừa vang lên, hào quang lại sáng lên trên tay Mạc Phàm, tinh huyết và hồn ấn dung hợp vào nhau. Biến thành một hạt châu hình trứng, chậm rãi rơi vào trong tạo hóa chỉ. Hạt châu mới đụng tới chất lỏng trong tạo hóa chỉ màu lam, hai chữ truyền từ miệng Mạc Phàm ra. Tạo hóa. Trong tạo hóa chỉ, ánh sáng bảy màu lập tức bao quanh hạt châu. Trong ánh sáng bảy màu, hạt châu càng lúc càng to, từ to bằng một chén trà biến thành một người, tiếng tim đập thình thịch vang lên trong tạo hóa chỉ. Hào quang thu lại, một người thanh niên mặc trường bào màu trắng đi từ trong ra. Tuy trẻ hơn Chu Trường Hoàng 30 tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ của Chu Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng ra khỏi tạo hóa trì,
Vẻ mặt ông ta mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng quỳ một gối với Mạc Phàm, giọng nói thuộc về Chu Trường Hoàng vang lên. Mạc tiên sinh, bí cảnh ở Nam Sơn bị hủy, xin Mạc tiên sinh trách phạt. Nghe thấy giọng nói này, trên mặt đám Tiểu Vũ, Tần Kiệt, Chu Hiệt tràn đầy kích động. Giống như tìm được chút sinh cơ từ trong tử cảnh. Người này là Chu gia ra sao? Tiểu Khương Nguyệt nói. Trước mắt đám hội ngũ lão, Long Nhược Tuyết sáng lên, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Sau Chu Trường Hoàng, A Hào, Bạch Tử Hàn, Liệt Hỏa, Lưu Nguyệt Như, Bạch Vô Song, Sentaiko, Moria, Tần Lão Gia Tử, Lạc Lão Gia Tử lần lượt sống lại. Không chỉ như vậy, Chu Trường Hoàng và hai Lão Gia Tử Tần, Lạc lớn tuổi hơn đều trẻ ra nhiều. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám người này một cái, mỉm cười đi tới chỗ hội ngũ lão. Nói cho tôi biết, là những ai dùng vũ khí tiên tiến với tôi? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Nếu không phải những người đó bắn lén hắn, việc này đã không xảy ra. Nếu đám Chu Trường Hoàng sống lại rồi, vậy phải tính toán món nợ này một chút. Đương nhiên không chỉ có tính sổ. Không lâu sau hắn sẽ tới tu chân giới, Hoa Hạ đã không còn ai dám động vào Mạc gia, nhưng cả địa cầu thì khác. Lúc hắn mới ngưng tụ cửu chuyển kim đan, thì cảm nhận được mơ hồ còn mấy khí tức không kém ở trên tinh cầu này. Bây giờ thanh lý sạch những thế lực này, tránh để sau khi hắn rời khỏi địa cầu, những người này lại tới Hoa Hạ đối phó Mạc gia. Chuyện này sao? Ngũ lão đều lộ ra vẻ khó xử. Bọn họ không hy vọng Mạc Phàm sẽ nhắc tới vấn đề này, nhưng Mạc Phàm vẫn chưa từ bỏ. Sao thế, nếu mấy người không tiện nói cho tôi biết, vậy tôi tự mình điều tra vậy. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Không có nhiều thế lực có vũ khí tiên tiến, hắn tìm từng đám là được. Trái lại không có gì là không tiện, chỉ là Mạc Phàm, cậu nhất định phải đi báo thù sao? Phương Hạo Thiên do dự một lát, hỏi. Trên địa cầu không có nhiều vũ khí tiên tiến lắm, nhưng không chỗ nào không phải là đại quốc đương thời. Nếu Mạc Phàm dám tới đó tìm, chỉ sợ sẽ đại chiến tương khởi. Đến lúc đó tuyệt đối không phải chỉ là chuyện một mình Mạc Phàm báo thù, mà có khả năng trở thành đại chiến cấp bậc thế giới. Dù sao Mạc Phàm quá mạnh, ngay cả lôi kiếp mạnh hơn vũ khí tiên tiến còn bị hắn ăn. Bọn họ không đối phó được Mạc Phàm, khả năng mục tiêu là Hoa Hạ sẽ cao hơn nhiều. Nếu các ông vì bị người ta ám toán, khiến người nhà mình bị người ta tàn sát, các ông sẽ thế nào? Trong mắt Mạc Phàm hiện lên ánh sáng lạnh, hỏi ngược lại. Chuyện này sao? Đám Hiên Viên Vô Kỳ do dự, nhưng không trả lời. Tuy bọn họ không phải là Mạc Phàm, nhưng có thể hiểu tâm tình Mạc Phàm. Chuyện như vậy, đổi lại là ai đều không từ bỏ ý đồ. Tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng chuyện này có đường sống dịu đi hay không? Hiên Viên Vô Kỳ suy nghĩ một lát nói. Mạc Phàm nhất định sẽ trừng phạt những thế lực này, nhưng muốn tiêu diệt tất cả thế lực này thì là chuyện không thể. Con chó tức giận cũng sẽ vượt tường, càng không nói tới bảy thế lực kia, bọn họ còn hung mãnh hơn chó nhiều, xưng là mãnh thú viễn cổ cũng không đủ. Đường sống dịu đi sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Hiên Viên Vô Kỳ một cái. Không sai. Hiên Viên Vô Kỳ gật đầu liên tục. Mạc Phàm vừa định mở miệng, một đạo quang từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống bên cạnh cô Kình Thương. Hào quang thu lại, một người cao lớn, uy vũ xuất hiện bên cạnh cô Kình Thương. Không phải người khác, đúng là Gia Cát Vô Dạ được đề cử làm Bắc lão. Gia Cát Vô Dạ nhìn xung quanh, lúc ông ta nhìn thấy Mạc Phàm thì hơi cau mày. Những lời vừa định nói ra miệng lại nuốt vào. Mạc Phàm nhìn lướt qua Gia Cát Vô Dạ, thức thời xoay người định rời đi. Làm sao vậy, có việc gì thì cứ nói đi, cô Kình Thương nhíu mày nói. Lép tiên sinh muốn gặp ông, nói là có chuyện muốn bàn bạc. Gia Cát Vô Dạ nhận được cho phép, lấy một cái control remote bằng kim loại ra. Lép, là một trong bảy người phóng vũ khí tiên tiến đúng không? Mạc Phàm hỏi. Người này không phải tên Hoa Hạ, lúc này tìm tới cô Kình Thương, hắn đã đoán được đại khái là ai. Không sai, cậu ta là người Nga, sứ giả của Hải Thần, bí mật vũ khí tiên tiến ở Nga quốc đều do cậu ta nắm trong tay. Cô Kình Thương cũng không giấu giếm, giải thích. Ngoại trừ cậu ta ra, 6 người mà cậu muốn biết theo thứ tự là người của gia tộc Zôn ở Mỹ quốc, bọn họ đạt được một chiến hạm của người ngoài hành tinh, có được khoa học kỹ thuật không thể khinh thường của người ngoài hành tinh. Đồng thời là người nắm quyền ở phía sau Mỹ quốc. Gia tộc Wiki châu Âu,
bọn họ nắm giữ rất nhiều tiểu quốc ở châu Âu, còn có quan hệ thiên ti vạn lũ với chư thần châu Âu. Gia tộc Dracula Anh Quốc, nghe nói gia tộc này đến từ biển sâu, cũng có người nói là đời sau của ma pháp sư và tinh linh, nắm giữ đại hải yêu rộng lớn một trong những nơi thuộc đại hải câu. Ngoài ra hai gia tộc khác, một là gia tộc Roth, bọn họ là đời sau của luyện kim thuật sư, gia tộc còn lại là gia tộc Anderson Đức Quốc, tổ tiên bọn họ là lang nhân đứng đầu, bọn họ không có vũ khí tiên tiến nhưng đã mượn vũ khí tiên tiến của nước khác. Hiên Viên Vô Kỳ giải thích. Người ngoài hành tinh, thần tộc, vampire, lang nhân, tinh linh và ma pháp sư sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Nếu là kiếp trước, chắc chắn hắn rất kinh ngạc, sau lưng những siêu cường quốc lại là một đám thế lực không tồn tại. Nhất là vampire và lang nhân loại ở trước mặt hai ngoại tộc này, chỉ giống như là đồ ăn, gia tộc như vậy lại thống trị một đại quốc đương thời. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, nếu sau lưng những đại quốc này không có ngoại tộc cường đại như thế mới không bình thường. Mỗi ngoại tộc đều như khôi nam châm hút sắt, con người là sắt, nếu tự tính không mạnh thì không có biện pháp hấp thu được rất nhiều sắt, sở dĩ đại quốc tồn tại cũng vì đạo lý như vậy. Cần tôi rời đi trước không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không cần, mở ra đi, nhìn xem lép tìm tôi có chuyện gì. Cô Kình Thương ra lệnh. Gia Cát Vô Dạ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, vẫn ấn nút trên control remote kim loại. Trên control remote sáng lên vài cái, một đạo quang bắn ra, lép hơi nhếch miệng cười xuất hiện trước mặt đám Mạc Phàm. Cô tiên sinh thân ái, đã lâu không gặp, oa, Hiên Viên tiên sinh và Mạc tiên sinh cũng ở đây sao? Lép dùng tiếng Hoa Hạ, hơi bất ngờ nói. Giống như ông ta không ngờ đám Mạc Phàm và Hiên Viên Vô Kỳ cũng có mặt ở đây. Lép, đừng giả vờ nữa, có gì thì nói thẳng ra đi. Cô Kình Thương lạnh lùng nói. Bởi vì Nga quốc ở phương Bắc, mà ông ta lại là Bắc Lão, nên ông ta giao tiếp với Lép không chỉ một hai lần. Nếu Mạc tiên sinh cũng ở đây vậy thì không còn gì tốt hơn, là như vậy, hơn 3 tháng trước. Hệ thống vũ khí tiên tiến của chúng tôi bị người ta dụng tâm kín đáo phá hủy, kết quả dẫn tới Mạc tiên sinh vô duyên vô cớ bị vũ khí tiên tiến công kích. 3 tháng nay chúng tôi luôn điều tra xem là ai dám làm chuyện như vậy. Tuy còn chưa điều tra ra kết quả, nhưng chúng tôi vẫn muốn giải thích với Mạc tiên sinh một phen, hy vọng Mạc tiên sinh có thể hiểu cho chúng tôi. Lép cười nhạt nói. Lép vừa mới nói xong, không chỉ người Mạc gia ở xung quanh Mạc Phàm, ngay cả đám Hiên Viên Vô Kỳ cũng nhíu chặt lông mày lại. Bọn họ tưởng rằng Lép tới xin lỗi, không ngờ Lép lại tìm cái cớ như vậy. Lấy cớ này đừng nói là Mạc Phàm không tin, cho dù là đứa bé 5-6 tuổi cũng không dễ lừa như vậy. Phái Lép tới nói với Mạc Phàm như vậy, vậy không còn đường sống để hòa giải rồi. Mạc Phàm lắc đầu, mỉm cười. Ý của ông là 7 lần vũ khí tiên tiến tấn công, đều chỉ là hiểu lầm, là do hacker kia làm, chuyện này không có một chút quan hệ với 7 thế lực các ông sao? 3 tháng trước 7 thế lực này không tới giải thích, nhưng đợi Long Tuyệt bị giết xong mới giải thích, trái lại nắm thời gian không tệ. Nếu hắn không quay về, chỉ sợ đợi Mạc gia bị giết, cũng không có người tới giải thích. Nếu 7 gia tộc này thành tâm xin lỗi, nể mặt của hội ngũ lão, hắn chỉ giết một số nhân vật quan trọng, chuyện này chấm dứt từ đây. Nhưng hiện giờ hắn cảm thấy, 7 thế lực này vẫn cảm thấy kiếm của hắn không sắc bén. Chuyện này thì không phải. Tuy những vũ khí tiên tiến này không phải do chúng tôi cố ý phóng ra, nhưng do chúng tôi chế tạo, chúng tôi vẫn có chút trách nhiệm, nếu hệ thống vũ khí tiên tiến của chúng tôi làm hoàn mỹ không tì vết, đã không khiến người ta có cơ hội sử dụng, hiểu lầm này cũng không xảy ra. Lép giả bộ áy náy nói. Hơn nữa chuyện này còn khiến Mạc gia gần như bị diệt, những chuyện này đều liên quan tới sai lầm của chúng tôi. Sau đó thì sao? Mạc Phàm hỏi. Có thể nói hệ thống vũ khí tiên tiến phóng ra là hệ thống bảo mật nhất trên thế giới, nếu thứ này có thể bị hack dễ dàng, vậy trên địa cầu không còn hệ thống nào không thể phá. Một đám người nắm giữ quyền lợi đương thời, vậy mà nghĩ ra một cái cớ như thế, phải xem lại chỉ số thông minh của đám người này. Chúng tôi hy vọng có thể bồi thường nhất định cho Mạc tiên sinh, còn hứa hẹn bắt lấy người hack hệ thống vũ khí tiên tiến của chúng tôi, giao cho Mạc tiên sinh xử lý. Lép lạnh nhạt nói. Bồi thường, ông bồi thường được sao? Tần Kiệt nghe thấy những lời không mặn không nhạt của Lép, tức giận nói. Anh ta mới nói xong, thì bị hai lão gia tử Tần, Lạc mới sống lại ngăn cản. Chuyện này không đơn giản như vậy, không phải là chuyện hành động theo cảm tính.
lép nhìn thoáng qua Tần Kiệt, cũng không tức giận, trái lại còn mỉm cười. Vị này là đồ đệ của Mạc Tiên Sinh đúng không? Cậu nói không sai, với tài lực của Mạc Tiên Sinh, gần như nắm giữ tất cả tài nguyên tu luyện ở Hoa Hạ, cho dù chúng tôi cộng tất cả mọi thứ lại cũng khó mà lọt vào pháp nhãn của Mạc Tiên Sinh. Nhưng Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, thiên lý tống Nga mau lễ khinh tình ý trọng, chúng tôi nguyện ý phái sứ giả của chúng tôi, không dùng bất luận phương tiện giao thông gì cả, đi bộ đưa cho Mạc Tiên Sinh lễ vật cấp quốc bảo của Nga quốc, để bày tỏ xin lỗi của chúng tôi. Dù sao chuyện này cũng đã xảy ra rồi, nhưng mọi chuyện đã được Mạc Tiên Sinh vãn hồi ngăn lại cơn sóng dữ. Mạc Tiên Sinh, cậu thấy thế nào? Mạc Phàm lắc đầu cười, trong mắt chớp lóe sắc bén. Đám người này xin lỗi vô tâm còn chưa tính, ngay cả lễ vật xin lỗi cũng không muốn đưa. Lễ vật cấp quốc bảo, để người ta đi bộ đưa tới, ở trong mắt người thường thứ này nhìn rất trang trọng, biểu lộ hết lễ nghi. Nhưng đối với hắn, chuyện này không khác gì chơi xấu. Xin lỗi đừng nói là hắn sẽ không nhận, cho dù hắn nhận, lễ xin lỗi cũng phải do hắn định ra, mà không phải đám người này định bừa một lễ vật cấp quốc bảo tới lừa gạt hắn. Nếu là như vậy, Hoa Hạ hoàn toàn có thể đào tạo ra nhiều đại gấu mèo, dùng vũ khí tiên tiến bắn bừa một chỗ, rồi đưa lễ xin lỗi là một con gấu trúc qua. Ông có vẻ biết rất rõ về Hoa Hạ. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Văn hóa Hoa Hạ bác đại tinh thâm, lép chỉ học được một chút gia lông. Không dám nói là rất hiểu biết. Lép cười khiêm tốn nói. Không biết cũng không sao, tôi có thể dạy ông. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm lép, thản nhiên nói. Lép nhíu mày, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ. Có thể được Mạc Tiên Sinh chỉ giáo, là vinh hạnh cả đời của lép. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, một tay với vào trong hư không, lúc rút ra, một chén linh trà bốc hơi nóng xuất hiện trong tay hắn. Hắn khẽ nhấp một ngụm. Xoay người đi tới bên cạnh tế đàn, nhìn quần sơn ở dưới Thái Sơn. Ông có biết người phạm Hoa Hạ tôi cho dù cách xa ngàn dặm cũng nhất định phải chết, vậy câu tiếp theo là gì không? Vẻ mặt lép khẽ đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường. Lép không biết, mong Mạc Tiên Sinh chỉ giáo. Câu tiếp theo là, giết người nước tôi, đều là kẻ địch, có cần tôi phải giải thích cho ông không, hay là bảo người khác phiên dịch ra tiếng Nga giúp? Mạc Phàm nói tiếp. Câu này vừa vang lên, xung quanh cho dù là Ngũ Lão, hay là đám Tần Vô Nhai, trên mặt bọn họ đều là khiếp sợ. Sắc mặt lép thì khó coi, tươi cười trên mặt cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói tới câu này, nhưng ông ta hiểu ý trong lời nói, không cần Mạc Phàm giải thích. Mạc Tiên Sinh đây là không muốn tiếp nhận lời xin lỗi của chúng tôi sao? Ông, không đúng, các ông cảm thấy tôi sẽ tiếp nhận sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười lạnh lùng. Hỏi. Hắn biết rõ chỗ dựa mà những người này dựa vào, đơn giản là dùng vũ khí tiên tiến nhằm về phía quần thể dễ bắt nạt. Nhưng bọn họ nghĩ rằng có thể uy hiếp được hắn sao? Lép nhíu mày, tươi cười lúc trước đã biến mất, trên mặt lập tức hiện lên nham hiểm và rét lạnh. Mạc Tiên Sinh, chúng tôi đã biểu hiện áy náy của chúng tôi rồi, cho dù chúng tôi có trách nhiệm với chuyện này, nhưng trách nhiệm không lớn lắm, nếu Mạc Tiên Sinh cứ cố chấp như vậy, dùng thực lực để bắt nạt chúng tôi. Vậy thì đừng trách chúng tôi cá chết lưới rách với Mạc Tiên Sinh, tuy vũ khí tiên tiến của chúng tôi không thể làm gì được Mạc Tiên Sinh, nhưng đối phó với bất luận người nào khác ngoài Mạc Tiên Sinh thì không thành vấn đề. Lép, cậu dám, nếu cậu dám dùng vũ khí tiên tiến với Hoa Hạ chúng tôi, Hoa Hạ chúng tôi sẽ dùng tất cả vũ khí tiên tiến hủy diệt Hải Thần Cung của các cậu. Sắc mặt Hiên Viên Vô Kỳ khó coi, tức giận nói. Nếu đã tới mức này rồi. Không còn là chuyện ông ta khuyên bảo Mạc Phàm hòa giải. Lép dám dùng vũ khí tiên tiến với Hoa Hạ, ông ta chỉ có thể dùng dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Vậy không còn gì tốt hơn, không chỉ chúng tôi khó thoát khỏi cái chết, những người ở trên địa cầu đều bị diệt sạch, chúng ta đều thành tội nhân. Lép không sợ hãi nói. Cậu, Hiên Viên Vô Kỳ hơi híp mắt, lông mày nhíu chặt thành hình chữ hỏa. Lép thấy dáng vẻ của Hiên Viên Vô Kỳ như vậy thì cười đắc ý. Hiên Viên Vô Kỳ, nếu ông không muốn trở thành tội nhân cũng được, ông chỉ có thể khuyên Mạc Tiên Sinh tiếp nhận lời xin lỗi tràn ngập thành ý của chúng tôi, nếu không chúng tôi không có biện pháp, ai bảo Mạc Tiên Sinh cường đại như vậy, ngay cả vũ khí tiên tiến cũng không làm gì được cậu ta. Trong mắt Hiên Viên Vô Kỳ chớp lóe sắc bén, nhìn về phía Mạc Phàm đang ngắm phong cảnh. Trong tay hắn chớp lóe hào quang, chén trà biến mất, hắn cũng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lép.
Lép bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như vậy, tươi cười trên mặt lập tức thu liễm vài phần. Mạc tiên sinh, lời xin lỗi chân thành của chúng tôi, có phải cậu nên suy nghĩ lại một phen hay không? Ông ta tươi cười giả mù sa mưa, giống như lời xin lỗi của ông ta rất chân thành. Mạc Phàm chỉ cười nhạt, không để ở trong lòng. Tội nhân chỉ có 7 gia tộc và thế lực các ông, người sắp chết không chỉ có những người này, nếu các ông muốn kéo người khác chôn cùng, tôi không ngại một chút nào, nhưng mà người Hoa Hạ, các ông không giết được một ai đâu. Khi nói chuyện, hắn giẫm chân một cái, trận pháp cổ xưa ở trên tế đàn sáng lên. Giống. Ở bên cạnh tế đàn, pho tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ giống lên, vang vọng phía chân trời. Quang mang màu xanh lấy Thái Sơn làm trung tâm, như nước chảy lan ra xung quanh. Đến chỗ nào, trận pháp khác ở trên sơn thể lần lượt sáng lên, tuy văn tự không giống nhau, nhưng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, khí tức phong cách cổ xưa nồng đậm, hung mãnh, tang thương xuất hiện, giống như trở lại thời thượng cổ. Thanh quang tiến mãi tới bên cạnh Thái Sơn, lúc này mới dừng lại. Tứ phương phong thiên chi địa, bốn cửa đá mở ra, quang mang màu xanh như nước ở Trường Giang và Hoàng Hà nổi tứ phương. Cả đất đai, núi sông Hoa Hạ bắt đầu run rẩy, biên độ sóng không lớn, nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được rõ ràng. Nhất là tu sĩ Hoa Hạ, vẻ mặt bọn họ lập tức sửng sốt. Đây là... linh khí sao? Chấn động mỏng manh này gần như không là gì, cũng không tạo thành mơ màng và không khỏe đối với mọi người. Nhưng chấn động qua đi, linh khí ở xung quanh nồng đậm hơn nhiều, còn rất tinh thuần. Sao có thể như vậy? Linh khí sống lại rồi, tốt quá. Có tu sĩ kêu lên. Bọn họ kẹt ở bình cảnh lâu như vậy, nhân tố lớn nhất là linh khí loãng, hiện giờ linh khí nồng đậm như vậy, có hy vọng đột phá rồi. Hơn nữa chuyện này giống như chỉ là mới bắt đầu. Không lâu sau, bốn đạo quang đến vùng địa cực ở tứ phương Hoa Hạ. Bùm, một tiếng thật to, một tòa đại sơn hình long, hổ, chu tước, huyền vũ dâng từ trong đất hoặc nước biển lên, giống hệt bốn pho tượng ở trên tế đàn phong thiên chi địa, nhưng to hơn nhiều. Long ngâm, hổ rít, phượng minh, quy giống vang lên trong bốn tòa đại sơn, đan vào với tiếng kêu ở phong thiên chi địa. Trên đỉnh núi Thái Sơn ở phong thiên chi địa, một đạo cột sáng màu xanh phóng lên trên trời, bay thẳng vào trong mây. Cùng lúc đó, bốn đạo quang mang màu sắc khác nhau bắn từ đỉnh cự thú ở tứ phương ra. Bốn đạo quang này vừa bay lên cao, liền tụ tập về phía cột sáng ở trên không phong thiên. Bùm một tiếng, không gian chấn động. Giống như có sấm chớp vang lên trên bầu trời, năm quang điểm chạm vào nhau. Một quần sáng vĩ đại có thể bao phủ cả Hoa Hạ chậm rãi xuất hiện. Lúc này vốn có một số thiết bị giám sát Hoa Hạ, rõ ràng một khắc trước rất tốt, lúc này lại xuất hiện rất nhiều bông tuyết. Vẻ mặt những người ở bên cạnh thiết bị sửng sốt, lập tức luống cuống. Sao lại thế này, nhanh điều tra. Vệ tinh bị nhiễu không có quan trọng lắm với bọn họ, nhưng Hoa Hạ biến mất trong vệ sinh của bọn họ. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Chỉ trong phút chốc, phân tích xuất hiện rồi. Trên không Hoa Hạ xuất hiện năng lượng kỳ lạ dao động, vệ tinh không thể xuyên qua. Sao lại có chuyện này? Bây giờ vẫn chưa rõ lắm, chỉ phân tích ra được loại năng lượng này tương tự với trận pháp Hoa Hạ. Trận pháp, lấy đâu ra trận pháp to như vậy? Hoa Hạ có không ít động phủ, cung điện, bí cảnh, đều ẩn nấp ở trong trận pháp. Cho dù là vệ tinh cao cấp nhất cũng khó mà tìm được nơi này. Nhưng nếu cả Hoa Hạ được trận pháp bao trùm, chuyện này quá khủng bố rồi. Hoa Hạ vốn là nước có diện tích đứng thứ 3 thế giới, bao trùm cả Hoa Hạ, thật sự chỉ là một trận pháp sao? Một đám người nhìn Hoa Hạ nhanh chóng biến mất dưới vệ tinh, cả đám đều trợn mắt há miệng, mãi mà không nói nên lời. T. Trên tế đàn ở phong thiên chi địa. Ngũ lão. Tần Vô Nhai và Ngao Thiên nhìn trận pháp vĩ đại trên bầu trời, vẻ mặt cả đám thay đổi. Đây là thú thiên đại trận sao? Phong thiên chi địa ngoại trừ phong ấn linh khí của Hoa Hạ, nơi này cũng là nơi có lực lượng thủ hộ Sơn Hà địa lý Hoa Hạ. Ở đây có một trận pháp bao phủ toàn bộ Cửu Châu Tứ Hải Hoa Hạ, được gọi là thú thiên đại trận. Trận pháp này chưa từng được mở ra, cho nên nó có tồn tại hay không thì không thể biết được. Mạc tiên sinh, cậu làm gì vậy? Lép trầm giọng hỏi. Tuy ông ta không biết đây là cái gì, nhưng tuyệt đối bất lợi với bọn họ. Mạc Phàm nhìn trận pháp vĩ đại trên bầu trời dần đóng lại, mỉm cười. Tôi làm gì, cần nói với mấy người sao? Mạc Phàm,
Chúng tôi thành tâm tới nhận lỗi với cậu, nếu cậu không tiếp nhận, vậy thì đừng trách ngày sau chúng tôi không nể mặt cậu. Sắc mặt Lép khó coi, lạnh lùng nói. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ông ta đã không dùng thủ đoạn cực đoan đối phó Hoa Hạ. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn đi đến giữa trận pháp, Hồng Liên xuất hiện trong tay hắn. Hắn đặt Hồng Liên vào trong giữa cột sáng, Hồng Liên lập tức trôi nổi trong cột sáng đó, một đạo kiếm khí màu đỏ phá kiếm mà ra, lên theo cột sáng. Không lâu sau, trên màn hào quang có thêm chút hồng mang chớp lóe một cái liền biến mất vào trong màn hào quang. Lúc này Mạc Phàm mới xoay người lại, liếc mắt nhìn Lép đã bắt đầu hơi mơ hồ. Ông có thể lật mặt thử xem, có hai chuyện tôi có thể nói cho ông, trận pháp này mở ra có thể đỡ được công kích của vũ khí thiên tiến, thứ hai ấy à, những thứ chưa được tôi cho phép dám tiếp cận trong vòng trăm dặm, đều bị hủy diệt. Tuy trận pháp này bao trùm cả Hoa Hạ, nhưng không tính là trận pháp rất lớn với hắn. Ở tu chân giới, có một số trận pháp có thể bao trùm tinh cầu gấp vạn lần địa cầu, có một số còn bao trùm cả tinh vực. Nhưng trận pháp này là cổ trận vô cùng hiếm có. Tứ tượng thú thiên trận, chỉ cần linh khí không khô kiệt, hoàn toàn có thể ngăn được vũ khí tiên tiến. Cộng thêm kiếm Hồng Liên đặt trong trận pháp nữa, phàm là thứ tới gần, đều bị Hồng Liên chém nát. Cái gì, trận pháp có thể ngăn cản vũ khí tiên tiến, còn... Vẻ mặt Lép sửng sốt, trên mặt tràn đầy âm tình bất định. Nếu là như vậy thì phiền phức lớn rồi. Tôi cho các ông một cơ hội, người nào hạ lệnh dùng vũ khí tiên tiến với tôi. Không cho phép dùng bất luận phương tiện này, quỳ mang theo 80% linh bảo linh mạch của các ông tới trước mặt Mạc gia, bọn họ không tới thì tôi sẽ tới, các ông tự mình suy nghĩ kỹ đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sắc mặt Lép vô cùng khó coi, 80% linh bảo linh mạch, còn phải quỳ tới Hoa Hạ, chuyện này không chỉ muốn bọn họ chết, cũng muốn bọn họ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Mạc Phàm, cậu đừng tưởng rằng có thể ngăn được vũ khí tiên tiến, thì không có ai đối phó được cậu. Ánh mắt Lép dữ dằn, lạnh lùng nói. Các ông đi tìm người đối phó tôi đi, tôi cho Hải Thần Cung các ông một tuần sau tôi sẽ tới Hải Thần Cung, nếu không ai ngăn được tôi, ông tự cầu phúc đi, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Còn nữa, những thứ phụ trợ phóng ra vũ khí tiên tiến và thứ phóng ra vũ khí tiên tiến ở trên bầu trời, lại phóng ra lần nữa thử xem. Mạc Phàm nói xong đi vào trong cột sáng màu xanh, một tay hắn cầm lấy Hồng Liên. Cơ thể nhanh chóng bay về phía trước. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì, cậu có phải là người địa cầu hay không, cậu có biết mấy thứ kia tốn bao nhiêu tài nguyên ở địa cầu mới phát lên được không, cậu? Vẻ mặt Lép ngẩn ra, vội vàng nói. Tuy Mạc Phàm không nói rõ, nhưng rõ ràng là muốn hủy vệ tinh của bọn họ. Những vệ tinh này mỗi cái được đưa lên trời, đều cần tiêu phí tiền tài và tài nguyên giá trên trời. Nếu bị Mạc Phàm hủy đi vệ tinh, toàn bộ vũ khí của bọn họ sẽ thành đồ bỏ đi, phương thức truyền tin cũng giảm đi 91%, trong chớp mắt quay về thế hệ trước năm 2000. Không chỉ như vậy, cho dù bọn họ dùng vũ khí tiên tiến với Hoa Hạ, cũng chỉ có thể dùng phương pháp cổ xưa nhất, để phi cơ bay tới trên không Hoa Hạ, ném vũ khí tiên tiến xuống, mà không phải sử dụng đạn có thể định vị, chỉ là chuyện ấn một cái nút. Mạc Phàm hơi dừng lại, cười lạnh lùng. Lúc đám người này sử dụng vũ khí tiên tiến với hắn, cho đến bây giờ đều không nghĩ tới tài nguyên, địa cầu gì hết, lúc hắn muốn hủy những vệ tinh này đi, lúc này mới nhớ tới chuyện này, đúng là buồn cười thật. Cần hao phí rất nhiều tài nguyên sao? Mạc Phàm hỏi. Không sai. Vậy càng phải hủy diệt rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không thèm để ý tới Lép, một tay cầm Hồng Liên, thân thể theo cột sáng xuyên qua ranh giới trong mây, đến bên ngoài không gian, đến chỗ có vệ tinh bay trên không. Mạc Phàm lâm không mà đứng, lại nhìn về phía địa cầu, đã không nhìn tới Sơn Hà, chỉ có thể nhìn thấy một vùng thực vật màu lục, hải dương màu lam và đám mây màu trắng. Ở độ cao này, nếu người bình thường không mặc quần áo vào vũ trụ, cho dù không vì thiếu dưỡng khí mà chết, cũng vì ở quá cao mà lục phủ ngũ tạng bị đập vụn. Nhưng chuyện này đối với hắn và tu sĩ khác đã không thành vấn đề. Chỉ cần mang theo đủ linh thạch, có thể bổ sung linh khí đúng lúc. Hắn hoàn toàn có thể bước chậm vài chục năm ở trong vũ trụ cũng không sao. Hắn chỉ dừng chân một lát, trong mắt chớp lóe sắc bén nhìn về phía vệ tinh đang bay tới. Tuy một số vũ khí tiên tiến tấn công đã không thương tổn được hắn, nhưng hắn không muốn bị những vũ khí tiên tiến này tấn công nữa. Cho nên hủy diệt mấy thứ này thì hơn. Thân thể hắn nhoáng lên một cái,
liền đến bên cạnh vệ tinh kia, cảnh cáo bén nhọn lập tức vang lên. Chảm! Một tay Mạc Phàm cầm Hồng Liên, kiếm khí như hoa, một kiếm chém về phía vệ tinh này. Bùm! Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, vệ tinh bùng nổ ra, biến thành đóa hỏa hoa ở trong không trung. Hỏa hoa tắt đi, hóa thành mảnh nhỏ biến mất trong vũ trụ. Mạc Phàm không thèm nhìn vệ tinh này, tiếp tục đi tới chỗ vệ tinh khác. Rõ ràng chỉ là một bước, nhưng khi đặt chân đã cách xa cây số trong vũ trụ. Mỗi lần đến một chỗ, vệ tinh thuộc bảy nước bùng nổ ra. Lần này không chỉ những vệ tinh chiếu về phía hoa hạ biến thành bông tuyết, những màn hình khác cũng lần lượt biến thành bông tuyết. Bối rối, xôn xao lan ra diện rộng ở bảy nước. Rất nhiều người vừa rồi còn đang gọi điện thoại, ngay sau đó di động không còn tín hiệu nữa rồi. Có nam nữ đang xem phim hành động tình yêu, hình ảnh dừng lại, hai người nhìn hình ảnh này một lúc lâu, lúc này mới phát hiện là hình ảnh bị dừng lại, không biết bị dừng bao lâu nữa. Trong lúc này trong bảy nước, khắp nơi đều không thể truyền tin mà hỗn loạn. Nhất là trong trụ sở bí mật, tiếng cảnh cáo vang lên liên tục. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Có người đập bàn quát. Vốn là cả hoa hạ biến mất dưới mí mắt bọn họ, sau đó là chính bọn họ cũng biến mất dưới mí mắt mình. Chẳng lẽ có người thêm một tầng đại trận phòng hộ cho bọn họ? Lão đại, có khả năng vệ tinh của chúng ta bị tấn công rồi. Người bên cạnh nhỏ giọng nói. Gặp công kích, thứ gì có thể hủy diệt nhiều vệ tinh của chúng ta trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà chúng ta không thấy được nhân ảnh. Người kia nổi giận nói. Cho dù là thế lực khác tập kích, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Dù sao những vệ tinh đều có từng quỹ đạo riêng, cách nhau vô cùng xa, ngoại trừ bị vũ khí trên phi truyền vũ trụ tập trung công kích ra, nếu không không có khả năng sẽ như vậy. Nếu có phi truyền vũ trụ tới gần vệ tinh, nhất định sẽ có cảnh báo. Có phải có người tấn công vệ tinh của chúng ta hay không? Một mỹ nữ tóc vàng cẩn thận nói. Vừa rồi hoa hạ biến mất, một lát sau vệ tinh của bọn họ bị tấn công, khả năng hai chuyện này liên quan tới nhau là rất cao. Người, chuyện này không có khả năng đâu. Những người khác lắc đầu nói. Con người khó mà sống sót ở trong vũ trụ, không nói tới hủy đi nhiều vệ tinh như vậy. Cho dù những người này là võ sư siêu năng, dĩ nhân, có được lực lượng siêu cấp mà người thường không thể đạt được, cũng khó mà làm được chuyện đó, trừ phi là thần mới có khả năng. Những người khác không có khả năng, nhưng có một người ở hoa hạ không phải không có khả năng. Người đàn ông tức giận kia trầm giọng nói. Lúc trước một kiếm của Mạc Phàm chạm đến vũ trụ, hủy bảy vệ tinh, hiện giờ thực lực lại mạnh lên nhiều, đến vũ trụ cũng không phải không có khả năng. Chuyện này, vốn là hoa hạ đại quốc minh mông biến mất dưới vệ tinh, sau đó có người hủy đi nhiều vệ tinh ở trong vũ trụ như vậy. Làm sao lại có chuyện này? Mạc Phàm hủy diệt liên tục trên trăm vệ tinh của bảy nước, lúc này mới thu hồi Hồng Liên rơi xuống mặt đất. Trên đỉnh Thái Sơn ở Phong Thiên Chi Địa, bóng dáng lép vô cùng mơ hồ, nhưng trong lúc này có thể nhìn ra ông ta đang vô cùng phẫn nộ. So với lúc mới xuất hiện, lúc này lép như con sư tử phẫn nộ tới mức tận cùng, trong đôi mắt màu lam tràn đầy lửa giận, trên mặt đều là hung dữ, ước gì có thể ăn tươi nuốt sống Mạc Phàm. Tuy Mạc Phàm không hủy diệt tất cả vệ tinh của bọn họ, nhưng làm tê liệt 70%. Những vệ tinh này bị hủy dẫn tới tổn thất, đã không thể dùng tiền bạc để tính toán. Mạc Phàm, cậu đúng là ngoan độc. Lép nghiến răng nói. Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt đều là khinh thường. Đám người này hám lợi đen lòng, dùng vũ khí tiên tiến ám sát hắn thì hiên ngang lẫm liệt, hắn đại nạn không chết dùng trường kiếm báo thù thì thành người độc ác, đạo lý của tên Lép này đúng là thú vị. Xem ra tôi hủy diệt chưa đủ vệ tinh, vậy mà ông vẫn còn ở đây được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm, chúng tôi nhất định sẽ không tha cho cậu, cho dù phải trả giá lớn tới mức nào cũng phải giết cậu. Lép lạnh lùng nói. Những lời nói ác độc giống như ác quỷ nguyền rủa đến từ cửu U. Giết tôi sao? Trong một tuần này tôi đều ở Hoa Hạ, một tuần sau tôi sẽ lên đường tới Hải Thần Cung của các ông, tôi đợi ông tới giết. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường, trên mặt không có chút e sợ. Lép cũng không nói gì thêm, lúc này làm Mạc Phàm tức giận. Có khả năng Mạc Phàm sẽ bay tới vũ trụ, hủy diệt vệ tinh còn lại của bọn họ. Chuyện này, chắc chắn Mạc Phàm làm được. Thay vì ở đây đấu võ miệng với Mạc Phàm, chẳng bằng chuẩn bị một phen, tiêu diệt Mạc Phàm hoàn toàn.
một tuần sau chúng ta gặp lại. Trong mắt Lép chớp lóe u quang, giọng nói vang vọng trong không khí, cơ thể biến mất hoàn toàn. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn rời mắt nhìn người Mạc gia, tốt nhất là Hải Thần Cung có thứ uy hiếp được hắn, nếu không lúc này sẽ khiến hắn vô cùng thất vọng. Bởi vì không có uy hiếp, vậy có ý nghĩa Hải Thần Cung không thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Ở đây có không ít linh dược, linh quả và linh bảo, mọi người có thể thu thập, cẩn thận linh thú thủ hộ ẩn nấp ở xung quanh, một ngày sau tôi sẽ mang mọi người tới một nơi khác. Mạc Phàm nói. Nơi này ngoại trừ linh khí nồng đậm ra, còn có không ít thiên tài địa bảo, cùng với pháp sĩ do tu sĩ trước đây để lại, mấy thứ này không có tác dụng gì với hắn, nhưng đối với người Mạc gia khác mà nói lại là thứ bổ sung rất tốt. Anh, chúng ta đi đâu thế, không quay về Đông Hải sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Chưa quay về, anh mang mọi người tới một nơi có thể khiến mọi người càng trở nên mạnh hơn, mọi người chuẩn bị đi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía Tây Nam. Sờ đầu Tiểu Vũ nói. Trước đây hắn cảm thấy mình có thể bảo vệ mọi người, không để ý tới tu vi của những người khác lắm, chỉ để bọn họ tăng từng bước một. Với công pháp hắn cho, vô địch trong đám người cùng cấp ở địa cầu là rất lớn, dù sao đây đều là công pháp ở tiên giới. Nhưng mà, hiện giờ xem ra như vậy không được, trông cậy những người khác bảo vệ Mạc gia là chuyện không thể, bảo vệ Mạc gia vẫn phải dựa vào chính Mạc gia rồi. Thừa dịp hắn còn chưa rời khỏi địa cầu, phải khiến thực lực của bọn họ tăng phạm vi lớn mới được. Nhất là người Mạc gia, phải có mấy người là cao thủ Nguyên Anh kỳ, thậm chí có năng lực giết được cao thủ Nguyên Anh kỳ. Bao gồm đám Tần lão mới sống lại không phản bác, toàn bộ đều đi về phía núi rừng. Biết tủi nhục sẽ dũng cảm, trải qua chuyện lần trước, bọn họ đều cảm thấy mình nhỏ bé cỡ nào ở trước mặt Long Ngạo Thiên, chẳng khác gì con kiến. Nếu có cơ hội mạnh hơn, tất nhiên không thể bỏ qua. Ngạo Thiên, ông mang người của Long tộc ông tới đây, Tần Vô Nhai, ông có thể mang đệ tử Nho Môn ông và Ân Tố Tố tới, mấy người cũng đi theo tôi. Mạc Phàm nói với đám Ngạo Thiên, Tần Vô Nhai và Giang Thành. Dạ, Ngạo Thiên hơi cúi người với Mạc Phàm. Tần Vô Nhai nhíu mày, không đồng ý cũng không từ chối, đám Giang Thành thì gật đầu, lần lượt rời đi. Trên tế đàn lập tức chỉ còn lại Mạc Phàm và người của hội ngũ lão. Các ông mang theo Âu Dương Nhược Tuyết, cũng đến đây cả đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn ngũ lão một cái, nói. Nhược Tuyết đang trên đường tới, nhưng mà... Thiên Viên Vô Kỳ nhìn tứ tượng thú thiên trận, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Mạc Phàm hỏi. Trận pháp này có thể duy trì liên tục bao lâu? Thiên Viên Vô Kỳ mở miệng nói. Mạc Phàm mở phong thiên chi địa, cung cấp độ dày linh khí hoa hạ trên phạm vi rộng, còn mở trận pháp này, nhưng linh khí ở đây có thể duy trì tới khi nào thì chưa biết được. Mạc Phàm nhìn như bảo vệ hoa hạ, thực ra là khiến hoa hạ cạn kiệt linh khí trong tương lai. Cạn kiệt xong rồi, hoa hạ sẽ nhanh chóng thành một vùng sa mạc. 10 năm hẳn là không có vấn đề. Mạc Phàm nhìn lướt qua xung quanh nói. Nơi này thông tới không gian liệt phùng ở tu chân giới. Tuy vẫn còn linh khí chảy ra, nhưng đã sắp tới tình hình dầu hết đèn tắt, cùng lắm là 10 năm sẽ mất hoàn toàn. Vậy 10 năm sau thì sao, cậu có nắm chắc ở bên kia thông đạo, còn có mấy gốc linh mạch hay không? Thiên Viên Vô Kỳ hỏi tiếp. Chưa tới 10 năm, linh khí hoa hạ sẽ nồng đậm như thời thượng cổ, còn kéo dài không suy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh nhạt nói. Tiếp trước hắn nắm giữ vài tòa linh sơn. Đợi hắn đến tu chân giới trở thành đệ tử hạch tâm của thần Nông Tông, mượn một tòa tới, đều đủ duy trì linh khí hoa hạ trên vạn năm. Những lời này là thật sao? Hoàng Phủ Thái Ất nhướn mày, xác nhận lại. Tuy bọn họ là ngũ lão có địa vị cao quý, nhưng cũng là tu sĩ, đều mong đạt được lực lượng càng cường đại hơn. Bọn họ bị kẹt ở cảnh giới này lâu lắm rồi, nhưng linh khí trên địa cầu thật sự quá loãng, cho dù có một số thiên tài địa bảo. Nhưng không có biện pháp để bọn họ đột phá từ thần cảnh tới Nguyên Anh kỳ. Nếu như linh khí trên địa cầu khôi phục về thời thượng cổ, bọn họ muốn đột phá sẽ không thành vấn đề. Mạc Phàm ném hồng liên lại quay về trong cột sáng màu xanh ở giữa tế đàn, trôi nổi bên trong cột sáng. Thật hay giả, trong 10 năm các ông sẽ biết. Cho dù hắn còn chưa đến tu chân giới, đối với tu sĩ tu chân giới mà nói, hắn còn là người phàm. Nhưng muốn làm chuyện này thì không khó với hắn. Cần chúng tôi làm gì không? Thiên Viên Vô Kỳ do dự một lát, hỏi.
Nếu độ dày linh khí hoa hạ tăng tới thời thượng cổ, cấp bậc sinh mệnh của người hoa hạ sẽ tăng cao không ít, linh khí cộng thêm khoa học kỹ thuật, thậm chí sẽ quay về thời đại đứa bé sinh ra đã là tu sĩ. Nếu là như vậy, Mạc Phàm chắc chắn sẽ thành công thần lớn nhất trong 2000 năm qua. Bọn họ thân là hội ngũ lão, tất nhiên không thể quá keo kiệt. Mấy ông sao, lần này đợi là được rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc trước hắn muốn dựa vào ngũ lão bảo vệ Mạc gia, nhưng bây giờ hắn muốn một mình tiêu diệt những người sử dụng vũ khí tiên tiến với hắn, cũng muốn Mạc gia có năng lực giết được người như Long Ngạo Thiên. Chuyện này, trên gương mặt già nua của ngũ lão lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng không oán giận. Tần Vô Nhai vì báo ân chuyện Mạc Phàm không giết, tất cả tu vi đều mất. Ngạo Thiên vì cứu Mạc gia thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng, bị lấy đi Long Châu, bị ném vào trong kênh rạch làm bạn với rắn. So với những người này, ngũ lão bọn họ làm quá ít cho Mạc gia, bọn họ chỉ dùng một lần vũ khí tiên tiến với Long Ngạo Thiên đã thỏa hiệp với cậu ta, chuyện này không thể trách Mạc Phàm được. Vậy chúng tôi cáo từ trước, nếu cậu đến tu chân giới có thể cứu được Long Bác mà nói, mong cậu cứu lấy Long Bác. Phương Hạo Thiên nở nụ cười khổ nói. Long Ngạo Thiên không chỉ mang Bạch Tiểu Tuyết và phân thân của Mạc Phàm đi, còn mang cả Long Bác. Tôi sẽ cứu ông ấy. Hơn nữa ông ấy sẽ trở thành đệ tử của Đại Tông Môn, mấy ông. Mạc Phàm nhìn đám hiên viên vô kỳ nói. Nếu các ông muốn giúp đỡ, vậy tiến vào Nguyên Anh Kỳ đi. Mạc Phàm nói với vẻ nghiêm túc. Hắn còn chưa tới Nguyên Anh Kỳ, vũ khí tiên tiến đã khó thương tổn được hắn. Cho nên không thể ỷ lại vào vũ khí tiên tiến, có thể ỷ lại là tu vi của tu sĩ. Nguyên Anh Kỳ, sao có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ được? Mấy người hơi sửng sốt. Trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Nếu Nguyên Anh Kỳ dễ tiến vào như vậy, bọn họ đã sớm tới rồi. Mấy ông cầm lấy phương thuốc này đi, có thể thu thập được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, không thu thập được thì nghĩ biện pháp, một tuần sau tới Sơn Ngoại Sơn tìm tôi. Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra ném cho hiên viên vô kỳ. Vẻ mặt đám hiên viên vô kỳ ngẩn ra, trên mặt đều là vẻ nghiêm trọng. Chúng tôi lập tức đi thu thập. Một tuần sau sẽ mang theo Nhược Tuyết tới tìm cậu. Mấy người không chần chừ nữa, xoay người rời đi. Chuyện liên quan tới cơ hội tấn cấp Nguyên Anh Kỳ, sao bọn họ có thể từ bỏ? Hiên viên vô kỳ vừa rời đi, Mạc Phàm nhíu mày, đôi mắt cũng nheo lại theo. Anh đã cảm nhận được còn không xuất hiện, Long Ngạo Thiên. Những lời này vừa vang lên, chỗ mi tâm của hắn, tiểu xà màu đen do ngũ quỷ phệ thần chú ngưng tụ thành bay từ trong ra. Bay đến nơi cách Mạc Phàm 10 thước, hóa thành bóng dáng một người. Hiện giờ nhân ảnh này cao hơn Mạc Phàm một chút, toàn thân mặc cổ trang màu trắng hoa văn tím, cao lớn, uy vũ, dáng vẻ như đế vương cổ đại, đôi mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bóng dáng này không phải ai khác, đúng là Long Ngạo Thiên tới địa cầu lúc trước. Long Tuyệt vừa chết anh ta đã cảm nhận được, còn tỉnh lại từ trong bế quan, cậu là Mạc Phàm sao? Trong mắt Long Ngạo Thiên chớp lóe tinh quang, hỏi. Giọng điệu bình tĩnh mang theo uy áp không thể làm trái, giống như đế vương cổ đại chất vấn bình dân mà mình cai quản. Long Ngạo Thiên vừa xuất hiện, đám hiên viên vô kỳ đang đi xuống núi nhíu chặt mày, phát ra một tiếng a nhẹ, không tự chủ được nhìn về phía đỉnh núi. Hả? Làm sao thế? Gia Cát Vô Dạ ở bên cạnh cô Kình Thương thấy mọi người nhìn về phía đỉnh núi, tò mò hỏi. Hình như cảm nhận được khí tức của Long Ngạo Thiên. Vẻ mặt cô Kình Thương nghiêm trọng, nói. Khí tức của Long Ngạo Thiên quá quỷ dị, cho dù chỉ gặp một lần, đến bây giờ ông ta vẫn không thể nào quên. Long Ngạo Thiên sao? Sắc mặt Gia Cát Vô Dạ khó coi, nhìn về phía đỉnh núi theo. Không phải cậu ta đã rời đi rồi sao, sao còn xuất hiện? Đến cảnh giới của bọn họ, rời khỏi và xuất hiện đều là chuyện quá bình thường. Hiên viên vô kỳ nói với vẻ nghiêm túc. Con đường tu hành không phải càng chạy càng hẹp, sẽ chỉ khiến tu sĩ cảm thấy càng đi về phía trước càng cảm thấy nhãn giới trước đây của mình hạn hẹp bao nhiêu, phía trước có nhiều chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được tới cỡ nào. Quả thật Long Ngạo Thiên đã quay về thiên ngoại thiên tu chân giới, nhưng cậu ta muốn xuất hiện trước mặt Mạc Phàm thì có rất nhiều biện pháp. Chuyện này, Gia Cát Vô Dạ nhìn về phía đỉnh núi, mắt đảo liên tục. Mạc Phàm nhìn kẻ thù kiếp trước, trong mắt xuất hiện sắc bén. Là tôi. Long Ngạo Thiên nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, đồng tử lập tức như mặt trời, nở rộ quang mang có thể đốt linh hồn người ta.
Đồng thời khí tức như mặt trời áp đỉnh lập tức đánh về phía Mạc Phàm, không gian yên bình xung quanh lập tức vặn vẹo. Trên gương mặt lạnh nhạt của Mạc Phàm không có chút sợ hãi, kim đan trong cơ thể hắn chuyển động. Cung trang màu trắng xuất hiện, thân thể cao hơn, tóc cũng nhanh chóng dài ra tán ở sau lưng, tiên khí như có như không xuất hiện trên người hắn, đụng vào lực thái dương của Long Ngạo Thiên. Bùm! Không gian khẽ run lên, đỉnh núi to như vậy, một bên như tiến vào trong lò luyện cực nóng, một bên thì yên tĩnh như đêm. Cửu chuyển kim đan. Long Ngạo Thiên cũng không tức giận, trong đôi mắt rét lạnh xuất hiện dị sắc. Kim đan có tổng cộng cửu phẩm, cũng được gọi là cửu chuyển. Tu sĩ bình thường có kim đan tam chuyển đã không tệ rồi, đệ tử tông phái phần lớn là lục chuyển, đệ tử hạch tâm thường áp chế thực lực của mình, tăng kim đan tới cửu chuyển. Bởi vì cấp bậc kim đan càng cao, ngưng tụ ra thực lực nguyên anh sẽ càng mạnh, cũng quyết định sau này có thể đi bao xa. Mạc Phàm chỉ là tiểu tu sĩ trên địa cầu, lại có kim đan cửu chuyển, đúng là khiến người ta giật mình. Thì sao? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Diễn thiên thần quyết của thần nông tông tu luyện ra thần thức, tạo hóa chỉ của cổ thần tộc ngưng tụ cơ thể, huyết mạch hồng liên, trên người cậu còn có lực hỗn nguyên, hẳn là cửu chuyển hỗn nguyên công trong truyền thuyết, trừ mấy thứ này ra cậu còn có lực thái thượng, cậu đạt được truyền thừa nhiều hơn tôi nghĩ nhiều, Long Tuyệt chết trên tay cậu cũng không tính oan uổng. Trong mắt Long Ngạo Thiên chớp lóe tinh quang, kể từng công pháp trên người Mạc Phàm, giống như Mạc Phàm là người trong suốt ở trước mặt anh ta. Vậy thì thế nào, anh muốn thử sao? Mạc Phàm không để ở trong lòng, lạnh giọng hỏi. Long Ngạo Thiên là thái dương chi thể, đôi mắt cũng như thái dương chi nhãn, ở trước đôi mắt này, toàn bộ sương mù đều không có bất luận ý nghĩa gì. Nói cách khác, ở trước mặt Long Ngạo Thiên không có bí mật gì, trừ phi có được thái âm chi thể. Tuy hắn luyện hóa thái âm chi khí, nhưng không có chút thành tựu nào, không ngăn được thái dương chi nhãn của Long Ngạo Thiên. Cậu sao, còn chưa đến mức khiến tôi phải ra tay. Long Ngạo Thiên kiêu ngạo nói. Tuy công pháp trên người Mạc Phàm đều là công pháp đứng đầu đương thời, được vô số người truy sùng, thậm chí mỗi một bản ném ra đều khiến người ta tranh mua. Nhưng không là gì ở trước mặt anh ta. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. Giống như đã sớm dự đoán được sẽ là như vậy, trên mặt hắn không có chút gợn sóng. Không đến mức, anh bế quan vì Bách Tông Đại Bỉ một năm sau đúng không? Bách Tông Đại Bỉ do trăm tông môn mạnh ở tu chân giới tổ chức, 10 năm diễn ra một lần, một năm sau sẽ là ngày tổ chức Bách Tông Đại Bỉ. Bách Tông Đại Bỉ này không chỉ xếp hạng tông phái, lại càng có quan hệ chặt chẽ với phân chia tài nguyên của tông phái, bất luận là tông phái nào đều không thể lơ là. Long Ngạo Thiên vội vàng rời khỏi địa cầu như vậy, chắc chắn là bị triệu hồi vì chuyện này. Nếu hắn nhớ không sai, Long Ngạo Thiên lấy được vị trí số 1 ở Bách Tông Đại Bỉ lần này, thanh danh vang xa. Mạc Phàm vừa nói xong, Long Ngạo Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên chút sắc lạnh. Vậy mà cậu còn biết cả Bách Tông Đại Bỉ? Tôi không chỉ biết Bách Tông Đại Bỉ, anh tu luyện thái âm chân kinh rèn luyện thần thức, có được thái dương chi thể trong ngàn vạn người, huyết mạch kim ô. Công pháp là Thái Dương Chân Kinh, nội âm ngoại dương, võ kỹ am hiểu nhất là Hạo Nhật Tuyệt, tôi nói không sai chứ. Mạc Phàm nói tiếp, Long Ngạo Thiên hơi nhíu mày, chữ xuyên xuất hiện trên trán. Cho dù là công pháp, hay là thể chất của anh ta đều là bí mật, không có mấy người ở Ngạo Nhật Sơn Tông biết được. Những bí mật này ở trước mặt Mạc Phàm, lại giống như là thuộc lòng trong lòng bàn tay. Sao cậu lại biết những chuyện này? Long Ngạo Thiên lộ ra chút thận trọng, hỏi. Ở trong mắt anh, tôi có bí mật, nhưng ở trong mắt tôi, anh không có bất luận bí mật gì. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đừng nói là những chuyện này, cho dù Long Ngạo Thiên có mấy tiểu tình nhân hắn cũng biết rõ. Vậy sao, xem ra tôi nên ở địa cầu một thời gian mới phải. Long Ngạo Thiên híp mắt, trầm giọng nói. Cho dù Mạc Phàm tu luyện nhiều công pháp đứng đầu như vậy, cũng chỉ là phàm nhân ở địa cầu. Vậy mà dám nói chuyện với anh ta như vậy. Những thánh tử thánh nữ của tông môn gì đó, cũng không dám có lá gan này. Bây giờ anh cũng có thể tới, nhưng trước khi tới tốt nhất là anh nên mang theo Tiểu Nhi, phân thân, còn cả bạn tôi nữa, nếu anh không tới, tôi sẽ tới Ngạo Nhật Sơn Tông tìm anh. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, nói. Long Ngạo Thiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm một lát, lúc này mới khôi phục như thường. Đã quên nói với cậu, đợi đại bỉ kết thúc, sẽ là ngày tôi cử hành hôn lễ với Tiểu Tuyết,
nếu cậu có thể tới Ngạo Nhật Sơn Tông của tôi trước, tôi sẽ cho cậu cơ hội khiêu chiến tôi một lần, nếu cậu tới muộn, Tiểu Tuyết sẽ là của tôi. Long Ngạo Thiên nói, trong một năm này, tôi nhất định sẽ tới Ngạo Nhật Sơn Tông trước. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nói chắc chắn. Kiếp trước hắn đã mất đi Tiểu Tuyết, lần này đối thủ đổi thành Long Ngạo Thiên hắn cũng phải đoạt lại. Đừng nói là một năm, cho dù một tháng hắn cũng phải tới Ngạo Nhật Sơn Tông. Vậy chúc cậu may mắn. Vẻ mặt Long Ngạo Thiên như thường, cũng không nói nhiều nữa, cơ thể hóa thành hắc xà huyền ảo, biến mất vào trong mi tâm Mạc Phàm, khí tức khủng bố cũng biến mất theo. Mạc Phàm kết thúc nói chuyện với Long Ngạo Thiên, ở tu chân giới, trong một động phủ khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy. Long Ngạo Thiên mở to mắt, trong mắt xuất hiện ánh lửa. Xung quanh anh ta, nham thạch nóng chảy như máu giống như cảm nhận được phẫn nộ của Long Ngạo Thiên, vội vàng lùi vào lỗ thủng trong ao. Long Diệt, vào đây! Long Ngạo Thiên kêu lên. Rầm, cửa đá mở ra, một người đàn ông có vài phần tương tự Long Tuyệt, nhưng cao lớn cường tráng hơn nhiều đi vào, quỳ một gối trên đất. Thiếu gia, ngài có gì dặn dò ạ? Long Tuyệt bị một tiểu tử địa cầu giết chết, anh tới địa cầu nhìn xem, nếu có thể mang thần hồn của cậu ta quay về, thì mang thần hồn của cậu ta về, Long Ngạo Thiên ra lệnh. Một tiểu tử địa cầu trên người có nhiều công pháp như vậy, còn biết nhiều như thế, anh ta rất muốn biết trên người Mạc Phàm có bí mật gì. Nếu không phải anh ta sắp bế quan, không tiện trốn đi, anh ta sẽ tự mình tới địa cầu một chuyến, đoạt thần hồn của Mạc Phàm tìm tòi nghiên cứu toàn bộ. Còn ước hẹn một năm, anh ta không nói sẽ không phái người đi giết Mạc Phàm. Long Tuyệt bị một tiểu tử địa cầu giết chết sao? Long Diệt nhíu mày, nghi ngờ nói. Long Tuyệt là em trai anh ta, có khả năng Long Ngạo Thiên không biết, nhưng anh ta biết rất rõ ràng, tính cách em trai anh ta hơi xấu một chút, nhưng thực lực đã cùng cấp bậc với Long Ngạo Thiên, đã đến Nguyên Anh Kỳ, vậy mà bị một tiểu tử địa cầu giết chết. Đúng vậy, trên người tên kia có ngũ quỷ phệ thần chú, hẳn là sẽ tìm được cậu ta dễ dàng. Long Ngạo Thiên nói. Dạ, thiếu gia còn gì dặn dò không? Long Diệt hỏi. Tiến độ phệ hồn Long Bác thế nào rồi, nếu đã hoàn thành, vậy mang theo ông ta đi cùng đi. Long Ngạo Thiên nghĩ một lát nói. Tu sĩ ngoại đạo mang từ địa cầu tới sao? Long Diệt nhíu mày, nói. Không sai. Phệ hồn đã hoàn thành, ông ta phục dùng bạo hồn đan cũng đã được hấp thu, thực lực như thiếu gia dự đoán, quả thật vô cùng cường hãn, nhưng còn chưa thuần phục thành công, nhìn thấy người thì giết, lúc này dẫn ông ta tới địa cầu sao? Trên mặt Long Diệt xuất hiện do dự, nhìn về phía Long Ngạo Thiên. So với mang theo Long Bác, anh ta càng nguyện ý tự tay diệt người giết em trai anh ta. Gặp người thì giết sao? Vậy mang theo ông ta đi cùng, người địa cầu kia ngưng tụ cửu chuyển kim đan, công pháp trên người cũng không phải loại bình thường, thực lực không kém. Long Ngạo Thiên an bài. Mạc Phàm giống như muốn cứu Long Bác trở về, vậy anh ta đưa Long Bác quay về, xem Mạc Phàm cứu thế nào. Dạ. Thiếu gia, Long Diệt hơi cúi đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Long Diệt mới đi, một bóng đen toàn thân hắc y, lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Long Ngạo Thiên. Chủ nhân có gì dặn dò? Long Ảnh, anh đi theo Long Diệt, cùng tới địa cầu một chuyến. Long Ngạo Thiên không quay đầu, hai mắt nhắm chặt nói. Chủ nhân, một người địa cầu cần như vậy sao? Trên gương mặt Long Ảnh được giấu trong màu đen xuất hiện gợn sóng, bất mãn nói. Long Diệt đã là cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ, Long Bác kia có thể khiến Long Diệt nói thực lực không kém, hẳn là cao hơn Nguyên Anh Trung Kỳ, sẽ không thấp hơn. Hai người kia cùng tới địa cầu, vậy mà còn bảo anh ta đi cùng. Anh ta là ảnh vệ của cha Long Ngạo Thiên, tới bảo vệ Long Ngạo Thiên, không phải tới thanh lý cỏ dại giúp Long Ngạo Thiên. Tôi không hy vọng nhìn thấy cậu ta ở tu chân giới, hiểu không? Long Ngạo Thiên khẽ nâng mí mắt, trong mắt lóe lên sắc bén. Nham thạch nóng chảy ở xung quanh lập tức phun trào, bao vây Long Ảnh lại. Long Ảnh nhíu mày, vội vàng quỳ xuống. Đã rõ, thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cậu ta tới tu chân giới. Long Ảnh vội vàng đồng ý. Đồng thời lép kết thúc cuộc nói chuyện với Mạc Phàm xong, an vị trên một phi cơ trực thăng quân dụng. Trên phi cơ trực thăng này tỏa ra lam quang, một đường đi về hướng bắc, đến một vùng băng nguyên màu lam. Trên vùng băng nguyên này bầu trời luôn có màu xám, ở giữa là một hồ băng rộng lớn, xung quanh là một tòa băng sơn vĩ đại lóe sáng u lam,
bông tuyết không ngừng rơi xuống, rơi lên trên hồ nước thì biến mất không thấy, mỗi một bông tuyết rơi xuống, đều có từng con cá màu lam nhảy lên, ngăn cách thế giới băng tuyết. Lép hạ phi cơ trực thăng, dẫm lên tuyết đóng sâu hơn một thước, đi đến vùng đất bên cạnh băng nguyên, một tay đặt ở ngực quỳ một gối xuống. Lép đệ tử của Hải Thần Cung bái kiến Hải Vương Đại Nhân. Lép cao giọng nói. Giọng nói truyền đi rất xa, nhưng xung quanh không có một chút động tĩnh, vẫn yên tĩnh như cũ. Sắc mặt Lép khó coi, cao giọng nói. Lép đệ tử của Hải Thần Cung, mong Hải Vương Đại Nhân tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Lần này trong tất cả băng nguyên, gió lập tức ngừng lại, bông tuyết bay lượn trong không trung tinh xảo hơn. Sau đó mặc kệ là băng sơn, hồ băng, hay là băng nguyên trên bầu trời đều lắc lư, giọng nói uy áp, trầm thấp vang lên từ băng nguyên. Lép, lá gan của cậu không nhỏ, vậy mà còn dám tới nơi này. Giọng nói này mới vang lên, khe hở vĩ đại lan từ bên cạnh Lép ra xung quanh, chỉ trong chớp mắt đã mang Lép tới chỗ phi cơ trực thăng quân dụng đang chìm xuống. Hải Vương Đại Nhân tha mạng, chúng tôi phóng vũ khí tiên tiến ra đối phó người Hoa Hạ giết chết Hải Thần Đại Nhân, nhưng không giết được người kia. Hải Thần bị Mạc Phàm giết chết, không chỉ là đệ tử của Hải Vương, cũng là con do Hải Vương và một nữ đồ đệ sinh hạ ra. Hải Thần bị Mạc Phàm giết chết ở Hoa Hạ, Hải Vương khó mà không tức giận. Cái gì, người Hoa Hạ kia không chết sao? Vẻ mặt Hải Vương sửng sốt, ngạc nhiên nói. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Bóng dáng một lão giả người Nga râu bạc xuất hiện trên hồ băng. Theo ông ta xuất hiện, hồ băng mở ra, một tòa cung điện to lớn do nước đá tạo ra chậm rãi dâng lên, chiếm lấy hơn nửa hồ băng. Nga quốc nghiên cứu chế tạo vũ khí tiên tiến, là dùng kỹ thuật của Hải Thần nhất tộc, tất nhiên là ông ta có biết uy lực. Vũ khí như vậy mà không thể giết người Hoa Hạ kia. Không chỉ không giết được, tên tiểu tử kia còn hủy lượng lớn vũ khí tiên tiến trong không trung của chúng tôi. Còn tuyên bố cả Hải Thần Cung chúng ta quỳ tới Mạc Gia Hoa Hạ nhận sai, chuyện này mới tính là kết thúc. Lép chớp mắt, hắt hết nước bẩn lên trên người Mạc Phàm. Bảo Hải Thần Cung chúng ta quỳ đến Hoa Hạ sao? Lão giả nheo mắt lại, sắc bén tỏa ra bốn phía. Bốn phía, mấy tòa băng sơn lập tức nổ tung. Khẩu khí lớn thật, nếu không thì sao? Nếu chúng ta không đồng ý, một tuần sau cậu ta sẽ tới diệt sạch Hải Thần Cung chúng ta. Không để lại một ai. Lép thêm mắm thêm muối nói. Gan chó lớn thật, Hoa Hạ đã quên cảm giác rét lạnh mùa đông rồi à? Hải Vương tức giận nói. Dưới giọng nói này, trăm dặm xung quanh đều đang run lên. Đại nhân, nên xử lý tiểu tử Hoa Hạ này thế nào? Lép cảm nhận được phẫn nộ của Hải Vương, trong mắt ông ta hiện lên vui mừng hỏi. Lúc trước ông ta không muốn tới nơi này, chỉ vì sợ Hải Vương giết chết. Hiện giờ xem ra thuận lợi hơn ông ta nghĩ nhiều. Làm sao à, nhanh tập hợp tất cả Hải Thần Vệ và Hải Vương nhất tộc, tôi muốn tiểu tử này có đến mà không có về. Hải Vương vươn một tay ra, tam xoa kích màu lam xuất hiện trong tay ông ta dùng lực chém xuống đất. Trong phạm vi thế giới, bỗng nhiên mắt không ít người và yêu thú biến thành màu lam, nhìn về phía Hải Thần Cung. Cùng lúc đó, trong thư phòng một tòa cổ bảo ở châu Âu, có một người đàn ông mặc quần áo bá tước thời Trung Cổ, ngồi trên ghế khảm bảo thạch. Người đàn ông này nhìn như gần 30 tuổi, ngoại trừ trên hai gò má có một vùng da màu xanh tím da, thì có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Cho dù là như vậy, dáng vẻ anh tuấn, thành thục không biết quyến rũ bao nhiêu thiếu nữ, thiếu phụ, nhất là đôi mắt u lam, nhìn một cái có thể khiến người ta hãm sâu vào bên trong. Dưới chân ông ta là 7-8 mỹ nữ mặc lễ phục cao quý sụi lơ trên đất. Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy vàng giống như hôn mê. Trên cổ trắng nõn của bọn họ có hai lỗ tròn, giống như bị dã thú cắn, huyết khí màu đỏ bay từ trong ra, tụ lại trên chiếc ly bằng vàng bên tay phải người đàn ông, hóa thành chất lỏng màu đỏ đầy ly. Người đàn ông cầm lấy cái ly này, uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly. Chất lỏng vào bụng, trong chớp mắt dấu xanh tím trên mặt ông ta biến mất, trắng nõn giống như tiểu sinh hơn 20 tuổi. Bên cạnh người đàn ông này là quản gia mặc bộ đồ tuxedo, ông ta vội vàng bưng mâm cúi người đưa tới. Người đàn ông cầm khăn tay tơ vàng, lau chút vết máu ở khóe miệng, cầm lấy gương nhìn mặt mình một phen, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, tươi cười anh tuấn xuất hiện trên amuy. Cuối cùng cũng thức tỉnh hoàn toàn, nói đi, vì sao lại gọi tôi tỉnh lại? Người đàn ông bỏ khăn bằng tơ vàng xuống, hỏi một đám người cũng mặc trang phục quý tộc đứng hai bên.
Ông ta vốn chưa tới thời gian thức tỉnh, lại bị người ta thức tỉnh trước, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra. Dracula đại nhân, phía đông xuất hiện tiên nhân diệt thần điện. Một người đàn ông tóc dài màu vàng trong đó tiến lên trước một bước, nói. Tiên nhân, diệt thần điện, tiên nhân ở phía đông kia còn sống không? Dracula nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ nói. Đứng sau thần điện là thiên sứ, ông ta muốn hút khô máu trên người đám người của thần điện, đều e sợ bị đám thiên sứ kia tinh lọc. Tiên nhân ở phía đông chọc tới thần điện, kết quả cũng sẽ như vậy thôi. Tiên nhân ở phía đông kia vẫn còn sống, còn bảo thiên sứ thu hồi truyền thừa của thần điện. Hả? Vẻ mặt Dracula thay đổi. Một tiên nhân phương đông lại có uy lực cỡ này, đã không còn là vấn đề về thực lực mạnh nữa. Ông ta từng giao tế với thiên sứ vài lần, căn bản không có quá nhiều đạo lý có thể nói, chỉ cần nhiệm vụ của bọn họ là tiêu diệt sạch, cho dù cường thịnh mấy cũng sẽ ra tay, giống như là cỗ máy chiến tranh. Trừ phi địa vị của tiên nhân trên địa cầu này đã tới tầng rất cao, ví dụ như có thể lay động đến vua của thiên sứ, nếu không không có khả năng làm được bước này. Bởi vì khái niệm cấp bậc thiên sứ rất nghiêm trọng, chỉ nghe lệnh của nữ vương. Tiên nhân như vậy xuất hiện, quả thật cần gọi ông ta dậy. Còn chuyện gì khác không? Dracula hỏi. Tiểu tử hoa hạ kia không chỉ chặt đứt truyền thừa của thần điện, còn diệt phần lớn thực lực của hắc ám giáo đình chúng ta, trừ chuyện đó ra. Ba tháng trước chúng tôi sử dụng vũ khí tiên tiến với cậu ta, vậy mà người này vẫn còn sống. Người đàn ông tóc vàng hơi khó xử nói. Vũ khí tiên tiến sao? Dracula nhíu mày. Vampire bọn họ được xưng là có cơ thể bất tử, chỉ công kích thần thánh mới giết được ông ta. Nhưng ở dưới vũ khí tiên tiến, đời sau của ông ta cũng trực tiếp biến thành bột phấn. Tiên nhân hoa hạ này lại còn sống dưới vũ khí tiên tiến sao? Chỉ nghĩ một lát. Ông ta thoải mái hơn. Vampire khác không biết, nhưng ông ta biết rất rõ ràng. Ở thiên giới, thiên sứ nhất tộc và tiên nhân phương đông vốn đối đầu nhau, một tiên nhân phương đông có thể khiến thiên sứ thu lại truyền thừa, tuyệt đối không phải tiên nhân bình thường, có thể chống lại vũ khí tiên tiến cũng rất bình thường. Tiên nhân phương đông này có tu vi gì, biết không? Trên gương mặt anh tuấn của Dracula hiện lên vẻ nghiêm trọng, hỏi. Dựa theo cấp bậc tu luyện của phương đông bọn họ, tiên nhân phương đông này chỉ có tu vi thần cảnh, nhưng người trên thần cảnh cũng bị tiên nhân phương đông này giết chết. Tiên nhân hơn 20 tuổi chỉ có thần cảnh sao? Dracula nhíu mày, trước mắt lập tức sáng lên. Không sai, một ngày trước cậu ta tới vũ trụ, hủy hơn 10 vệ tinh của chúng ta. Người đàn ông tóc dài gật đầu. Dracula hơi nhếch miệng, cười tà khí. Ông ta tưởng rằng là tiên nhân hoa hạ cấp cao hơn bọn họ nhiều, không ngờ chỉ là tiên nhân còn chưa tới ngũ cấp. Tuy có thể giết tu sĩ ngũ cấp, nhưng không có ý nghĩa gì. Lúc ông ta tứ cấp cũng uống máu tươi của tu sĩ ngũ cấp, hiện giờ ông ta không chỉ là ngũ cấp, còn là ngũ cấp cao giai. Cậu ta ở chỗ nào, đã lâu rồi tôi không uống máu tiên nhân phương đông rồi. Hiện giờ cậu ta ở hoa hạ, một tuần sau cậu ta sẽ tới Hải Thần Cung ở Nga Quốc, nhưng mà đại nhân. Chúng ta có cần chuẩn bị một phen hay không, tên tiểu tử kia lông tóc không tổn hao gì ở dưới vũ khí tiên tiến mà. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ lo lắng. Mạc Phàm không bị thương dưới vũ khí tiên tiến, Dracula có thể đỡ được vũ khí tiên tiến hay không, bọn họ cũng không biết. Các người cảm thấy tôi không chống đỡ được vũ khí tiên tiến sao? Dracula cười lạnh lùng. Nếu Mạc Phàm là tiên nhân ngũ cấp trở lên, chắc chắn ông ta sẽ không có ý đồ với Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm chỉ có tứ cấp, ông ta giống như ngửi được hương vị máu tươi đã lâu. Còn vũ khí tiên tiến, đã lâu rồi Dracula này không xuất hiện, chỉ sợ đã có người quên khủng bố của ông ta. Ông ta đứng dậy, đôi cánh vĩ đại vươn từ sau lưng ông ta ra. Cánh khẽ vỗ, ông ta đã xuất hiện trên đỉnh chóp cổ bảo, biến mất vào sâu trong trăng tròn nhô cao. Dracula rời khỏi cổ bảo không lâu, liền truyền ra theo tin vệ tinh bị Mạc Phàm hủy diệt. Trong một giáo đường, một lão giả râu tóc bạc trắng dài tới tận eo mặc trường bào ma pháp, đi từ trong một cái gương ra. Trong rừng rậm nguyên thủy ở phía nam châu Âu, dưới một cây đại thụ mười mấy người vây quanh không hết đang có một đám người triệu hoán, một người đàn ông anh tuấn đi từ trong ra. Mà phía bắc châu Âu, trên một vùng hoang nguyên ít dấu chân người, một con bạch lang to hơn cả ngựa giống to một tiếng, bộ lông trên người nhanh chóng mất đi, đứng dậy. Những chuyện tương tự xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới,
sóng to gió lớn gợi ra. N. Hưng mà lúc này, trong sơn ngoại sơn mây mù lượn lờ, ở một vùng sâu trong phía tây, trong núi hoang được phong ấn. Mạc Phàm mang theo đám người Mạc gia, tông môn ẩn thế, hội ngũ lão đứng trước phong ma cốc ở sơn ngoại sơn. Mạc Phàm, cậu dẫn chúng tôi tới nơi này là muốn làm gì? Tần Vô Nhai nhìn chằm chằm trận pháp phong ấn phong ma cốc, nhíu mày hỏi. Trúc Thiên Cực đã mở một thông đạo ra, nhưng được bọn họ che lại rồi. Mạc Phàm nói dẫn bọn họ đi tăng tu vi, lại dẫn bọn họ đi tới nơi này. Cho các ông tăng tu vi. Mạc Phàm nhìn trận pháp phong ấn, lạnh nhạt nói. Ở nơi này sao? Sắc mặt đám ngũ lão, Tần Vô Nhai và Ngao Thiên đều thay đổi. Mạc Phàm, cậu chắc chắn tăng tu vi ở đây sao? Tần Vô Nhai hơi tức giận, xác nhận lại. Làm sao vậy, Âu Dương tỷ tỷ? Tiểu Vũ kéo áo Âu Dương Nhược Tuyết ở bên cạnh, hỏi. Âu Dương Nhược Tuyết nhìn thoáng qua trận pháp phong ấn bên ngoài phong ma cốc với vẻ e sợ, trên mặt hiện lên sợ hãi. Bên trong đều là vực ngoại thiên ma, một khi bị vực ngoại thiên ma nhập thể, tâm thần rất dễ thất thủ, hơn nữa bên trong đều là ma sát khí, hấp thu loại khí này nhập thể, rất dễ dẫn tới nội khí bạo loạn, tẩu hỏa nhập ma, tu sĩ tiến vào bên trong, nếu không mặc chiến y đặc biệt thì khó mà chống đỡ được lâu, tu vi cao cũng vô dụng, tu vi của thiên ma ở bên trong rất cao, người nào không cẩn thận đi vào, 8-9 phần 10 đều biến thành điên mà chết. Âu Dương Nhược Tuyết giải thích. Lúc trước cô từng tới đây chấp hành nhiệm vụ vài lần, cho dù mặc chiến giáp từ thời thượng cổ để lại, vẫn như có cảm giác rơi vào động ma, 10 phần thực lực dùng một nửa đã không tệ rồi. Thiên ma ở bên trong gần như vô khổng bất nhập, phàm là có chút lơ là, sẽ bị thiên ma xâm nhập như đón máy bay. Lần đầu tiên cô tiến vào, ở trong đó chưa tới một phút đã vội vàng rời đi, cho đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Âu Dương Nhược Tuyết giải thích như vậy, lúc này những người khác mới biết rõ. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ lúng túng. Vậy sao? Bọn họ không biết phong ma cốc, nhưng biết vực ngoại thiên ma và ma sát khí. Bình thường chỉ có một số ma tu mới lựa chọn tu luyện ở đây, nhưng trong 1000 ma tu, có một người không bị nổ tan xác đã không tệ rồi, còn một người thì có khả năng trở thành con rối bị thiên ma khống chế. Trong mắt mọi người hiện lên do dự, lập tức nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu có công pháp đặc biệt gì sao? Hiên Viên Vô Kỳ hỏi. Nếu Mạc Phàm đưa bọn họ tới đây, chắc chắn là có tính toán của mình, sẽ không để bọn họ tiến vào chịu chết. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, liếc mắt nhìn bên trong phong ma cốc một cái. Đây là một bộ công pháp tên là Ma Thiên Sát Tuyệt, chỉ cần các ông ngưng tụ sát, sẽ có thể chống đỡ thiên ma, hấp thu ma khí làm của mình, tuy ma sát khí nổ tung một chút, không những cô đọng thần hồn của các ông, rèn luyện cơ thể, còn có thể cô đọng linh khí của các ông. Tăng tu vi và thực lực của các ông trên phạm vi rộng. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, rất nhiều ngọc giản hắn đã chuẩn bị trước khi tới bay từ trong tay hắn ra, bay về phía những người khác. Lúc hắn nhìn thấy những thiên ma kia, liền nghĩ tới bộ công pháp này. Tuy thiên ma có thể mê hoặc lòng người, nhưng đồ tốt nhất để tu luyện thần hồn cũng là thiên ma, bởi vì thiên ma là đá thử vàng thần hồn mạnh yếu. Tuy ma sát khí hung hiểm, nhưng lợi dụng thì có thể tăng tu vi bạo nguyên đan và phá giai đan, còn có thể rèn luyện cơ thể. Ma Thiên Sát Tuyệt là dùng thiên ma và ma sát khí ngưng tụ ra sát y, tách thiên ma và ma sát khí ra, do đó đạt được công hiệu như vậy. Hơn nữa sát y này còn có công hiệu đặc biệt. Mọi người ở đây đều nhướng mày, vội vàng lấy ngọc giản ở trước người, phóng một chút thần hồn vào bên trong, trước mắt bọn họ đều sáng lên. Nhất là đám ngũ lão và Tần Vô Nhai. Tu vi của bọn họ cao hơn những người khác nhiều, tất nhiên nhãn lực cũng độc ác hơn không ít. Tuy bộ công pháp này cấp tiến một chút, nhưng tác dụng kinh người, chỉ cần ngưng tụ ra sát y, số lượng giết thiên ma càng nhiều sẽ càng tăng cấp, lực tinh thần cũng càng mạnh, tu vi cơ thể và linh khí cũng nước lên thì thuyền lên. Không chỉ tăng tu vi, còn có trợ giúp rất lớn đối với đột phá bình cảnh. Côn pháp này không tệ thật, nhưng sát y này cũng không dễ ngưng tụ như vậy. Nếu không có chiến y của tông môn ẩn thế và yêu tộc chúng tôi, mấy lão gia hỏa chúng tôi chưa chắc đã ngưng tụ được sát y, những người khác đi vào sẽ chết, căn bản không có khả năng ngưng tụ sát y. Tần Vô Nhai nói, thực lực của bọn họ cao hơn một chút, nhưng thời gian ở bên trong cũng có hạn, chưa chắc đã ngưng tụ được sát y. Chuyện này thì đơn giản. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nếu hắn lấy công pháp này ra,
tất nhiên sẽ không để bọn họ mạo hiểm chịu chết. Hắn đi tới trước phong ma cốc, một quyền đánh lên trận pháp phong ấn. Dầm một tiếng, trận pháp phong ấn như thủy tinh bị đánh một đòn nghiêm trọng, tràn đầy khe hở. Ngay sau đó phong ấn bị phá vỡ hoàn toàn, thiên ma và ma sát khí chen chúc mà ra. Trong chớp mắt nhiệt độ xung quanh tăng lên nhiều, khí tức vô cùng chán ghét khiến người ta sởn gai ốc xuất hiện. Trong đó có 8 thiên ma nhìn thấy đám tiểu vũ, không do dự xông tới. Đối với bọn họ mà nói, tu sĩ càng nhỏ tuổi càng dễ bị ăn mòn. Không đợi mấy thiên ma và ma sát khí tới người những người khác, cửu chuyển kim đan trong cơ thể hắn nhất chuyển, ánh sáng ngũ sắc trên người hắn lập tức sáng lên. Thiên ma và ma sát khí lập tức dừng lại, không nhúc nhích. Một tay hắn nắm lấy 8 thiên ma, tay còn lại nắm đám ma sát khí ném cho đám ngũ lão hiên viên vô kỳ, Ngao Thiên, Tần Vô Nhai và Giang Thành. Các ông tới trước, tôi sẽ hộ pháp cho các ông, những người khác đứng một bên nhìn, nhìn xong thì từng người ngưng tụ sát y. Mạc Phàm thản nhiên nói, 8 người cũng không chần chừ nữa, bọn họ lấy ngọc giản ra tham ngộ kỹ càng ma thiên sát tuyệt một lần, bắt đầu ngưng tụ sát y. Nguy hiểm lớn nhất trong phong ma cốc là thiên ma có ở khắp mọi nơi, hơi phân tâm một chút sẽ bị ăn mòn, hơn nữa ma sát khí sẽ tự động nhập một cách dũng mãnh vào trong cơ thể bọn họ. Hiện giờ thiên ma và ma sát khí đều bị Mạc Phàm khống chế, lại có Mạc Phàm hộ pháp, nguy hiểm đối với bọn họ đã giảm xuống mức thấp nhất. Mấy người tham ngộ không lâu, lấy Ngao Thiên cầm đầu, 8 người lần lượt vận chuyển ma thiên sát tuyệt, ma văn màu đen xuất hiện trên người bọn họ, chậm rãi bao phủ bọn họ hoàn toàn. Lực hút cuồng bạo, cường hoành xuất hiện. Thiên ma ở trước người hắn cảm nhận được lực lượng này, giống như điên rồi muốn chạy ra ngoài, nhưng cơ thể bị Mạc Phàm giam cầm, căn bản không thể tránh thoát, chỉ có thể bị đám Ngao Thiên hấp thu vào trong cơ thể cùng với ma sát khí. Một tiếng sau, một tầng sát y màu xám nhạt xuất hiện bên ngoài người 8 người. Tuy chỉ là một thiên ma và một chút ma sát khí, nhưng trước mắt 8 người sáng hơn trước rất nhiều, trong khí tức cũng có thêm vài phần nguy hiểm. Phải biết rằng đến cảnh giới của bọn họ, muốn tăng tu vi khó hơn người khác rất nhiều, nhất là lực thần hồn, loại công pháp này đã hiếm càng thêm hiếm, chỉ là một tầng sát y đã khiến bọn họ cảm nhận được khác biệt, công pháp này đúng là không tầm thường. Ý niệm của Ngao Thiên vừa động, sát y trên người ông ta co lại, biến thành một tấm khiên màu xám và một thanh đao. Thanh đao và tấm khiên nhìn còn rất mỏng, kém pháp khí rất nhiều, nhưng mang theo khí tức khiến người ta vô cùng chán ghét. Đám hiên viên vô kỳ vội vàng thử một lát, tất cả sát y đều biến thành vũ khí theo mong muốn của bọn họ. Sát y này còn có thể hóa hình theo ý mình sao? Âu Dương Nhược Tuyết kinh ngạc nói. Không chỉ có thể hóa hình theo ý mình, ngưng tụ sát y còn có tất cả uy lực của thiên ma và ma sát khí. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, lạnh nhạt nói. Một khi sát y ngưng tụ thành thực thể, uy lực không kém gì pháp bảo, cho dù không thành thực thể. Cũng là một lá bài chưa lật, không chỉ tấn công thần hồn của đối thủ, còn có thể khiến khí huyết trong cơ thể đối thủ hỗn loạn. Cho nên ma thiên sát tuyệt cũng rất nổi tiếng ở tu chân giới, nhất là trong đám chiến tu, công pháp này được xem như là chí bảo. Mạc Phàm cầm ra liên tục một số thiên ma và ma sát khí, do đám Ngao Thiên hộ pháp, để những người còn lại ngưng tụ ra sát y. Những người còn lại quan sát đám Ngao Thiên ngưng tụ sát y, lại thấy tác dụng của sát y, cả đám nóng lòng muốn thử. Chỉ tới giữa trưa, trên người mọi người ngưng tụ ra một tầng sát y. Đi vào thôi, trước tiên có thể hoạt động ở tầng ngoài, chú ý tỷ lệ hút vào thiên ma và ma sát khí, nếu gặp nguy hiểm thì lập tức rời đi, trước đó lấy ngưng kết sát y làm mục đích, đợi sát y ngưng kết xong thì tăng tu vi trên phạm vi rộng. Mạc Phàm an bài. Bọn họ chỉ ngưng tụ một tầng sát y, uy lực có hạn, đợi sát y ngưng tụ tới tầng 9 trở lên, vậy thì khác rồi. Anh không đi cùng mọi người sao? Tiểu Vũ chớp mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái hỏi. Anh cũng đi vào, nhưng sẽ tới nơi sâu hơn, cho nên nhớ chú ý an toàn, nếu có nguy hiểm nhớ gọi anh chắc chắn sẽ xuất hiện. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên nhu hòa, véo má Tiểu Vũ nói. Tất nhiên là hắn sẽ đi vào, hắn muốn lấy một thứ ở bên trong. Khi nói chuyện ý niệm của hắn vừa động, thiên ma và ma sát khí cuốn vào trong cơ thể hắn. Sát y 9 tầng xuất hiện trên người hắn. Sư phụ người yên tâm đi, lần này có con ở đây, sẽ không để Tiểu Vũ bị thương. Chu Hiệt thề son sắt. Anh, Chu tỷ tỷ, lần này em muốn dựa vào bản thân em,
em cũng phải trở nên mạnh như anh trai, sau đó bảo vệ mọi người. Tiểu Vũ nắm chặt đôi tay, nói. Mạc Phàm vui mừng, sờ đầu Tiểu Vũ. Trải qua tai nạn lần trước, không thể không nói nhà đầu này trưởng thành hơn không ít. Trong này có một số pháp thuật, bí pháp, còn có một số phương pháp giải quyết một số chuyện gặp phải ở trong ma vực, cất thứ này đi là có thể đi vào. Mạc Phàm lấy ngọc giản ra, ném cho những người khác. Sở dĩ hắn có thể mạnh hơn những người khác, pháp thuật, bí pháp là rất quan trọng. Những pháp thuật, bí pháp này là hắn chuẩn bị trước khi tới đây, không tính là gì đối với hắn, nhưng có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn đối với những người khác, thậm chí còn là chí bảo. Người ở đây cho dù không phải là người Mạc gia, cũng coi như đứng về phía Mạc gia, cho bọn họ một số pháp thuật, bí pháp để tăng thực lực sẽ có lợi với Mạc gia, không có chỗ hại. Đám hiên viên vô kỳ nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Công pháp mà Mạc Phàm đưa, hơn phân nửa là công pháp của tu chân giới. Công pháp như vậy bọn họ chỉ có một hai bộ, Mạc Phàm tiện tay lấy ra lại có nhiều như vậy. Bọn họ nhìn Mạc Phàm một lát, vẫn cất ngọc giản đi. Đây là nguyên liệu mà cậu bảo chúng tôi tìm kiếm, có thể thu thập được đều ở bên trong, chúng tôi đi vào trước thanh lý một vùng. Hiên viên vô kỳ lấy một cái nhẫn chữ vật ra đưa cho Mạc Phàm, muốn đi vào trong ma vực. Mạc Phàm cất nhẫn đi, đang định đi vào trong ma vực thì cách đó không xa truyền tới giọng nói chanh chua. Tôi đang hỏi là ai đụng vào phong ấn ở phong ma cốc, hóa ra là Tần tông chủ, hình như gần đây tông môn ẩn thế rất có hứng thú với nơi này. Lần trước là thần sứ Trúc Thiên Cực mở ra, lần này lại là Tần tông chủ, chẳng lẽ bên trong có bảo vật gì sao? Mọi người nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Mạc Phàm cũng nhìn theo, chỉ thấy một đoàn hơn 10 người mặc chiến giáp màu đen, đứng phía sau một người thanh niên tuấn lãng, mi thanh mục tú. Người vừa nói chuyện là một người vạm vỡ đứng sau người thanh niên kia, khoảng 30 tuổi, có mái tóc màu xám dài, trên khóe mắt có một vết sẹo từ trán trái tới khóe miệng bên phải. Cả người nhìn tà dị lại hung hãn, giống như con sói đang đói. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Ngao Thiên và một đám long tộc ở phía sau ông ta nhìn thấy đám người này, trong mắt lập tức xuất hiện tức giận. Là các cậu à? Đám người này không phải ai khác, đúng là yêu tộc ở hải ngoại hải. Người cầm đầu là yêu Hoàng Phượng Cửu, phía sau anh ta là chín đại yêu vương. Người vừa nói chuyện là lang vương trong chín đại yêu vương, Đoàn Lãng. Vì 10 người này mà ông ta bị Long Ngạo Thiên lấy Long Châu, sau khi Ngao Sương bỏ chạy về hải ngoại hải thì bắt Ngao Sương giao cho Long Ngạo Thiên. Ngao Thiên, tôi nghe nói ông khôi phục thực lực, không ngờ ông khôi phục thực lực thật, đây là nhặt được xít chó ở kênh rạch sao. Đoàn Lãng nghe thấy giọng Ngao Thiên thì khẽ nâng mí mắt, cười trêu tức nói. Đoàn Lãng, cậu không phục à, không phục thì có thể thử một lần. Sắc mặt Ngao Thiên khó coi nói. Không cần. Nhặt được thực lực ở trong kênh rạch, tôi thà không chui vào hố nước đục này thì hơn. Đoàn Lãng lắc đầu cười nói. Đoàn Lãng, cậu muốn chết à? Ngao Thiên rút trường kiếm ra, long ảnh cửu đầu lập tức xuất hiện ở phía sau, tiếng long ngâm tràn ngập lửa giận lập tức vang lên. Không đợi Ngao Thiên ra tay, Mạc Phàm nhìn lướt qua những người khác. Ngoại trừ người Ngao ra, những người khác đều vào cả đi, chúng tôi sẽ vào theo nhanh thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đám Phượng Cửu và Đoàn Lãng nhíu mày, bọn họ đều nhìn về phía Mạc Phàm, lắc đầu cười. Người như các cậu cũng muốn vào phong ma cốc, các cậu điên rồi à? Đoàn Lãng nói với vẻ khinh thường. Anh ta không nhìn thấy đám hiên viên vô kỳ đi vào, lại không thấy đám Mạc Phàm mặc chiến y đi vào, cho nên anh ta không biết Mạc Phàm có thể sống đi ra. Mọi người không thèm để ý tới Đoàn Lãng, từng người đi vào trong phong ma cốc. Rất nhanh một đám người chỉ còn lại Mạc Phàm và đám Ngao Thiên. Sắc mặt Đoàn Lãng khó coi, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ, nhưng chỉ trong phút chốc liền khôi phục như thường. Sinh tử của đám người này không liên quan tới anh ta, tốt nhất là đám Tần Vô Nhai chết ở bên trong, sau này Sơn Ngoại Sơn và Hải Ngoại Hải đều của yêu tộc. Đợi người cuối cùng tiến vào phong ma cốc, lúc này Mạc Phàm mới lạnh lùng nhìn đám Phượng Cửu. Chuyện Ngao Thiên bị yêu hoàng đuổi khỏi hải ngoại hải đưa cho Long Ngạo Thiên hắn có biết, nhưng hắn còn chưa tới hải ngoại hải tìm yêu hoàng tính sổ, hắn cũng chưa chắc sẽ đi, dù sao yêu hoàng vì tự bảo vệ mình cũng không làm gì sai. Nếu sai cũng chỉ là Ngao Thiên nhận sai người, làm bạn với đám người này. Nhưng đám người này lại tự tìm tới cửa, còn chủ động khiêu khích. Anh mới nói tu vi của ai nhặt từ trong kênh rạch về.
Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đoàn Lãng hỏi. Thế nào, tiểu tử, cần tôi lặp lại lần nữa sao? Đoàn Lãng cười khinh thường, trên mặt đều là châm chọc. Một tiểu tử nhân loại dám nói chuyện với anh ta như vậy, vừa rồi anh ta chào phúng Tần Vô Nhai, Tần Vô Nhai cũng không dám phản bác, chuyện này đủ để chứng minh thân phận và địa vị của anh ta. Không cần, yêu đan của anh tôi nhận, anh tìm một chỗ nhặt về thử xem. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Những lời này vừa vang lên, Đoàn Lãng kêu lên đau đớn, một hạt châu màu xám to bằng nắm tay trẻ con bay từ ngực anh ta ra, bay tới trước người Mạc Phàm. Một lỗ máu cỡ quả đấm xuất hiện ở giữa ngực Đoàn Lãng, máu tươi chảy ròng ròng. Ở đây bao gồm cả đám Ngao Thiên bên trong, tất cả đều sửng sốt. Mạc Phàm ra tay liền lấy yêu đan của Đoàn Lãng, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước nào. Vẻ mặt Đoàn Lãng ngẩn ra, chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cơ thể không ngừng co giật, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy hung ác. Tiểu tử, cậu! Mạc Phàm lấy viên yêu đan kia, trên tay hơi dùng lực, yêu đan lập tức bị nghiền nát. Yêu đan bị nghiền nát hóa thành vô số quang hạt, bay về phía Ngao Thiên và đám đệ tử U Châu. Khi bay tới xung quanh đám Ngao Thiên, lập tức hóa thành yêu khí tinh thuần chui vào trong cơ thể đám Ngao Thiên. Đám Ngao Thiên hơi sửng sốt, trong chớp mắt lửa giận trong mắt biến mất không còn, mỗi người đều ra sức hấp thu những yêu khí này. Chỉ trong phút chốc, yêu đan của yêu vương đã bị đám Ngao Thiên hấp thu sạch. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Đoàn Lãng khó coi tới cực hạn. Anh ta tu luyện rất lâu mới có được yêu đan như vậy, cứ thế bị đám Ngao Thiên hấp thu hết rồi. Chỉ trong chớp mắt, vẻ đắc ý trên mặt mấy yêu vương khác đứng sau Phượng Cửu biến mất không còn, ánh mắt cả đám tràn đầy kiêng kỵ nhìn Mạc Phàm. Bởi vì chuyện Mạc gia, sơn ngoại sơn tổn thất rất nghiêm trọng, bọn họ cảm nhận được phong ma cốc bị người ta mở ra, thứ nhất là tới xem xét phong ấn, thứ hai là muốn trêu đùa đám tu sĩ nhân loại ở sơn ngoại sơn. Bọn họ chưa từng ngờ tới, chỉ nói mấy câu một yêu vương bị phế đi. Hơn nữa ngón tay Mạc Phàm đều không cử động một phen, chỉ là một câu nói. Trước người Đoàn Lãng, Phượng Cửu nhíu chặt mày, trong đôi mắt xuất hiện lên giận dữ. Cậu là thần sứ mới tới của sơn ngoại sơn sao? Trúc Thiên Cực đã chết, khả năng người trước mặt này là tân thần sứ cao hơn. Mạc Phàm không để ý tới Phượng Cửu, một tay vươn ra nắm lấy Đoàn Lãng. Chiến giáp màu đen trên người Đoàn Lãng nhanh chóng phân giải, biến thành một đám khí đen, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp cách người Mạc Phàm không xa. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, nhìn thoáng qua khí đen kia, ném bừa một cái, hắc giáp rơi xuống mặt đất. Không biết chiến giáp này dùng phương pháp gì để ngưng tụ, có chút tương tự với sát y do Ma Thiên Sát Tuyệt ngưng tụ ra, nhưng cấp thấp hơn nhiều. Chỉ có thể chống đỡ thiên ma và ma sát khí nhập thể, không thể tăng tu vi, còn cản trở rất nhiều. Tôi muốn đi vào nơi này mấy người còn có ý kiến không? Lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía Phượng Cửu, lạnh giọng hỏi. Nơi này là cấm địa liên quan tới an nguy của Hoa Hạ, ngoại trừ người phụ trách an toàn nơi này ra, người không liên quan không thể tiến vào. Phượng Cửu nhíu mày, trầm giọng nói. Tôi nhất định phải đi vào, cần giết anh trước sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Giọng nói của hắn rất thờ ơ, giống như giết người chỉ gật đầu là được. Phượng Cửu nheo mắt lại, trong mắt xuất hiện sắc bén. Nhưng không đợi anh ta mở miệng, một đại hán cao to ở phía sau Phượng Cửu đã không nhịn được rồi. Lớn mật, tiểu tử nhân loại, cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? Tiểu tử này đứng ra chỉ nói một câu đã phế Đoàn Lãng, bây giờ lại dám nói với Phượng Cửu như vậy. Chỉ là một nhân loại, cho dù thực lực mạnh tới đâu, cũng quá hung hãn rồi. Tiểu tử nhân loại sao, tôi họ Mạc tên Phàm, anh có vấn đề gì không, tôi cần phải biết anh ta là ai à? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc đại hán này một cái, hỏi. Hắn vừa nói những lời này, đại hán vừa nói những lời vừa rồi ra khỏi miệng lập tức nuốt nước bọt. Họ Mạc tên Phàm, không có thứ gì có uy lực hơn bốn chữ này. Ngay cả Đoàn Lãng cũng sửng sốt, trong chớp mắt phẫn nộ ở trong mắt tiêu tan, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Đừng nói là anh ta hung hãn trước mặt Mạc Phàm, ngay cả đại tu sĩ ở đại tông môn tu chân giới tới cũng vì diệt Mạc gia. Bị Mạc Phàm giết nhiều lần như vậy, cuối cùng mới bị Mạc Phàm tiêu diệt. Mạc Phàm ra tay chỉ phế tu vi của anh ta, đã là kết quả tốt lắm rồi, nếu không không chỉ là chuyện yêu đan của anh ta bị nát. Không còn vấn đề gì nữa à?
Mạc Phàm thấy đại hán kia không dám lên tiếng nữa, hỏi. Nếu không còn vấn đề gì, vậy chúng tôi vào nhé. Mạc Phàm nói tiếp. Đám đoàn lãng câm như hến, nhìn về phía Phượng Cửu. Mạc Phàm là người cấp bậc này, đã không tới lượt bọn họ nói chuyện. Chúng tôi không còn vấn đề gì nữa, nếu là Mạc tiên sinh thì cứ việc tiến vào phong ma cốc, nhưng Mạc tiên sinh phải cẩn thận một chút, thiên ma và ma sát khí ở bên trong cũng không dễ đối phó như vậy. Phượng Cửu chỉ nhíu mày một lát liền giãn ra, hơi cúi người với Mạc Phàm, ôm quyền nói. Phượng Cửu vừa mới nói xong, sắc mặt đám đoàn lãng hiện lên mất mát. Đường đường là yêu hoàng, cao thủ đến từ yêu tộc ở yêu giới, vậy mà cũng cúi đầu trước mặt Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc mọi người khôi phục như lúc ban đầu. Phong Vô Duyến và Trúc Thiên Cực có thân phận tương đồng với Phượng Cửu, toàn bộ đều chết trên tay Mạc Phàm, địa vị của Long Tuyệt còn trên Phượng Cửu, vẫn bị giết như cũ. Phượng Cửu lựa chọn đúng rồi, người như Mạc Phàm, nếu không lưu lạc tới Bình Dương thì đừng trêu chọc vẫn hơn. Anh không có vấn đề, vậy tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phượng Cửu nhíu mày, mồ hôi tinh mịn xuất hiện trên trán anh ta. Mạc tiên sinh có vấn đề gì, Phượng Cửu nhất định chi vô bất ngôn. U Châu là địa bàn của Ngao Thiên đúng không? Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy. Mắt Phượng Cửu đảo liên tục, gật đầu. Anh có biết Ngao Thiên là người của Mạc gia tôi không? Không biết. Phượng Cửu do dự một lát, lắc đầu. Mạc Phàm lắc đầu, tất nhiên Phượng Cửu có biết quan hệ giữa Mạc gia và Ngao Thiên, chỉ là sợ chết mà thôi. Hắn không có ý so đo với Phượng Cửu, nói tiếp. Bây giờ tôi nói với anh, Ngao gia cũng là Mạc gia tôi, U Châu cũng là của Mạc gia tôi, anh có thể nhớ kỹ không? Phượng Cửu nhất định ghi nhớ trong lòng. Nếu sau này người Mạc gia chúng tôi và người Ngao gia tới U Châu, gặp phải yêu tộc khác cản trở hoặc đuổi bọn họ đi, hay có người bất kính với bọn họ, tôi sẽ giết anh, hay là khiến cả hải ngoại hải biến thành huyết hải đây. Mạc Phàm nheo mắt lại, giọng nói trầm xuống. Tuy Phượng Cửu không làm sai, nhưng nếu gặp được Phượng Cửu ở đây, vậy không thể không làm gì. U Châu là của Ngao gia, bọn họ không muốn đi, ai có thể đuổi bọn họ đi đây, người nào động vào người đó chết. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, nếu có người dám làm chuyện này, Phượng Cửu tôi sẽ giết người đó trước tiên. Phượng Cửu vội vàng nói. Lúc Mạc Phàm bộc lộ thân phận, anh ta đã cảm thấy không ổn rồi. Tuy đây là lần đầu tiên anh ta gặp Mạc Phàm, nhưng với hiểu biết của anh ta về Mạc Phàm sẽ không thờ ơ chuyện anh ta đưa Ngao Xương cho Long Ngạo Thiên. Tốt nhất là không xảy ra, nếu không tôi sẽ lấy hết yêu đan yêu hỏa của anh, sau đó ném anh vào trong ổ gà. Tôi nói được là làm được, anh không nghi ngờ chuyện này đấy chứ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sẽ không, sẽ không. Phượng Cửu vội vàng nói, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán anh ta xuống. Chúng ta đi. Mạc Phàm nói với đám Ngao Thiên. Nói xong hắn đi qua phong ấn vào bên trong phong ma cốc. Dạ. Ngao Thiên hơi cúi người với Mạc Phàm, dẫn theo một đám người Ngao ra vào trong. Đám Mạc Phàm biến mất vào trong phong ma cốc. Rất lâu sau đám Phượng Cửu mới thở phào nhẹ nhõm, từng đôi mắt đều nhìn bên trong phong ma cốc với vẻ e sợ. Đại nhân, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao, Ngao Thiên có chỗ dựa là Mạc gia, cứ tiếp tục như thế, không lâu sau cả hải ngoại hải sẽ thành của Ngao Thiên mất. Đoàn lãng không cam lòng nói. Anh ta đường đường là một yêu vương, chỉ nói mấy câu đã bị phế tu vi, nếu anh ta cam tâm, vậy anh ta không phải là yêu vương rồi. Hiện giờ anh ta còn duy trì được hình người. Một lát nữa không có đan dược, sẽ biến thành yêu lang linh trí và tu vi về không? Phượng Cửu nhíu mày, anh ta im lặng một lát. Cậu còn muốn thế nào nữa, muốn tôi giống như cậu à? Chuyện này, sắc mặt đoàn lãng khó coi, không nói gì nữa. Nhưng chuyện này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, anh ăn thứ này trước, duy trì hình người. Phượng Cửu lấy một bình ngọc ra, đưa cho đoàn lãng. Anh ta đường đường là yêu hoàng. Bất luận là lúc nào đều làm nhân loại e sợ, vậy mà một nhân loại khiến anh ta thấp kém như vậy, từ tận đáy lòng anh ta đều là từ chối. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Đoàn lãng nhướng mày, nhận lấy bình ngọc, anh ta vội vàng nuốt đan dược xuống. Một lát sau, không chỉ vết thương chỗ ngực anh ta nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đoàn lãng duy trì nhân thân. Cười âm hiểm hỏi. Chúng ta đừng sốt ruột,
sẽ có người đối phó Mạc Phàm. Phượng Cửu nheo mắt lại, trong mắt lộ ra sắc lạnh, nói. Anh muốn nói tới Hải Thần Cung ở Nga Quốc, Hải Vương vẫn luôn ngủ say thức tỉnh sao? Đoàn Lãng nhướng mày hỏi. Sở dĩ Nga Quốc phát triển trở thành đại quốc đương thời, là vì sau lưng có Hải Thần. Ngoại trừ các thế hệ Hải Thần ra, phía sau Hải Thần còn có Hải Vương càng cường đại hơn. Nghe nói Hải Vương là biển sâu rộng lớn duy nhất rơi xuống địa cầu, không giống Hải Thần chỉ có một phần huyết mạch biển sâu rộng lớn, ông ta là biển sâu rộng lớn chân chính, người sáng tạo ra đại hải trong truyền thuyết. Số lần ông ta thức tỉnh không nhiều, một lần là Napoleon sắp công chiếm Nga Quốc, giáng xuống băng tuyết, lần thứ hai là đại chiến thế giới, hai lần đều khiến Nga Quốc chiến thắng một cách kỳ tích. Ở mặt ngoài chỉ là khiến Nga Quốc rét lạnh, nhưng chỉ những cao thủ ngoại quốc bị Hải Vương tiêu diệt mới biết, còn đáng sợ hơn rét lạnh. Hải Vương đã tỉnh, nhưng không chỉ có Hải Vương, những người ở châu Âu cũng tỉnh lại theo, trải qua thời gian tu dưỡng lâu như vậy, thực lực hẳn là khôi phục tới đỉnh phong. Phượng Cửu lạnh lùng nói. Thân là yêu hoàng, anh ta có được năng lực khống chế lục hải vạn triệu động vật sinh linh. Từ ngày anh ta hàng lâm hải ngoại hải địa cầu, đã thông qua năng lực này bố trí mạng lưới thông tin ở khắp nơi trên địa cầu. Một khi những cao thủ ngủ say này tỉnh lại, anh ta sẽ biết được tin. Trước đó không lâu, anh ta đã nhận được tin những người này đã tỉnh lại. Nhưng sau khi những người này tỉnh lại có một khoảng thời gian suy yếu, ví dụ như Dracula thủy tổ của Vampire, ông ta cần lượng lớn máu xử nữ để khôi phục thực lực và tổ chức lại trí nhớ của ông ta. Tuy những người khác với Dracula, nhưng cũng cần trải qua nghi thức tương tự. Tính toán thời gian, đám Dracula cũng thức tỉnh hoàn toàn rồi. Một khi bọn họ khôi phục hoàn toàn, chắc chắn mục tiêu là Mạc Phàm người phá vỡ cân bằng. Có những người này tới đây, bọn họ hoàn toàn có thể ngồi yên xem hổ đấu. Những người đó đã tỉnh lại, Mạc Phàm cũng kiêu ngạo không được mấy ngày đâu, quả thật chúng ta không cần ra tay. Vẻ mặt Đoàn Lãng sửng sốt, trên mặt lập tức xuất hiện tươi cười đắc ý. Những người này tồn tại, người nào cũng là thần thoại, thực lực vô cùng lợi hại. Hải Vương đã đủ khiến Mạc Phàm no nước, nếu cộng thêm mấy người khác nữa, Mạc Phàm sẽ đến ngày tận thế. Không phải chúng ta không ra tay, còn phải ra tay một phen. Trong mắt Phượng Cửu hiện lên hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói. Đám Hải Vương báo cửu của đám Hải Vương, bọn họ cũng có cửu của bọn họ phải báo. Vừa rồi Mạc Phàm khiến anh ta ăn nói khép nép như vậy, tất nhiên anh ta không thể ngồi nhìn Mạc Phàm chết đơn giản như vậy. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Đoàn Lãng và mấy yêu vương khác nhíu mày, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Thực lực của bọn họ không bằng Mạc Phàm, nhưng tư thái của Mạc Phàm khiến bọn họ nén giận đã lâu. Nếu có cơ hội báo thù, vẫn nên báo thù cho mình thì hơn. Chuyện này như xem phim hành động tình yêu và tự vác súng ra trận, cảm giác sảng khoái hoàn toàn là không cùng một cấp bậc. Ném thứ này vào trong phong ma cốc đi. Phượng Cửu lấy một tảng đá màu đen ra, nói. Thiên ma thạch. Trước mắt những người khác sáng lên, nói. Thiên ma thạch là kết tinh năng lượng của thiên ma, trên người thiên ma bình thường không có thứ này. Chỉ giết thiên ma cấp cao mới có khả năng đạt được thiên ma thạch. Nếu ném thứ này vào trong phong ma cốc, sẽ lập tức hấp dẫn thiên ma trong 100 mét quanh đây, do đó dẫn phát ra ma triều. Bởi vì cho dù là thiên ma cấp cao, cũng không có sức chống cự với thứ này, hiệu quả còn hơn dẫn ma hương nhiều. Đương nhiên trình độ chân quý tới mức dẫn ma hương cũng không thể so được, trên người anh ta chỉ có một viên này. Mạc Phàm dẫn theo nhiều người vào phong ma cốc như vậy, tuy không mặc hắc giáp, nhưng phần lớn là có chỗ dựa. Nhưng nếu dẫn phát ra đại quy mô ma triều ở trong phong ma cốc, xem Mạc Phàm có thể khống chế được cục diện hay không. Ma triều bùng nổ, phàm là ma triều xảy ra, tu sĩ đi vào cho dù mặc hắc giáp cũng không thể sống sót. Không sai. Phượng Cửu cười âm hiểm gật đầu. Một khi thiên ma thạch bị thiên ma nuốt vào, cho dù Mạc Phàm cảm nhận được không đúng, cũng không tra được tới chỗ bọn họ. Đại nhân cao minh, tôi lập tức đi bắt mấy thiên ma tới, đại hán uy vũ kia cười, muốn vào trong phong ma cốc. Không cần phải phiền phức như vậy. Phượng Cửu cười lạnh lùng, ngăn cản. Người của bọn họ tiến vào phong ma cốc trái lại sẽ khiến người ta hoài nghi, một khi bị Mạc Phàm phát hiện, vậy thì không dễ làm rồi. Có khả năng đám Hải Vương còn chưa đối phó Mạc Phàm, bọn họ đã bị Mạc Phàm giết trước rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đoàn Lãng hỏi.
Nếu đặt thiên ma thạch ở vùng đất bên cạnh, quy mô ma triều sẽ nhỏ hơn nhiều, ném vào sâu trong phong ma cốc thì khác. Mấy cậu quên tôi là ai sao, đi ra cho tôi. Phượng Cửu hơi nhếch miệng, trà chân. Trên mặt đất, một đám chùa to như con thỏ chui từ trong hầm ngầm ra, trên người bọn chúng đầy vảy. Những con chuột này vừa xuất hiện liền cúi đầu với Phượng Cửu, phục phục ở trên đất, dáng vẻ vô cùng cung kính. Địa ma thử, có con này mang thiên ma thạch vào phong ma cốc thay, sẽ bớt việc đi nhiều. Trước mắt những người khác sáng lên, hiểu ra nói. Đây là ma thú rất bình thường ở trong phong ma cốc, có định lực miễn dịch nhất định với thiên ma. Tuy là ma thú, coi như là yêu tộc, nhưng những yêu vương bọn họ có lực uy hiếp trời sinh với mấy con này. Phượng Cửu chấn nát thiên ma thạch thành khối nhỏ, mỗi một mảnh đều dùng kình khí bao phủ, để mấy địa ma thử kia nuốt xuống. Đi đi! Anh ta khẽ quát một tiếng, mấy địa ma thử kia chui xuống nền đất, đào vào trong phong ma cốc. Đám Phượng Cửu cười đắc ý, xoay người rời đi. Bên trong phong ma cốc, Mạc Phàm và đám Ngao Thiên dừng lại bên cạnh một tiểu hồ. Nơi này khác biệt thật lớn đối với bên ngoài. Một người tên là Ngao Nhật con trai Ngao Thiên đi tới bên hồ nước, hơi bất ngờ nói. Trái lại anh ta có biết về phong ma cốc, nhưng đây là lần đầu tiên tới nơi này. Nhìn từ bên ngoài phong ma cốc như một bãi tha ma, ngoại trừ cây khô, quả đen, con chuột ra, thì không còn vật sống gì khác. Nhưng sau khi đi vào lại có dáng vẻ khác, không chỉ chim hót hạc kêu, thú chạy thành đàn, còn có non xanh nước biếc, xuân cơ rào rạt, giống như tiên cảnh nhân gian. Quả thật khác biệt, chẳng qua là vì anh bị mê hoặc rồi. Mạc Phàm vung tay lên. Xung quanh lập tức như mặt ngoài bức tranh được cuộn lại, bộ mặt thật được lộ ra. Không có chim thú, cũng không có non xanh nước biếc, xung quanh chỉ có bầu không khí trầm lắng của vùng hoang sơn dã lĩnh. Tiếng gió trầm thấp như hải yêu đang khóc, khiến người ta có cảm giác muốn khóc theo. Trong bầu trời đều là màu xám, thỉnh thoảng có thể thấy mặt trời bị đám mây đen che mất, mặt trời cũng có màu đỏ như máu. Tiểu hồ cách bọn họ không xa lúc trước cũng không phải là tiểu hồ, mà là một vùng đầm lầy nhỏ, trong nước bùn có rắn, cá, côn trùng, chuột, đợi bọn họ bước vào trong đầm lầy bất cứ lúc nào. Trên cây nhỏ bên hồ xuất hiện từng đầu lâu nhân loại hoặc chim thú, rõ ràng là người lầm lỡ bước vào trong lưu lại. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Ngao Nhật thay đổi, thiếu chút nữa là ngã nhào lên đất, anh ta vội vàng lùi về sau. May mà Mạc Phàm nhắc nhở. Nếu không anh ta bước thêm một bước nữa không chỉ rơi vào trong đầm lầy, còn có thể rơi vào trong miệng ma đế ngạc. Bởi vì trước người anh ta chưa tới 10 cm, là một con ma đế ngạc đã há to miệng cắn về phía anh ta. Cút! Mạc Phàm liếc mắt nhìn ma đế ngạc này một cái, hừ lạnh nói. Ma đế ngạc còn chưa cắn được Ngao Nhật, nghe thấy Mạc Phàm nói vậy thì vội vàng lùi vào trong đầm lầy, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tung tích. Theo ma đế ngạc rút lui. Mấy thiên ma đi theo cũng chạy về nơi xa. Tiểu nhi ít được rèn luyện nên không có kinh nghiệm, đa tạ Mạc tiên sinh ra tay cứu giúp. Ngao Thiên nhìn Ngao Nhật một cái, hơi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ông ta áy náy. Lần sau cẩn thận một chút, nơi này là ma vực, không phải là U Châu, ở trong đây đừng nói là mắt nhìn thấy không thể tin tưởng, cho dù thần thức cảm ứng được cũng chưa chắc có thể tin, nhất định phải cẩn thận dùng nội khí cảm nhận, dùng thần để phân biệt. Dùng cơ thể để dò xét, thật luôn là thật, giả vĩnh viễn không thay thế được thật, tự mình đi cảm nhận đi, lần này tôi cứu anh, lần sau thì không biết được, sát y trên người mọi người cũng có thể ngăn cản thương tổn thay mọi người, nhưng vẫn có khả năng sẽ bị giết. Mạc Phàm dặn dò vài câu, nhìn thoáng qua xung quanh, hắn muốn đi sâu vào trong ma vực. Hắn hoàn toàn có thể tăng sát y của mọi người lên 9 tầng, nhưng không có một chút ưu đãi đối với mọi người. Mạc tiên sinh, cậu muốn đi đến tận cùng ma vực sao? Ngao Thiên nhìn theo hướng Mạc Phàm định rời đi, vội vàng hỏi. Tận cùng ma vực là ngọn nguồn của thiên ma và ma sát khí, là nơi có rất nhiều không gian liệt phùng. Nơi đó không chỉ có thiên ma cấp bậc cao, ma sát khí cũng nồng đậm hơn nhiều, cộng thêm không gian liệt phùng nữa, cho dù là ông ta đi vào nơi này, cũng không dám đi tới nơi đó. Hẳn là vậy, đợi sát y trên người ông đến tình hình không thể ngưng tụ nữa. Thì tới đó tìm tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy sát y có thể giúp người ta đột phá, nhưng một số cảnh giới cao chỉ dựa vào sát y cũng không có biện pháp, còn cần chút thủ đoạn nữa. Đến tận cùng ma vực, Mạc tiên sinh là muốn.
Ngao Thiên nhớn mày, nghi ngờ hỏi. Tôi chỉ đợi 6 ngày, bỏ lỡ phải đợi lần tiếp theo. Mạc Phàm không giải thích, nói. 6 ngày sau hắn phải tới Hải Thần Cung. Còn nữa, tuy các ông là Long tộc, nhưng căn bản không phát huy ra được thực lực nên có của Long tộc. Ở trong này tu luyện đi, vốn sinh ra đã kém cỏi, ở trong này thông qua ma thiên sát tuyệt bổ sung lại hết đi. Long tộc là sinh vật đứng trên kim tự tháp, ở tu chân giới cũng vậy, thiên phú mạnh hơn nhân loại vô số lần. Nhưng Ngao Thiên thân là Long tộc, lại bị một con chim chỉ và một con sói dẫm lên đầu, không thể không nói chuyện này khiến hắn vô cùng thất vọng. Mạc tiên sinh giáo huấn rất đúng, chúng tôi nhất định sẽ dụng tâm tu luyện. Vẻ mặt Ngao Thiên phức tạp, cung kính nói. Lúc trước ông từng tu luyện ma long chi thể, ở trong này sẽ chiếm được ưu thế nhất định, tôi hy vọng ông là người đầu tiên đi tới. Ngao Sương, nếu cô muốn tìm Long Ngạo Thiên báo thù, cũng có thể thử thiên long phệ. Có thể thành công, những thứ tôi chuẩn bị cũng sẽ cho cô một phần. Mạc Phàm nói xong cũng không giải thích, xoay người rời đi. Thiên Long Phệ là bí pháp của Long tộc, bí pháp này có thể cắn nuốt năng lượng mà bản thân không thể chịu đựng để tăng tu vi. Bí pháp này phối với ma thiên sát tuyệt rất hợp. Ngao Sương nuốt yêu hạch của Bát Kỳ Đại Xà, đã đột phá tới kim đan thần cảnh, thông qua bí pháp này sẽ có khả năng đạt tới kim đan đỉnh phong. Cho dù có nguy hiểm nhất định, nhưng tu luyện không thể không tồn tại nguy hiểm nghĩa là có thu hoạch. Thiên Long Phệ, bí pháp này ở đâu? Ngao Sương hơi sửng sốt, hỏi. Tự mình tìm đi. Mạc Phàm không nói gì thêm, bóng dáng bước từng bước một, đi sâu vào trong ma vực như rất quen đường. Hắn đến chỗ nào, cho dù là thiên ma hay ma thú đều không nhúc nhích, bị khí tức của hắn dừng ở trong không khí. Thỉnh thoảng gặp được thiên ma cường đại hơn một chút, đều bị hắn chộp lấy. Cùng ma sát khí xung quanh ngưng tụ thành sát y ở bên ngoài người hắn. Số lượng thiên ma hắn giết không nhiều lắm, nhưng chỉ trong một tiếng, sát y ở bên ngoài hắn đã ngưng tụ thành thực chất, hắn cũng đã tới giữa ma vực. Nơi này nhiều thiên ma và thiên ma tướng hơn, không chỉ số lượng nhiều hơn, màu sắc cũng từ trong suốt biến thành vô sắc, rõ ràng có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không nhìn thấy. Hơn nữa lúc trước thiên ma cảm nhận được khí tức của Mạc Phàm, không dám có một chút cử động. Còn mấy thiên ma hiện giờ thì phát ra tiếng cười gằn, một đám ảo giác xuất hiện trước mặt hắn, muốn mê hoặc hắn. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên ngân quang, đưa mắt nhìn xung quanh, một vùng rộng thiên ma hình thù kỳ lạ lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn thấy mấy thiên ma này, Mạc Phàm lắc đầu. Hắn chuẩn bị tạo ra đan dược giúp đám Ngao Thiên đột phá tới Nguyên Anh, tên đan dược này là Thiên Anh Đan. Một khi mọi người tới Kim Đan đỉnh phong, muốn đột phá đến Nguyên Anh sẽ rất khó khăn. Hắn muốn bọn họ tăng tới Nguyên Anh kỳ thì rất đơn giản. Đến cảnh giới này gặp được cao thủ như Long Ngạo Thiên, cũng không tới mức không có lực đánh trả. Lúc trước hắn bảo đám Hiên Viên Vô Kỳ tìm nguyên liệu, cũng vì chuẩn bị cho đan dược này. Tuy không tìm đủ được nguyên liệu, nhưng các loại thuốc chính đã đủ rồi, những thứ khác có thể thay thế, hiện giờ còn thiếu thuốc dẫn. Thuốc dẫn này chỉ có ở sâu trong ma vực, cho nên lúc này hắn mới tới đây. Nhưng hắn chuẩn bị đi tiếp vào bên trong thì lông mày nhíu lại, dị sắc xuất hiện trong mắt hắn, hắn nhìn về nơi cách không xa ở phía sau. Cách Mạc Phàm không xa, trong mấy hang động ở dưới đất có một đám địa ma thử chui ra. Những địa ma thử này vốn là cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó phân tán ra chạy về bốn phía, một tầng hắc quang xuất hiện trên người bọn chúng. Tầng hắc quang này vừa xuất hiện, thiên ma ở xung quanh, cho dù là cấp bậc gì đều sửng sốt. Sau đó phát ra tiếng cười gian như quỷ gào, giống như điên rồi đuổi theo mấy địa ma thử kia. Trong lúc này, phòng ma cốc vừa rồi còn vô cùng yên bình lập tức sôi trào hừng hực, giống như rót lượng lớn axit sulfuric đậm đặc vào trong hồ nước. Ma sát khí chen chúc mà ra theo thiên ma ở ma vực, mãnh liệt hơn trước không biết bao nhiêu lần. Thiên ma thạch sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua địa ma thử chạy như điên, lông mày nhíu lại lẩm bẩm. Đã lâu rồi không tiến vào ma vực. Trái lại hắn quên mất thứ quan trọng này rồi. Thiên ma là dựa vào bản thân phân liệt ra, dẫn đến số lượng càng ngày càng nhiều. Càng là phân liệt, cấp bậc thiên ma lại càng ở gần đáy nguồn. Nhưng thiên ma cấp cao ngoại trừ thông qua cắn nuốt thần hồn của tu sĩ tiến hóa không ngừng ra, còn thông qua một loại phương thức khác, đó chính là ma anh. Ma anh là đời sau của thiên ma cấp cao kích tướng ra, có thể nói là tinh hoa thực lực toàn thân của thiên ma. Một khi ma anh hàng sinh, thực lực sẽ hơn thiên ma cấp cao.
Nhưng ma anh không dễ tìm như vậy, trong 10 vạn thiên ma chỉ có một con ngưng kết ma anh, thậm chí khắp ma vực cũng không có. Nếu không tìm được ma anh, hắn chỉ có thể sử dụng những thứ khác giúp đám ngao thiên tăng tới nguyên anh kỳ. Thiên ma thạch là kết tinh năng lượng của thiên ma cấp cao, nhưng phàm là thiên ma không có không động tâm với thứ này, hấp dẫn nhiều hơn cả việc xâm nhập tu sĩ. Nhất là thiên ma kết ma anh, lại càng không có chút sức chống cự với thiên ma thạch, bởi vì thiên ma thạch có thể tăng tốc thiên ma kết anh. Có thứ này, nếu có thiên ma đang kết anh thì tốt hơn rồi. Ý niệm của hắn vừa động, linh khí hóa thành mấy bàn tay to như lôi điện, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người mấy địa ma thử. Địa ma thử cảm nhận được nguy hiểm truyền từ sau lưng tới, không do dự chui vào trong nền đất, chạy về phía cửa ra. Lượng lớn thiên ma cuốn theo ma sát khí nồng đậm cũng xông về phía cửa ra theo. Chạy, các ngươi chạy được sao? Mạc Phàm nhíu mày, mấy đại thủ do linh khí huyễn hóa gia tăng tốc độ, nắm lấy mấy địa ma thử trong tay, trở về bên cạnh Mạc Phàm. Mấy địa ma thử này vừa tới bên cạnh Mạc Phàm, trong chớp mắt tất cả thiên ma mất đi khí thức thiên ma thạch, nghỉ chân một lát liền tản ra, ma triều cũng được giải trừ. Mạc Phàm vươn một tay ra, mấy khối thiên ma thạch nhỏ bay từ trong cơ thể địa ma thử ra. Hửm! Mạc Phàm nhìn mấy khối thiên ma thạch nhỏ này, khẽ cau mày. Mấy khối thiên ma thạch này xuất hiện trong cơ thể địa ma thử cũng không kỳ lạ gì, địa ma thử am hiểu đào hang nhất, tìm được thiên ma thạch là chuyện bình thường. Nhưng rõ ràng mấy khối thiên ma thạch này bị người ta chấn vỡ, bên trên còn yêu khí màu xám nhạt. Yêu khí này không thuộc về địa ma thử, yêu khí của địa ma thử mang một chút ma tính, cũng không che giấu được khí tức của thiên ma thạch. Trừ chuyện đó ra, những địa ma thử này đến đây mới được phát hiện bên trong cơ thể có thiên ma thạch, sau khi hấp dẫn toàn bộ thiên ma thì chạy tới lối ra. Vậy chỉ có một khả năng, mấy địa ma thử và thiên ma thạch đều bị người ta dẫn dụ tới, mục đích là dẫn ma triều tới đối phó bọn họ mới tiến vào ma vực. Sát y có thể chống đỡ thiên ma, hấp thu ma sát khí, nhưng một khi bạo phát ma triều, sát y cấp thấp không khác gì một lớp giấy. Nếu không phải trùng hợp hắn cảm nhận được địa ma thử, ngoại trừ hắn ra, những người khác đều gặp nguy hiểm. Phượng cửu. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén xuất hiện ở sâu trong đồng tử của hắn, hắn lạnh lùng nói. Lúc này có thể làm ra chuyện này không phải ai khác, chỉ có đám phượng cửu. Hắn không giết đám phượng cửu và đoàn lãng, chỉ phế bỏ tu vi của đoàn lãng, đó là vì phượng cửu không có tử cửu với hắn. Không ngờ phượng cửu lại tự mình tìm tới. Trong mắt hắn chớp lóe sắc bén, rồi biến mất không thấy. Năm ngón tay hắn nắm chặt, khi mở ra, yêu khí màu xám trên thiên ma thạch đã biến mất vào trong lòng bàn tay của hắn. Tay còn lại của hắn vươn ra, hào quang sáng lên trên đầu ngón tay của hắn, khắc họa lâm không. Chỉ vài nét bút đơn giản, sáu phù lục màu đen phong cách cổ xưa, xa xưa xuất hiện trước mặt hắn. Lâm! Hắn khẽ quát một tiếng, phù lục màu đen bay vào trong thiên ma thạch. Trên thiên ma thạch tỏa ra ánh sáng, lại biến mất vào trong cơ thể mấy địa ma thử. Mạc Phàm nhìn chằm chằm mấy địa ma thử kia, trong mắt chớp lóe ngân quang. Mắt mấy địa ma thử cũng chớp lóe ngân quang, ngay sau đó quỳ xuống với Mạc Phàm. Tìm ma anh giúp ta sẽ cho các ngươi nhân thân. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Rõ ràng là mấy địa ma thử hiểu ý của Mạc Phàm, vốn là ngẩn người, sau đó dập đầu liên tục quỳ lại Mạc Phàm. Đi thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, vung tay lên. Mấy địa ma thử rơi xuống đất, chạy sâu vào trong ma vực. Trên người bọn chúng sáng lên phù lục Mạc Phàm khắc họa lúc trước. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mấy địa ma thử một cái, trong mắt xuất hiện chờ mong. Nếu hắn đạt được thiên ma thạch, vậy thì không thể tạo thành ma triều. Cùng là thiên ma thạch, chỉ cần thêm một số trận pháp sẽ biến thành thứ hấp dẫn ma anh chú ý, sẽ không hấp dẫn thiên ma khác. Cho nên có tìm được ma anh hay không, phải xem mấy địa ma thử này rồi. Nếu có thể tìm được ma anh, luyện chế thành thiên anh đan, đám ngao thiên muốn tăng tới nguyên anh kỳ sẽ đơn giản hơn nhiều, nếu không hắn chỉ có thể sử dụng biện pháp khác. Hắn nhìn địa ma thử biến mất ở phía xa, sau đó rời mắt nhìn cửa vào phong ma cốc, trong mắt lóe lên sắc bén. Phượng cửu này ngầm ra tay với người Mạc gia, lúc trước hắn thả anh ta đi, hiện giờ sẽ không bỏ qua. Mấy địa ma thử muốn hấp dẫn ma anh cần một khoảng thời gian, cho dù thiên ma thạch bị thiên ma nuốt đi, hắn cũng có thể thông qua phù lục tìm được thiên ma kia.
Ngoài ra hắn tu luyện ở đây cũng không có quá nhiều ý nghĩa, cho nên thừa dịp lúc này đi gặp Phượng Cửu một lát vậy. Hắn vươn một tay ra, một lực hút sản sinh trên người hắn, giống như hải nạp bách xuyên, thiên ma và ma sát khí ở xung quanh nhanh chóng hội tụ trên người và trong tay hắn. Thiên ma và ma sát khí tới người hắn thì nhanh chóng ngưng tụ thành một ma giáp theo phong cách cổ xưa, ma giáp thực chất hóa giống như thủy tinh, ngoại trừ đầu Mạc Phàm ra khắp nơi đều được bảo vệ, chỗ ngực giống đầu một ma thú há miệng to như bồn máu, vô cùng hung dữ. Trong tay hắn, một thanh ma kiếm màu đen sắc bén hơn trường kiếm bình thường cũng được ngưng tụ ra. Ma giáp, ma kiếm khiến Mạc Phàm như ma quân hàng lâm, sát khí bức người. Một tiếng sau, thiên ma và ma sát khí ở 10 dặm xung quanh bị Mạc Phàm hút lấy, lúc này ma giáp và ma kiếm mới ngưng tụ thành. Xem các người có thể chạy được bao xa. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, thân thể nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy. Chỗ giao nhau giữa sơn ngoại sơn và hải ngoại hải, tuy sơn ngoại sơn và hải ngoại hải cùng trấn thủ phong ma cốc, nhưng phân chia địa phận rất rõ ràng. Truyền tống môn ở phía bắc là sơn ngoại sơn, phía nam là hải ngoại hải, những nơi khác đều là bình chướng tiếp thiên liên địa, rất khó vượt qua. Sơn ngoại sơn và hải ngoại hải có tổng cộng 3 truyền tống môn, mỗi truyền tống môn đều có tông môn ẩn thế và yêu tộc trấn giữ. Lúc này trước một truyền tống môn gần phong ma cốc. Đám Phượng Cửu xuyên qua truyền tống môn, khi xuất hiện lần nữa đã từ trong quần sơn, đến một vùng biển mênh mông sương mù. Hai bên truyền tống môn là hai đội yêu binh cao lớn uy vũ mặc khôi giáp đang canh giữ. Cung nghênh đại nhân trở về, thuyền rồng đã chuẩn bị xong, mời đại nhân lên thuyền. Yêu binh trấn giữ truyền tống môn nhìn thấy đám Phượng Cửu thì vội vàng hành lễ nói. Đám Phượng Cửu làm như không nhìn thấy, lập tức đi tới bờ biển. Đi lên một con thuyền rồng cổ dừng bên bờ, đi về phía biển xanh mờ mịt. Con thuyền này đi được nửa tiếng đã không nhìn thấy truyền tống môn vĩ đại đứng giữa núi rừng, Đoàn Lãng nhìn xung quanh, lấy một ly rượu trong tay thị nữ kiều Mỹ ở bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm, tươi cười xuất hiện trên mặt anh ta. Đại nhân, chỉ sợ lúc này phong ma cốc đã vô cùng hỗn loạn rồi. Đoàn Lãng cười nói, từ lúc địa ma thử tiến vào phong ma cốc tới bây giờ, đã qua một tiếng. Với tốc độ của địa ma thử, hẳn là đã tới sâu trong ma vực, bắt đầu hấp dẫn thiên ma rồi. Hẳn là không chỉ vô cùng hỗn loạn, tôi cảm thấy rất có khả năng lúc này Mạc Phàm và đám ngao thiên bị vây trong ma triều, nhìn những người khác bị thiên ma ăn mòn, nhưng không thể làm được gì. Thể đại hán kia cười âm hiểm nói. Trong ma triều, thiên ma loạn vũ, lực mê hoặc chồng lên nhau tuyệt đối không đơn giản như 1+1=2. Ngay cả mình đều khó thoát ra, càng không nói tới quan tâm người khác. Đừng nói vậy chứ, thực lực của Mạc Phàm mạnh như vậy, có khả năng không thể cứu được tất cả, nhưng vẫn cứu được mấy người. Phượng Cửu đứng ở đầu thuyền, cười nhạt nói. Nhìn như đang khen Mạc Phàm, thực ra là cười nhạo hắn mới đúng. Thực lực mạnh gì chứ, cho dù cậu ta mạnh có chống đỡ được Thiên Ma Vương ở bên trong không, một khi Thiên Ma Vương xuất hiện, Mạc Phàm sẽ trở thành con rối của Thiên Ma Vương thôi. Đoàn Lãng nói với vẻ khinh thường. Mạc Phàm mạnh tới mấy cũng có mức độ, Thiên Ma Vương là vương trong thiên ma, không cần thiên ma thạch cũng có thể dẫn phát ma triều. Tu vi của Mạc Phàm mạnh như vậy, rất dễ bị Thiên Ma Vương chú ý. Nếu Thiên Ma Vương mang theo thiên ma tấn công Mạc Phàm, vậy Mạc Phàm chỉ có đường chết. Thiên Ma Vương, nếu có thể dẫn tới tất nhiên là tốt nhất, nhưng khả năng Thiên Ma Vương xuất hiện là rất nhỏ, Thiên Ma Vương kia đã tới kết anh. Luôn ẩn nấp ở sâu trong ma vực, cho dù bùng nổ đại quy mô ma triều cũng không đi ra đâu. Phượng Cửu mỉm cười, nói với vẻ tiếc nuối. Ma vực có một thiên ma vương, không chỉ được ghi lại trong yêu tộc, còn do yêu thú mà yêu tộc thuần dưỡng giám sát, một khi có động tĩnh sẽ lập tức thông báo cho anh ta, phòng ngừa thiên ma vương mang theo thiên ma trùng kích phòng ấn, khó tránh khỏi tai nạn. Cầu mong vận khí của Mạc Phàm tốt, nếu không lần này sẽ khiến Mạc gia đã tan thành mây khói rồi. Đoàn Lãng nói với vẻ không cam lòng. Nhưng có ma triều đã đủ khiến Mạc Phàm gặp phiền phức rồi. Phượng Cửu lạnh nhạt nói. Cho dù Mạc Phàm không chết trong tay ma triều, chỉ sợ thực lực cũng tổn hao nhiều, quan trọng nhất là Mạc Phàm mang theo rất nhiều người vào bên trong. Cho dù Mạc Phàm có khả năng thông thiên, cũng không có khả năng chữa khỏi cho người bị thiên ma xâm nhiễm. Bởi vì cho dù là ở yêu giới, một khi bị thiên ma xâm nhiễm, ngoại trừ đệ tử của thần nông tông tông môn y tiên lớn nhất tu chân giới ra, những người khác đều không thể chữa được.
Anh ta tốn một viên thiên ma thạch có thể thanh lý đám người Mạc Phàm, báo thù nhục nhã vừa rồi của anh ta, đã xem như không tệ rồi. Phải biết rằng có không biết bao nhiêu người gây chuyện với Mạc Phàm, kết quả đều bị Mạc Phàm giết chết. Vẫn là đại nhân nhìn xa trông rộng, chúng tôi còn lâu mới theo kịp. Đoàn Lãng cười nịnh nọt nói. Đại nhân đâu chỉ nhìn xa trông rộng, còn vô cùng anh minh, chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ, đã thu thập được Mạc Phàm danh chấn thế giới. Những thần sứ của tu chân giới so với đại nhân của chúng ta, quả thực là kém xa vạn dặm. Những người khác cũng nói theo. Phượng Cửu hơi nhếch miệng dừng cười, tuy không nói gì thêm, nhưng trong đáy mắt tràn đầy đắc ý. Bọn họ trò chuyện rôm rả, một giọng nói lạnh lùng truyền từ đỉnh chóp đến. Bên trong ma vực có thiên ma vương, còn đang ở trạng thái kết anh sao? Giọng nói này vừa vang lên, tươi cười trên mặt đám Phượng Cửu lập tức cứng ngắc, cả đám sửng sốt hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nhìn nơi phát ra âm thanh. Trên đỉnh chóp thuyền rồng, Mạc Phàm mặc ma giáp màu đen không biết xuất hiện trên thuyền rồng từ lúc nào, khuôn mặt hắn lạnh như băng khiến toàn thân người ta không tự chủ được phát run. Không đợi bọn họ mở miệng, thị vệ yêu tộc trên thuyền rồng nhìn thấy Mạc Phàm lập tức phóng thích yêu khí ra. Tu sĩ nhân loại lớn mật, dám một mình đi lên thuyền rồng của yêu hoàng đại nhân chúng tôi, muốn chết à? Một yêu binh trong đó giận dữ quát, trường thương trong tay đại phóng hào quang, ném về phía Mạc Phàm. Không đợi trường thương ném tới trước người Mạc Phàm, Mạc Phàm lạnh lùng liếc trường thương này một cái. Trường thương vốn ném về phía Mạc Phàm, lập tức trở lại trong tay yêu binh, tính cả yêu binh khác ở trên thuyền rồng, toàn bộ đều ngã vào trong biển xanh. Những thị nữ ở trên thuyền rồng hét lên một tiếng, lập tức loạn thành một vùng. Mạc Phàm nhíu mày, khe hở lan từ xung quanh hắn ra. Ngoại trừ Mạc Phàm và đám Phượng Cửu ra, những người khác cho dù là yêu binh, thị nữ trên thuyền đều rơi vào trong biển, sóng cả mãnh liệt đều dừng lại. Trong chớp mắt xung quanh như chết lặng, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đám Phượng Cửu đập. Phượng Cửu do dự chưa tới một giây, vẻ khiếp sợ ở trên mặt biến mất toàn bộ. Thay vào đó là áy náy. Sao Mạc tiên sinh lại đến hải ngoại hải chúng tôi vậy? Một đám hạ nhân không biết Mạc tiên sinh, vẫn mong Mạc tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Tuy anh ta rất tò mò vì sao Mạc Phàm lại mặc trang phục này xuất hiện ở đây, nhưng nếu Mạc Phàm tới đây, vậy chỉ sợ mọi chuyện vô ích rồi. Mạc Phàm không trả lời, chỉ dẫm lên không khí chậm rãi đi xuống. Khi hắn đi tới trước người một thị nữ bưng đĩa, thì lấy một ly rượu ở bên trên nhấp một ngụm. Lúc này đôi mắt rét lạnh mới nhìn về phía Phượng Cửu. Đây là yêu khí của anh sao? Mạc Phàm vươn tay còn lại ra, một đám yêu khí màu xám xuất hiện trong tay hắn. Đám Đoàn Lãng nhìn thấy yêu khí trong tay Mạc Phàm, cả đám đưa mắt nhìn nhau. Phượng Cửu nhíu chặt mày, đôi mắt đảo liên tục. Yêu khí này đúng là anh ta dùng lên mấy con địa ma thử, tuy được anh ta thay đổi hình thái, nhưng muốn phân rõ là của anh ta cũng không quá khó khăn. Nhưng mà yêu khí này ở trên tay Mạc Phàm. Chuyện này. Đúng vậy. Ra đầu Phượng Cửu run lên nói. Nếu là của anh, vậy anh biết chữ tử viết như thế nào không? Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, hỏi. Cơ thể đám Phượng Cửu chấn động, giống như bị sét đánh. Mạc Phàm, cậu muốn giết chúng tôi, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào. Đoàn Lãng nhíu mày nói. Ở sơn ngoại sơn bọn họ sợ Mạc Phàm, nơi này là hải ngoại hải. Nơi của yêu tộc bọn họ, chỉ một câu của bọn họ có thể tập hợp mấy chục vạn yêu binh. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua biển rộng mênh mông hỏi. Nơi này khác với sơn ngoại sơn sao? Nơi này là hải ngoại hải. Đoàn Lãng chỉ dưới chân, không sợ hãi nói. Dù sao Mạc Phàm đã biết việc bọn họ làm, cầu xin Mạc Phàm cũng không có tác dụng gì, thay vì thấp kém, chẳng bằng liều mạng một phen. Ở đây không chỉ có yêu binh. Còn có trận pháp từ thời thượng cổ do đại đế của yêu tộc bọn họ bố trí, cho dù không thể bắt được Mạc Phàm, không phải không có khả năng thoát khỏi tay Mạc Phàm. Hả, ý của anh là chữ Hán tử và chữ tử của yêu tộc, không phải cùng một ý sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, lạnh nhạt nói. Ở sơn ngoại sơn hắn có thể phế Đoàn Lãng, ở hải ngoại hải hắn không thể sao? Không biết Đoàn Lãng đang khinh thường hắn, hay là Đoàn Lãng quá coi trọng hải ngoại hải này rồi? Nơi này chỉ là một vùng hải vực được trận pháp che lại mà thôi, tuy bốn phía có bố trí trận pháp, nhưng trận pháp kém phong thiên chi địa rất nhiều, trận pháp trình độ này cũng muốn đối phó hắn sao? Mạc Phàm, cậu đừng có mà kiêu ngạo, cậu giết tôi,
cậu đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi. Đoàn Lãng nhíu mày, nghiến răng nói. Anh ta còn chưa nói hết câu, đã bị ánh mắt Mạc Phàm làm im miệng, mấy chữ cuối cùng bị ánh mắt của Mạc Phàm đè ép xuống. Vậy sao, vậy tôi muốn xem giết anh, tôi không thể rời khỏi nơi này thế nào. Những lời này vừa vang lên, chỗ yết hầu Đoàn Lãng có bạch quang sáng lên, bạch quang lan lên phía trước và phía dưới. Đến chỗ nào, trong chớp mắt cơ thể Đoàn Lãng biến mất. Chỉ trong phút chốc, đường đường là Thiên Lang Vương một trong thập đại yêu vương biến mất hoàn toàn, không để lại gì. Anh ta nói nơi này là hải ngoại hải, tôi giết anh ta sẽ không thể rời đi, các anh không chuẩn bị báo thù cho anh ta à? Mạc Phàm để ly rượu xuống, ngồi xuống ghế ở giữa thuyền rồng chuẩn bị cho Phượng Cửu từ trước, lạnh giọng hỏi. Xung quanh, sắc mặt Phượng Cửu và những người khác tái mét, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán bọn họ xuống, ngươi nhìn ta nhìn người. Không có một ai ra tay, cũng không có một ai dám mở miệng nói chuyện. Quả thật bọn họ có thể mở yêu trận, còn triệu tập yêu binh, nhưng những thứ này có thể đối phó được Mạc Phàm sao, bọn họ rất hoài nghi. Mạc Phàm thần không biết quỷ không hay tới đây, phần lớn là thông qua truyền tống môn tới, chuyện này nói lên trận pháp không có tác dụng với Mạc Phàm. Còn yêu binh, Mạc Phàm giết nhiều lính đánh thuê sát thủ ở Ai Cập như vậy, còn cả 12 thần thủ hộ của Ai Cập nữa. Ở trước mặt Mạc Phàm giống như cắt cỏ, nếu triệu tập yêu binh chỉ sợ cũng có kết cục như vậy. Sao thế, câm điếc hết rồi à? Mạc Phàm thấy bọn họ không nói lời nào, lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh, quả thật yêu khí này là của tôi, chẳng qua tôi bị Đoàn Lãng mê hoặc, nhất thời hồ đồ mới triệu hoán địa ma thử, phóng thiên ma thạch vào trong ma vực, bọn họ đều có thể làm chứng chuyện này. Phượng Cửu vội vàng giải thích. Yêu vương khác nghe thấy vậy thì hơi sửng sốt. Nhanh chóng gật đầu. Quả thật là Đoàn Lãng muốn trả thù Mạc tiên sinh, Thiên Lang nhất tộc là đại tộc đứng đầu của yêu tộc chúng tôi, thế lực cường đại hơn long tộc của Ngao Thiên nhiều, chúng tôi khuyên mãi cũng không khuyên được anh ta, cho nên yêu hoàng đại nhân cũng là bất đắc dĩ. Một người đàn ông hơi gầy trong đó mỉm cười nói. Đoàn Lãng đã chết, nếu đổ hết mọi chuyện lên người Đoàn Lãng, có lẽ bọn họ còn cơ hội sống sót. Sau đó, trong mắt Mạc Phàm hiện lên vẻ khinh thường. Lạnh nhạt hỏi. Đám người này trở mặt nhanh thật, vừa rồi còn nâng ly cười nói, lúc này chỉ mới một lát, Đoàn Lãng đã thành người bị mọi người chỉ trích. Mong Mạc tiên sinh tha thứ, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm trị Thiên Lang nhất tộc, trừng phạt thay cho đại nhân. Phượng Cửu thấy Mạc Phàm không ra tay thì hơi vui vẻ, cười nói. Phượng Cửu, anh còn nhớ những lời tôi nói trước đó không? Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, hỏi. Nhớ rõ. Sắc mặt Phượng Cửu khó coi, nói. Vậy anh cảm thấy tôi nên làm gì đây? Mạc Phàm hỏi. Hắn đã cảnh cáo Phượng Cửu, nếu Phượng Cửu lại ra tay với người Ngao gia, có ý đồ với U Châu, hắn sẽ lấy yêu đan của Phượng Cửu, ném anh ta vào trong ổ gà. Phượng Cửu không chỉ không nghe lọt vào tai, trái lại còn muốn dẫn ma triều, muốn tất cả người Mạc gia rơi vào trong nguy hiểm. Còn chuyện bọn họ đẩy trách nhiệm lên người Đoàn Lãng, cái cớ này, cũng chỉ có đứa bé mới tin, sao có thể lừa được hắn. Vẻ mặt Phượng Cửu khó coi, trái tim đập thình thịch, giống như có tảng đá đè nặng lên. Đúng là anh ta có được huyết mạch của Phượng Hoàng nhất tộc, tuy rất loãng nhưng cũng vô cùng tôn quý, anh ta không muốn bị Mạc Phàm lấy yêu đan, rồi ném vào trong ổ gà. Chuyện này, anh tự lấy yêu đan, hay để tôi tới lấy đây? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mắt Phượng Cửu đảo liên tục. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống sàn thuyền. Nếu không tìm được lý do thích hợp, có khả năng anh ta xong đời thật rồi. Bất chợt trước mắt anh ta sáng lên. Mạc tiên sinh, quả thật bên trong ma vực có một thiên ma vương, còn đang kết anh, tôi biết thiên ma vương trốn ở chỗ nào trong ma vực, tôi nguyện ý dẫn cậu đi tìm thiên ma vương, mong Mạc tiên sinh tha cho Phượng Cửu một con đường sống. Lúc Mạc Phàm vừa tới không nói chuyện ma triều, trái lại hỏi chuyện thiên ma vương. Nếu Mạc Phàm có hứng thú với Thiên Ma Vương, không phải anh ta không có cơ hội sống sót. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Mấy địa ma thử kia có thể hấp dẫn được Thiên Ma Vương xuất hiện hay không hắn không biết. Nếu có Phượng Cửu dẫn đường, không phải là không thể được. Mạc tiên sinh yên tâm, chỉ cần Mạc tiên sinh tha cho Phượng Cửu một lần, Phượng Cửu sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này nữa, toàn tâm toàn ý hầu hạ Mạc tiên sinh. Phượng Cửu thấy Mạc Phàm động tâm, nói với vẻ chân thành. Khi nói chuyện,
trong đáy mắt anh ta hiện lên sát khí. Anh ta đoán không sai, quả nhiên Mạc Phàm tiến vào ma vực là vì Thiên Ma Vương. Thiên Ma Vương kết anh giống như dã thú, nhưng hung mãnh hơn dã thú bình thường, nếu anh ta mang Mạc Phàm đi tìm Thiên Ma Vương, không những chạy thoát khỏi tay Mạc Phàm, thậm chí còn có thể mượn tay Thiên Ma Vương diệt trừ Mạc Phàm. Anh chắc chắn bên trong ma vực còn có Thiên Ma Vương kết anh sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc tiên sinh có thể lựa chọn không tin, cũng có thể giết Phượng Cửu, nhưng cả Hoa Hạ chỉ có tôi biết Thiên Ma Vương ở đâu. Mạc tiên sinh giết tôi, có lẽ tìm cả ma vực cũng khó mà tìm được Thiên Ma Vương, đến lúc đó Mạc tiên sinh đừng có mà hối hận vì giết Phượng Cửu. Phượng Cửu cười lạnh lùng, nói. Bỗng nhiên không còn sợ Mạc Phàm như trước nữa. Những người khác thấy vậy thì hơi vui vẻ. Phượng Cửu đại nhân nói không sai, hướng đi của Thiên Ma Vương vẫn luôn nằm trong tay Yêu Hoàng đại nhân chúng tôi. Mạc tiên sinh giết Yêu Hoàng đại nhân, vậy thì cậu sẽ không biết được đâu. Người đàn ông gầy kia nói. Trong giọng nói của anh ta tràn đầy ý uy hiếp. Mạc Phàm không chỉ hỏi chuyện về Thiên Ma Vương một lần, cho dù là bọn họ cũng nhìn ra được, Thiên Ma Vương rất quan trọng đối với Mạc Phàm. Một khi đã như vậy, quả thật bọn họ không cần phải sợ Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng liếc đám Phượng Cửu một cái. Các anh chắc chắn chuyện này có thể uy hiếp được tôi sao? Đám Phượng Cửu không chỉ trở mặt nhanh hơn lật sách, còn tính toán lợi thế sâu hơn chó. Hắn mới để lộ một chút mình có hứng thú với Thiên Ma Vương, đám người này đã lập tức hếch mặt lên trời. Chúng tôi còn muốn sống, sao dám uy hiếp Mạc tiên sinh? Chúng tôi chỉ muốn nói cho Mạc tiên sinh biết, có một Thiên Ma Vương kết anh đang ở ma vực, hơn nữa tôi lại là người duy nhất biết được tin tức này. Phượng Cửu âm dương quái khí nói. Nhìn thì vẫn cung kính với Mạc Phàm, nhưng tư thái thì tất tùy tôn tiện. Vậy sao, ý của anh là tôi giết anh, bắt hồn phách của anh, thì không thể biết tung tích của Thiên Ma Vương sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Phượng Cửu nhíu chặt mày, gương mặt âm trầm tới mức gần như có thể vặn ra nước. Hay là nói mà anh dẫn cũng không tìm được Thiên Ma Vương kết anh. Mạc Phàm nói tiếp, vẻ mặt những yêu vương đứng sau Phượng Cửu mờ mịt, sắc mặt Phượng Cửu thì vô cùng khó coi. Những người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ về ma anh dẫn. Ấn phù này chuyên dùng để dụ ma anh đi ra, nếu cộng thêm Thiên Ma Thạch, cơ hội dụ được Thiên Ma Vương là rất cao. Chắc chắn Mạc Phàm dùng Thiên Ma Thạch của anh ta cộng thêm ma anh dẫn, để địa ma thử đi dụ dỗ. Ngoài ra sao anh biết tôi cần anh tìm Thiên Ma Vương giúp tôi chỉ cần xác định bên trong ma vực có Thiên Ma Vương kết anh là được, hiện giờ tôi đã chắc chắn, còn cần các anh sao? Mạc Phàm lại nói tiếp, nếu Phượng Cửu thật lòng xin lỗi, không phải hắn không thể tha cho Phượng Cửu. Đối với hắn mà nói, Phượng Cửu chỉ như tôm tép nhãi nhép, giết cũng được mà không giết cũng không tạo nên sóng gió gì. Nhưng hắn ghét nhất bị người ta uy hiếp. Trong chớp mắt sắc mặt Phượng Cửu khó coi tới mức tận cùng, đắc ý lúc trước biến mất toàn bộ. Mạc tiên sinh tha mạng, Phượng Cửu không có ý uy hiếp cậu. Anh còn chuyện gì muốn nói không, nếu không còn gì để nói, anh có thể đi chết đi. Một tay Mạc Phàm vươn ra, ma kiếm màu đen do ma sát khí ngưng tụ thành xuất hiện trong tay hắn, lạnh lẽo khiến lưng người ta phát lạnh lan ra xung quanh. Nước biển ở gần thuyền rồng lập tức bị đông lại. Không, Mạc tiên sinh. Tôi sai rồi, mong Mạc tiên sinh tha thứ, tôi có nguyên liệu luyện chế thiên anh đan, nếu Mạc tiên sinh có thể tha thứ cho Phượng Cửu nguyện ý đưa toàn bộ cho Mạc tiên sinh. Phượng Cửu thấy Mạc Phàm lấy ma kiếm ra, vội vàng nói. Thiên Ma Vương luôn do các thế hệ yêu hoàng giám sát, nhưng anh ta hiểu biết về Thiên Ma Vương hơn người khác nhiều, giống như muốn thông qua ma anh luyện chế thiên anh đan ngưng tụ yêu anh của mình. Nếu Mạc Phàm cũng tìm Thiên Ma Vương này, chắc chắn là có ý nghĩ như anh ta. Hơn nữa Phượng Cửu còn tinh thông thuật luyện đan, có thể giúp Mạc tiên sinh luyện chế thiên anh đan. Phượng Cửu nói tiếp, luyện đan sao? Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt đều là khinh thường. Phượng Cửu này dám nói anh ta tinh thông thuật luyện đan với hắn, ở tu chân giới, cả yêu tộc cũng không có người dám nói vậy với hắn. Tôi sẽ giết anh, nguyên liệu anh luyện chế thiên anh đan, tôi cũng lấy. Mạc Phàm ném ma kiếm trong tay. Trên ma kiếm chớp lóe hắc quang, lập tức bay về phía Phượng Cửu, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người anh ta. Đồng thời lực thiên địa đè về phía người đám Phượng Cửu. Ở dưới lực lượng của Mạc Phàm, yêu nguyên trên người bọn họ lập tức như mặt hồ bị đông cứng, căn bản không thể nhúc nhích.
Mắt Phượng Cửu mở to, tuyệt vọng xuất hiện trong đồng tử của anh ta, nhưng lập tức được thay bằng tàn khốc. Mạc Phàm, cậu giết tôi sẽ khiến cậu vĩnh viễn không chiếm được Thiên Ma Anh. Lúc Phượng Cửu nói chuyện, ở sâu trong ma vực, trước sơn động chỗ địa ma thử mà Mạc Phàm thả ra. Bất chợt địa ma thử như điên rồi quay đầu bỏ chạy, giống như con chuột bình thường gặp phải mèo. Trên người nó, trận pháp mà Mạc Phàm khắc họa cũng sáng lên theo. Nhưng địa ma thử này còn chưa chạy đi rất xa, một cơn gió thổi qua. Chỉ thấy dưới mặt trời huyết sắc, không thấy bất luận thứ gì, chỉ có một bóng người vĩ đại lóe qua. Bóng người biến mất, địa ma thử cũng biến mất theo, toàn bộ khôi phục như thường. Đồng thời Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hắn lóe lên dị sắc. Ma kiếm màu đen đến trước người Phượng Cửu chưa đủ ba ngón tay thì dừng lại, kình phong mãnh liệt dừng lại. Anh nói cái gì, khiến tôi vĩnh viễn không chiếm được Thiên Ma Anh sao, dựa vào những ma thú giám sát Thiên Ma Anh của anh sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, lạnh lùng hỏi. Trí tuệ của Thiên Ma không kém nhân loại, còn vô cùng giàu hoạt, nhất là Thiên Ma Vương kết anh. Một khi bị quấy nhiễu, chắc chắn Thiên Ma Vương sẽ rời khỏi nơi ban đầu, thậm chí lựa chọn trốn đi. Phượng Cửu thân là yêu hoàng của Hoa Hạ, có thể khống chế yêu thú rất bình thường. Chắc chắn anh ta thông qua khống chế những ma thú, tới quấy nhiễu Thiên Ma Vương. Phượng Cửu thấy ma kiếm không đâm trúng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Phải thì thế nào, cậu có thể thử xem. Nếu anh ta chết đi, những ma thú mai phục ở gần Thiên Ma Vương nhất định không khống chế được. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ quấy nhiễu Thiên Ma Vương. Dù sao anh ta đã không có đường sống dịu đi với Mạc Phàm, không cần thiết phải ăn nói khép nép với Mạc Phàm nữa. Tôi không giết anh đi quấy nhiễu Thiên Ma Vương thử xem, để xem Thiên Ma Vương kia chạy trốn được không, nếu Thiên Ma Vương chạy thoát được, tôi sẽ thả anh, nếu Thiên Ma Vương không thoát được, vậy anh chết với Thiên Ma Vương luôn đi. Một tay Mạc Phàm vươn ra, ma kiếm màu đen mang theo tiếng xé gió, lập tức bay trở về trong tay hắn. Không phải Phượng Cửu này không phục sao, vậy hắn sẽ khiến anh ta chết tâm phục khẩu phục. Vẻ mặt Phượng Cửu sửng sốt, trong mắt lập tức tràn đầy lửa giận. Không phải Mạc Phàm không giết anh ta, Mạc Phàm chỉ muốn trêu đùa anh ta mà thôi. Mạc Phàm, cậu chắc chắn phải làm vậy sao? Sao thế, anh không dám à? Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi. Mắt anh ta đảo vài cái, đôi mắt nheo lại, trong mắt tỏa ra kim quang. Trong sơn động chỗ đám địa ma thử biến mất, trong mắt mấy thiết bối ma ưng và ma viên ẩn nấp ở gần đó cũng chớp lóe kim quang, hung ác lập tức lóe lên. Những thiết bối ma ưng kêu lên vài tiếng, liền bay vào trong sơn động. Ma viên thì vỗ lồng ngực rắn chắc, nắm lấy cự thạch và cọc gỗ ở trên mặt đất chạy về phía sơn động, gào thét ầm lên. Chỉ trong phút chốc trong sơn động khôi phục như thường, giống như không có chuyện gì xảy ra, một bóng dáng vĩ đại nhanh chóng chạy về phía ma vực. Đã đi rồi, cậu đừng mơ tìm được Thiên Ma Vương. Kim quang trong mắt Phượng Cửu thu lại, nói rất chắc chắn. Vậy sao, vậy anh đi theo tôi. Mạc Phàm lắc đầu cười, thân thể nhoáng lên một cái, biến mất khỏi hải ngoại hải với Phượng Cửu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.